Đấu phá thương khung chương 265, khế độ hợp tăng vọt, cả người mồ hôi đầm đìa ngồi ở khu vực phía trên, Tiêu Viêm thở hổn hển vài hơi trọc khí, tay áo bào lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ lắc đầu, chỉ mới qua vài phút, thế nhưng so với đại chiến với đại đấu sư một hồi còn mỏi mệt hơn, bất quá hoàn hảo là Mỹ Đỗ toa nữ vương kia không biết về duyên cớ gì, lực lượng yếu đi rất nhiều, nếu không, hôm nay chỉ sợ Tiêu Viêm thật sự sẽ bị nàng trực tiếp làm thịt. Trong lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, di động ánh mắt, bỗng nhiên dừng tại một đoàn hỏa xà, không ngừng chạy dọc theo thân thể, chính là thanh sắc hỏa diễm bay lượn lên xuống, nhất thời ngẩn người, miệng hơi há ra. Đoàn thanh sắc hỏa diễm như trường tiên này là do lúc nãy Tiêu Viêm nhanh chóng lui lại, tiện tay lôi kéo mà tạo ra, coi bộ dạng thoải mái, tự hồ không làm cho hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Sau khi trường tiên hỏa diễm bị xuất ra, khi thoát ly bàn tay Tiêu Viêm, tự động xoay tròn dọc theo thân thể hắn, coi trạng thái đó, tự hồ như thần vật có linh tính hộ chủ vậy. Hai mắt sững sờ nhìn thanh sắc hỏa diễm trường tiên xoay quanh thân thể, khóe miệng Tiêu Viêm có chút giật giật. Tuy nói rằng trải qua hơn 20 ngày rèn luyện, trình độ khống chế của hắn đối với thanh liên địa tâm hỏa thuần thục không ít, nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, bằng vào năng lực khống chế hỏa diễm của mình, muốn dùng tay đem hỏa diễm trước mặt khống chế được linh hoạt như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà sự thật xuất hiện trước mắt cũng làm cho hắn trở nên mừng rỡ như điên, trong đầu mờ mịt, sửng sốt một hồi, Tiêu Viêm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc thanh sắc hỏa diễm trường tiên đang xoay quanh, bàn tay vừa tiếp xúc thanh sắc hỏa diễm, sau đó ngoan ngoãn vân lời biến thành một đám thanh sắc hỏa diễm, bám dính vào trên tay Tiêu Viêm, hơi có chút cuộn lên, 10 ngón tay điểm lẫn nhau, sau đó từ từ co lại, tức thì, 10 đạo thanh sắc hỏa diễm công công xuất ra, song chưởng huy động. Thanh liên địa tâm hỏa trên tay khi thì bốc lên, khi thì hạ xuống, nhìn bộ dạng linh hoạt so với lúc Tiêu Viêm luyện chế đang dược mấy hôm trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Theo tâm niệm chuyển động không ngừng, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành các loại hình dạng khác nhau, vẻ kinh ngạc trên gương mặt Tiêu Viêm lại càng dày đặc hơn. Sau khi khống chế được, hắn cảm giác rõ ràng thanh liên địa tâm hỏa đối với mình vô cùng thân thiết. So với trước kia, rõ ràng bỗng nhiên tăng mạnh lên vài lần. Mà trước kia ngầm ẩn cảm giác kháng cự, giờ đây cũng lặng lẽ yếu đi rất nhiều. Cao mày trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên thoáng động, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì hạt sen của địa hỏa? Trong lòng hiện ra ý niệm này, nhưng thật ra làm cho Tiêu Viêm có chút hiểu rõ hơn, hạt sen của địa hỏa so với thanh liên địa tâm hỏa đồng một thể, hiện giờ mình đã hấp thụ năng lượng tinh hoa của hạt sen địa hỏa vào trong cơ thể, chính là đánh bậy mà trúng. Khiến cho độ phù hợp của thân thể mình với thanh liên địa tâm hỏa càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Theo phân tích như vậy, Tiêu Viêm đang nhíu chặt mày từ từ giãn ra, một chút vui sướng hiện lên khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới phục dụng hạt sen của địa hỏa lại còn có điều kỳ diệu ngoài ý muốn như thế. Phù hợp độ chợt tăng lên quả thực so với việc hoàn toàn chữa trị thương thế còn làm cho Tiêu Viêm hưng phấn hơn. Dù sao thương thế sớm hay muộn cũng có thể khỏi hẳn, nhưng độ hòa hợp của thân thể với thanh liên địa tâm hỏa chỉ có thể nhờ vào thời gian cọ sát như vừa rồi mới có thể tăng lên thông thả, cho nên như vậy, hai cái quý hiếm cùng thực dụng vừa thấy liền biết ngay. Khuôn mặt điểm chút vẻ mừng vui, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào thanh sắc hỏa diễm trên 10 ngón tay, hỏa diễm hơi lay động. Một lát sau, dĩ nhiên là trên 10 đầu ngón tay, ngưng tụ thành 10 mũi nhọn địa hỏa vô cùng sắc bén. Bởi vì hắn áp súc, cho nên trên 10 mũi nhọn hỏa diễm này ẩn chứa lực phá hoại, không thể nghi ngờ có chút cường liệt. Con ngón tay khẽ bắn ra, 10 mũi nhọn hỏa diễm bỗng nhiên bạo xuất, kình khí nóng cháy ngoài thân thể chúng hình thành một vòng thanh sắc quang mang thật nhỏ. Lúc những mũi nhọn này sắp đâm trúng vách tường, ngón tay Tiêu Viêm co lại, tức thì những mũi nhọn kia tựa như bị lôi lại, mạnh mẽ quay trở về đường cũ, phóng ngược về phía Tiêu Viêm. Mỉm cười nhìn những mũi nhọn thanh sắc hỏa diễm quay về, ngón tay Tiêu Viêm bình thản xuất ra, 10 mũi nhọn kia lập tức nhập vào trong ngón tay của hắn. Thanh sắc hỏa diễm trên bàn tay chậm rãi tiêu tán, Tiêu Viêm nhìn bàn tay không có chút vết thương nào, gật đầu kinh sợ. Đối với sự khống chế thanh liên địa tâm hỏa của hắn trước kia, rõ ràng không thể đạt đến khả năng sau khi phóng xuất ra, sau đó có thể thu hồi trở lại. Mà hiện giờ sau khi hấp thụ hạt sen địa hỏa, độ khống chế của Tiêu Viêm đối với dị hỏa đã có thể làm hắn hoàn thành động tác khống hỏa có yêu cầu cao này. Mỗi một đám thanh liên địa tâm hỏa đều cần Tiêu Viêm vận dụng thật nhiều đấu khí, mới có thể theo bên trong khí toàn mà nạp vào thể nội. Nếu như mỗi lần xuất động, sau khi dị hỏa bắn ra ngoài mà không thể thu hồi, không thể nghi ngờ đó là một hành động lãng phí xa xỉ cực kỳ.
Nếu như trong lúc chiến đấu mà phung phí kiểu này, chính là vì đối với sinh mạng của mình nên không tiếc, thế nhưng hiện giờ có thể phóng ra thu về dị hỏa, Tiêu Viêm tự nhiên đối với chuyện này cảm thấy phi thường vừa lòng. Thưởng thức thêm lần thứ hai thanh liên địa tâm hỏa cực kỳ linh động, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đem toàn bộ thu vào cơ thể, bàn tay xuất ra một chiêu với đài sen đang lơ lửng giữa không trung, sau đó lập tức hóa thành một đạo thanh mang, tiến vào bên trong nạp giới, đem thứ này thu lại. Tiêu Viêm vặn eo một cái, xương cốt toàn thân va chạm vào nhau kêu lên răng rắc một hồi, cảm giác thư sướng ngập tràn, làm cho Tiêu Viêm sảng khoái thở ra một hơi, nắm chặt hai đấm, hung hăng đánh ra, quyền chưởng cuồn cuộn thật là uy vũ sinh phong, thể hiện một tư thế thật là bất tục. Cảm thụ được cơ thể đang căng thẳng đột nhiên bộc phát một cổ kinh lực kinh khủng, Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng lần trọng thương này làm cho mình phải chịu nhiều đau khổ, mặc kệ như thế nào, hiện tại thân thể mình có thể phát ra sức chiến đấu vượt qua trước khi bị thương, như vậy xem ra lần bị thương này cũng thật là đáng giá. Đứng tại chỗ, mắt Tiêu Viêm khép hờ ngẫm nghĩ, tâm thần chìm vào trong cơ thể nhanh chóng kiểm tra một vòng, sau đó mở mắt ra, tay nắm lại khẽ cười nói, trải qua hạt sen địa hỏa rót vào, như vậy hiện tại ta đã có thực lực lục tinh đấu sư rồi sao? Cười cười vui mừng, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới cạnh giường, nhìn Thôn Thiên Mãn đang cuộn trong chăn, miệng phát ra một tràng cười hắc hắc. Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, đôi mắt trắng màu tím của Thôn Thiên Mãn nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của hắn, không hề để ý quay đầu đi tới nhìn thân thể mềm mại nằm trên giường. Hiển nhiên trước kia Tiêu Viêm bất ngờ cử động quán chú năng lượng, làm cho Thôn Thiên Mãn vừa có linh trí ban sơ, trong lòng thoáng chút căm giận. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãn tựa như một hài tử dỗi hờn, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vươn tay ôm nhu vuốt ve thân thể nó. Sau khi thấy nó vẫn không có phản ứng, đành cười khổ lấy trong nạp giới ra một lọ tử tinh nguyên mở nắp ra, một cổ hương nhàn nhạt khí tức nóng cháy chậm rãi bốc lên. Tử tinh nguyên vừa lấy ra khỏi nạp giới, Thôn Thiên Mãn mềm mại đang nằm trên giường mạnh mẽ chồm lên, quay đầu lại nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn cổ hương tử tinh nguyên màu tím nhạt, trong mắt thoáng một tia khát vọng, sau một lúc chần chờ không nhẫn nại được tham ý trong lòng, vẫy động cái đuôi rất nhanh trường tới trước mặt Tiêu Viêm, lưỡi rắn thè ra gây nên âm thanh tê tê, cười tủm tỉm đem lọ đưa tới, Thôn Thiên Mãn vẫy đuôi, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh như tia chớp xuất hiện trước cái lọ, đầu tìm tòi, lưỡi đưa vào trong lọ hấp thụ một cách tham lam, bởi vì lúc này ý Tiêu Viêm muốn tiêu trừ oán khí trong lòng nó, nên hắn vẫn chưa ngăn cản nó tham lam hấp thụ, chỉ là nhìn vào lọ thấy tử tinh nguyên chậm rãi vơi dần, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ đau lòng, đến khi tử tinh nguyên trong bình bị Thôn Thiên Mãn hấp thụ hết gần một phần mười, rốt cục nó ngừng lại không hấp thụ nữa, đầu thoáng chút mơ hồ từ miệng lọ bò xuống, trong con mắt màu tím hiện lên một chút ý say, nhìn Thôn Thiên Mãn lắc lư cái đầu sáng loáng, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cẩn thận đem tử tinh nguyên thu về, bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể nó, bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa kia, còn chưa vừa lòng sao, ăn vật của người. Lúc này Thôn Thiên Mãn vẫn không tránh né Tiêu Viêm, lắc lắc cái cổ thon dài, trong mắt bỗng hiện ra một cổ ánh sáng màu tím, miệng hé ra, một tiếng phù vang lên, một đạo tử sắc hỏa diễm bỗng từ miệng nó phun ra, hỏa diễm mãnh liệt trong giây lát đem cây xà gỗ trong phòng đốt cháy thành một đống đen như than củi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đống than kia phát ra tiếng kêu răng rắc, khóe miệng Tiêu Viêm có chút giật giật, lát sau cúi đầu, nhìn Thôn Thiên Mãn thản nhiên phun ra từng đám hỏa diễm không ngừng, Tiêu Viêm dở khóc dở cười lắc đầu. Tên gia hỏa này, tử tinh nguyên mà cũng muốn ăn bao nhiêu thì ăn hay sao? Năng lượng tử hỏa nồng đậm khiến người giận dữ, chính là tử hỏa có thể dễ dàng hội tụ thành lực sát thương không yếu chút nào. Loại tử hỏa này cho dù là Vân Chi trước kia cũng phải kiên kỵ a. Bất đắc dĩ nhìn nó giống như đang chơi đùa bình thường, ngẫu nhiên lại phun ra một đám lửa, Tiêu Viêm thở dài một hơi, vừa muốn đứng dậy dọn dẹp căn phòng hỗn loạn, thân thể bỗng nhiên đờ ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tử sắc hỏa diễm. Một đạo ý niệm lặng lẽ từ tận đáy lòng hiện ra, nếu như sử dụng tử tinh nguyên chế tạo ra tử hỏa, rồi đem dung hợp cùng thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng làm xuất ra Phật nộ hỏa liên, uy lực cho dù so ra không hơn bản thân chúng, nhưng cũng không kém hơn a. Hơn nữa với thực lực hiện tại của ta, có khả năng khống chế hay không? Bàn tay chậm rãi vuốt cằm, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Trong phòng, Tiêu Viêm chậm rãi xoa cằm, thần tình lộ vẻ trầm ngâm, đến nửa ngày sau, đột nhiên lật bàn tay lên, trên bàn tay xuất hiện một chiếc bình trong suốt, bên trong nó chính là tử tinh nguyên, bỏ nắp bình. Tiêu Viêm chấm ngón tay vào, cẩn thận dính một chút vào đầu ngón tay, nhất thời, tại chỗ đó truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Rút ngón tay ra,
Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào một giọt tử tinh nguyên trên đầu ngón tay. Trong cơ thể đấu khí lưu chuyển, xuyên thấu qua ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến giọt tử tinh nguyên đó, nhất thời một âm thanh nhỏ, trầm đục vang lên, một đoàn hỏa diễm màu tím nhỏ bố lên, theo ngọn lửa bốc lên, nhiệt độ tăng lên mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng vẻ hư mị, độ ấm không tồi. Nhưng hơi đáng tiếc là một giọt tử tinh nguyên sinh ra tử hỏa hơi ít. Tiêu Viêm cười gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ tiếc hận, tử tinh nguyên vốn còn cũng không nhiều, một giọt chỉ có thể tạo được ngần ấy tử hỏa, nếu đem dùng thì quả thật là mất nhiều hơn được a. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chiếc bình đựng tử tinh nguyên, nhíu mày thấp giọng nói, bất quá tiểu tử này cũng không hấp thụ nhiều, nhưng khi phun tử hỏa ra lại mạnh như súng phun lửa vậy. Chậm rãi quay đầu đi, Tiêu Viễn nhìn Thôn Thiên Mãn, nghi hoặc nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôn Thiên Mãn đang nằm trên giường. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm cau mày, qua một lúc quan sát, hắn phát hiện lúc mà Thôn Thiên Mãn sắp phun tử hỏa thì mấy chiếc răng nanh của nó tựa hồ thẩm thấu ra một chút dịch thể, mà tử hỏa vốn rất nhỏ nhưng khi tiếp xúc với dịch thể thì thể tích tử hỏa tăng vọt lên hơn 10 lần, là bởi vì có dịch thể này sao? Thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay cuộn lại, một cái bình khác lại xuất hiện trong lòng bàn tay, chợt tủm tỉm cười, chậm rãi hướng Thôn Thiên Mãn đi đến. Trải qua một lúc đè ép tận lực mặc kệ ánh mắt u oán của Thôn Thiên Mãn, rốt cục Tiêu Viêm cũng lấy được non nửa bình dung dịch màu xanh nhạt, đưa lên mũi ngửi thoáng có mùi vị nước bọt, Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái, lắc đầu, liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãn, trong lòng thầm nói, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là giống cái, nhẹ nhàng cầm hai chiếc bình chứa hai loại chất lỏng, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phất tay, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc lô đỉnh đỏ sẫm, sau khi đặt lên bàn, bấm tay búng mạnh vào lô đỉnh, thanh sắc hỏa diễm từ tay của Tiêu Viêm bắn ra, nhất thời bên trong dược đỉnh bốc lên nhiệt độ kinh người của hỏa diễm. Nhìn thấy bên trong dược đỉnh bốc lên hỏa diễm, Tiêu Viêm đưa tay vuốt nạp giới, lại lấy ra thêm vài cọng thảo dược toàn thân như nhuộm lửa đỏ, vừa nhìn đã có thể biết bên trong ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, bàn tay vung lên, đem chúng ném vào trong dược đỉnh. Sau đó, khống chế thanh sắc hỏa diễm, trải qua quá trình tinh luyện lặp đi lặp lại, đem nó biến thành một nhúm bột phấn màu đỏ. Đợi đến khi bột phấn màu đỏ xuất hiện, Tiêu Viêm dùng cả hai cái ống rỗng, phân biệt hấp thụ một giọt dịch thể lấy trong miệng Thôn Thiên Mãn và một giọt tử tinh nguyên. Sau đó nhỏ vào trong dược đỉnh, nhìn bên trong dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm mỉm cười, mười ngón tay linh hoạt hẳn lên. Thanh sắc hỏa diễm theo tâm niệm chớp động không gian, không ngừng tăng giảm nhiệt độ. Tuy rằng loại biến hóa ngọn lửa này là khảo nghiệm cực kỳ khó đối với các luyện dược sư trong khả năng khống chế lửa, nhưng trải qua việc luyện hóa và sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Viêm đối với loại thao túng phức tạp này đã trở nên thành thạo. Bên trong dược đỉnh, thanh sắc hỏa diễm thật xinh đẹp đang nhảy múa, sau một lúc lâu, nhiệt độ dần dần rút đi, hỏa diễm mãnh liệt cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng thông qua hỏa khẩu hóa thành một đốm lửa nhỏ, chui vào ngón tay Tiêu Viêm. Tuy rằng luyện dược tiêu hao rất nhiều năng lượng, bất quá có thể thu về chút nào tốt chút ấy a. Nhìn thanh sắc hỏa diễm đó tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay bấm lại, một luồng kình phong đem lô đỉnh lật ngược lại, trong lô đỉnh xuất hiện ra ba khỏa đan dược màu đỏ, nhẹ nhàng bắn vào tay Tiêu Viêm. Bắt lấy ba khỏa đan dược nọ, Tiêu Viêm khóe miệng nhìn không được hiện lên một nụ cười. Loại này căn bản không thể gọi là đan dược, bởi vì chúng không có đặc tính của đan dược, bởi vì thứ này chỉ cần nuốt vào bụng, không có sự chuẩn bị tốt ngược lại khiến cho mình có chút thê thảm. Ngón tay khẽ lấy một khỏa đan dược màu đỏ, đem nó chó vào miệng. Đợi đến khi cảm nhận được trong miệng có một cổ nhiệt năng nóng bỏng, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó cùng với cổ nhiệt năng kia va chạm. Khi chúng va chạm, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, tử sắc hỏa diễm với nhiệt lượng kinh khủng mạnh mẽ bốc lên, sau đó được đấu khí bao bọc lại trên bàn tay. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, uy lực có thừa. Miệng nhẹ thở ra một ngụm khí nóng, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn tử sắc hỏa diễm đang bốc lên mạnh mẽ trên tay, lần này hàm tử hỏa đã đạt tới tầm của thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu Viêm thoải mái hít một hơi, chỉ cần một giọt tử tinh nguyên, một giọt nước bọt của Thôn Thiên Mãn, một ít thảo dược chứa hỏa thuộc tính mà có thể đạt được hiệu quả như vậy, đã khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng, hãy cứ tạm gọi nó là tử hỏa đan đi. Cầm trên tay hai viên đan dược, Tiêu Viêm nhếch miệng cười. Hiện tại hắn muốn dung hợp tử hỏa và thanh liên địa tâm hỏa chế tạo ra Phật nộ hỏa liên, xem đến tột cùng có bao nhiêu uy lực, tự hồ cần một cái bia ngắm a. Tử hỏa đan, nhìn nó khuôn mặt Tiêu Viêm dâng lên một nụ cười,
xoay người đem Thôn Thiên Mãn mệt mỏi vì phun lửa đang gục đầu ngủ thu vào trong tay áo, sau đó cười tủm tỉm đi ra khỏi căn phòng vốn đã lung lay như muốn sập, đi tìm bia thịt để thí nghiệm xem uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên đến tột cùng là ra sao. Mặt Thiết Dông binh đoàn, trên sân huấn luyện, lúc này chính là thời gian huấn luyện của mọi người trong đoàn, phần đông đoàn viên đều có mặt. Mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi người mồ hôi đầm đìa đang tiến hành luận đàm thân thủ. Ở quảng trường, tại một nơi râm mát, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng đang đứng tại nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh sân, khẽ gật đầu. La Bố tiên sinh, xem ra Sa Chi Dông binh đoàn huynh đệ mọi người cũng đều có thực lực không tệ lắm, trong khoảng thời gian này, thật là làm phiền ngươi. Nhìn ra giữa sân đang là thời gian ma hợp, các ngăn cách đã bị loại bỏ, nên nhiều dông binh đang đứng thành từng cặp. Tiêu Đỉnh quay đầu cười nói với La Bố bên cạnh, đều là do Tiêu Đỉnh đoàn trưởng có biện pháp hay, ta bất quá chỉ là chấp hành mà thôi. La Bố lắc đầu, khóe mắt hàm chứa sự kinh sợ khi nhìn sang phía Hải Ba Đông. Trong một lần tình cờ, hắn đã gặp qua Hải Ba Đông động thủ, chính vì vậy hắn phi thường rõ ràng, vị lão nhân này có thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể mời đến dông binh đoàn này thì trong lòng không khỏi có vài phần kiên kỵ, nên khi nghe Tiêu Đỉnh nói, hắn vội vàng khách khí trả lời. Tiêu Đỉnh tự nhiên biết được người phía sau mà hắn kiên kỵ, nên cũng chỉ chuyện trò dăm ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn sang, một bên dựa vào thân cây, thần tình có vẻ buồn chán nhìn Hải Ba Đông cười nói, ha ha. Hải lão tiên sinh, hiệu thuốc bắc của Thạch Mạc Thành không có loại dược liệu mà người cần sao, yên tâm đi, ta đã sai phái người đi các vùng phụ cận tìm giúp người rồi, nếu có tin tức hắn sẽ rất nhanh hồi báo thôi, cũng là tiểu tử ngươi có tâm a. Tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, sau khi tới nói cho ta biết tên dược liệu, lại chui vào trong phòng, không thấy ra nữa. Hải Ba Đông trên khuôn mặt lộ nét cười, hướng Tiêu Đỉnh nói, sau lưng người khác nói bậy, có vẻ không tốt lắm a. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, từ phía sau mọi người truyền đến, âm thanh quen thuộc, làm mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang cười tiến lại, thương thế của ngươi đã tốt hơn rồi. Nhìn khí thế và tinh thần của Tiêu Viêm so với trước tốt hơn, trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên một chút kinh ngạc, nói, ân. Tiêu Viêm cười gật đầu, ai? Quả nhiên là biến thái. Trọng thương như vậy mà không đến một tháng liền hoàn toàn bình phục. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông nhất thời cười khổ, lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng vì thủ đoạn của Tiêu Viêm mà kinh hãi, cười lắc đầu, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh mấy người trò chuyện một hồi. Sau đó, ánh mắt bỗng nhiên phiêu hốt dừng trên người La Bố, mỉm cười nhưng lại khiến cho La Bố có chút sợ hãi, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Tiêu Viêm đoàn trưởng. Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, La Bố vội vàng chào, La Bố tiên sinh, ở Mặt Thiết Dông binh đoàn đã quen chưa? Tiêu Viêm tủm tỉm cười hỏi, nhìn vẻ tươi cười của Tiêu Viêm, La Bố muốn chạy trốn ngay. Hiện giờ tin tức Mặt Gia đại trưởng lão đã chết cơ hồ đã truyền khắp Gia Mã Đế quốc Đông Tỉnh, tuy rằng mọi người đều không rõ là ai ra tay, nhưng La Bố trong lòng đã rõ ràng, người ra tay tuyệt đối chính là thiếu niên có vẻ vô hại trước mặt mình, La Bố tiên sinh. Nhàn rỗi vô sự có thể giúp ta thực nghiệm một chút đồ vật được không? Tiêu Viêm cười nói. Rồi không đợi La Bố gật đầu nhấc chân bước ra ngoài bóng râm, tuy rằng thực lực đã trở về cấp bậc đấu sư, nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng, đối với người như La Bố thái độ bỗng dưng ôn hòa thì mới có thể khiến hắn luôn e dè, nghi hoặc, sợ hãi. Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, La Bố sửng sốt, sau đó chỉ biết cười khổ, gật đầu nhấc chân bước theo. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ mấy người nhìn thấy hành động có vẻ quái dị đó, tùy ý liếc nhìn nhau rồi cũng tò mò đi theo xem, chậm rãi tiến đến một góc sân huấn luyện rồi ngừng lại. Tiêu Viêm hướng tới La Bố đang đứng với vẻ không yên, lộ vẻ cười nói, ngươi hãy đem hết khả năng phòng ngự của bản thân bộc lộ ra đi, ta muốn thử xem uy lực của thứ mà ta mới cải tạo ra. Ách! Nghe vậy, La Bố khóe miệng nhất thời rung lên, sắc mặt thoáng có chút co rút, nguyên lai chính mình làm bia ngắm a. Tiêu Đỉnh và mấy người đều là cao tầng trong Mặt Thiết Dông binh đoàn, nên khi thấy bọn họ tập trung ở đây, nhất thời các đoàn viên trên sân huấn luyện cũng súng lại, tò mò nhìn Tiêu Viêm cùng La Bố, coi chừng một chút. Đối với sắc mặt xanh tím của La Bố, sau khi nhắc nhở một tiếng, ngón tay Tiêu Viêm nhoáng lên, một quả đan dược màu đỏ hiện ra, sau đó bỏ vào miệng, một lát sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, tử sắc hỏa diễm bốc lên trên bàn tay Tiêu Viêm có đấu khí cách lý, nhẹ nhàng thao túng tử sắc hỏa diễm. Tay phải bình thản đưa ra, thanh sắc hỏa diễm chậm rãi bốc lên, nhìn hai tay đang thao túng hai ngọn lửa bất đồng màu sắc, Hải Ba Đông hơi ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến,
lẩm bẩm nói, bà nội nó, tiểu tử này chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu thức kia? Trong mắt Hải Ba Đông dần dần nổi lên tia sợ hãi. Lúc này trong sân, Tiêu Viêm đã bắt đầu đem song chưởng từ từ hợp lại. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn thay đổi, bàn chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, như một tia chớp bắn thẳng lên trời, giọng the thế nói, Tiêu Viêm, ngươi là thằng điên, lần trước đã suýt chết mà lần này còn muốn nữa sao? Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Hải Ba Đông đang nộ hỏa đùng đùng, hắn không nghĩ tới lão gia hỏa này thế nào lại e ngại Phật nộ hỏa liên của mình. Kinh ngạc nhìn Hải Ba Đông đang nháo nhác trên bầu trời, một lúc sau, Tiêu Viêm dở khóc dở cười lắc đầu, giơ bàn tay có hai ngọn hỏa diễm lên, cười nói, Hải lão, lấy trạng thái hiện tại của ta, cũng không thể phát ra được bạo tràng như ngày trước đâu. Hiện tại ta đã thay đổi Phật nộ hỏa liên rồi, sẽ không thể xuất hiện tình trạng không khống chế được. Hải Ba Đông quan sát tử hỏa trong tay Tiêu Viêm, phát hiện ra đó không phải là dị hỏa, tuy nhiệt độ có cao, nhưng so với Sâm Bạch hỏa diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì kém rất nhiều. Người này rốt cục ẩn tàng bao nhiêu thứ đây? Một hồi thanh hỏa, một hồi bạch hỏa rồi hiện tại lại xuất ra tử hỏa, thật sự khiến người khác nhìn không thấu a. Trong lòng dâng lên ý nghĩ, thoáng thở dài, Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Viêm, lắc đầu cắn răng nói, ngươi vốn dĩ là kẻ điên, ta lười không quản ngươi có cải tiến gì, muốn chơi tự ngươi chơi đi, ta vẫn tưởng tượng lần trước bị ngươi đùa suýt chết a. Nói xong đôi cánh hàn băng sau lưng Hải Ba Đông khẽ rung lên, thân hình trong mắt mọi người thoáng chốc chỉ còn là một điểm đen, rồi mới dừng lại, quay xuống nhìn. Trải qua lần trước Tiêu Viêm sử dụng Phật nộ hỏa liên gây nổ mạnh, khiến cho vị trước đây từng liệt danh băng hoàng nảy sinh tâm lý sợ hãi, nếu không cũng sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn né tránh. Bất đắc dĩ nhìn Hải Ba Đông bay đi xa, Tiêu Viêm cúi đầu, liếc mắt nhìn xung quanh thấy tất cả mọi ánh mắt của bọn Tiêu Đỉnh đều cổ quái nhìn mình, buông tay xuống nói, lão nhân gia dường như lá gan hơi nhỏ. Khụ, nghe vậy Tiêu Đỉnh cùng với Tiêu Lệ đều ho khan vài tiếng. Tuy nói tuổi của Hải Ba Đông khá lớn, thực lực có chút khủng bố, nhìn thấy biểu hiện lúc trước bọn họ trong lòng cũng thoáng có chút không yên, nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt cười gượng nói với Tiêu Viêm, tiểu viêm tử, ngươi đến tột cùng là muốn thí nghiệm cái gì, chính là nghiên cứu ra một thứ, muốn thử xem có thành công hay thôi mà, lần trước đã thất bại, kết quả thiếu chút nữa đem ta và lão đầu tử nổ chết. Nên đến giờ hắn tự hồ có chút sợ hãi, nhưng các ngươi không cần lo lắng, lần này ta đã cố ý cắt giảm uy lực, cho dù cuối cùng có thất bại cũng không như lần trước gây ra lực phá hoại lớn. Tiêu Viêm lắc đầu tùy ý nói, nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm, trong giọng nói thoáng có chút không xác định, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ trên trán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh, tuy rằng cả hai cùng không biết chính xác thực lực của Hải Ba Đông nhưng hắn có thể ngưng tụ đấu khí thành cánh thì thực lực chắc chắn không thấp hơn đấu vương. Có thể đem loại cường giả này thiếu chút nổ chết thì không hiểu Tiêu Viêm kia đã sử dụng cái loại khủng bố biến thái gì. Hai người nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời nhìn vào điểm đen, cước bộ chậm rãi lùi ra phía sau vài bước, giả lả cười mà nói, ta xem có khi bọn ta nên lùi lại một chút để ngươi có hoàn cảnh rộng rãi. Nói xong, hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời tháo lui đến quảng trường bên cạnh mới dừng lại, nhưng thấy hai vị đoàn trưởng đều có cử chỉ này. Những thành viên khác của Mặt Thiết Dông binh đoàn đang vây quanh cũng xuất hiện chút sợ hãi trong lòng, cân nhắc giữa an toàn và sự tò mò, rồi một đám người đều vội vàng lùi lại. Vốn sân huấn luyện đang đông đúc chợt trở nên trống trơn, quang đãng, nhìn sân rộng trong thoáng chốc trở nên trống không, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại tủm tỉm nhìn về phía khuôn mặt của La Bố đang tái nhợt, Tiêu Viêm đoàn trưởng, ta xem hay là thôi đi, ngày đổi người đi, gót chân như nhũn ra, hai chân run run. La Bố thật sự bị hành động thất thố của Hải Ba Đông làm cho run sợ, Hải Ba Đông thực lực là cái gì? Chính là đấu hoàng cường giả a, cho dù là cả Gia Mã Đế Quốc cũng được xếp hạng cực mạnh trong cường giả. Có thực lực khủng bố như thế mà vẫn bị cái thứ sáng tạo của Tiêu Viêm làm cho nảy sinh hành động thất thố, khó có thể tưởng tượng cái thứ đó đến tột cùng biến thái thế nào. La Bố hoài nghi, có phải hay không đoạn thời gian qua có chỗ nào làm cho Tiêu Viêm không hài lòng? Nên lúc này mới tìm hắn tính sổ. La Bố tiên sinh, yên tâm đi, hiện giờ Phật nộ hỏa liên uy lực kém xa so với lần trước, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn thấy La Bố bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi nói, nhìn bộ dạng hoàn toàn vô hại à khuôn mặt thanh tú kia, La Bố muốn khóc mà không ra nước mắt. Vì sao loại việc này lại tìm đến mình chứ?
trong lòng than thở cho vận khí của chính mình đến hơn nửa ngày. Hắn cũng chỉ biết cười khổ gật đầu, trong cơ thể đấu khí hung mãnh khởi động, sau đó mãnh liệt tràn ra, rồi hình thành bên ngoài thân thể một sa y đấu khí vô cùng cứng rắn màu vàng đất, vừa ra tay đã triệu hồi ngay kỹ năng đặc thù của đại đấu sư. Sa y đấu khí, xem ra La Bố tâm lý thực sự là có chút cảnh giác, nhìn bộ dạng giống như đang lâm đại địch, đem sa y đấu khí triệu hồi ra của La Bố, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, song chưởng đưa lên phía trên, thanh sắc cùng với tử sắc hỏa diễm cùng đồng thời bốc lên, song chưởng hướng vào nhau, chậm rãi từ từ tiến đến gần nhau. Theo đó, hai cổ hỏa diễm chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lượng ba động kịch liệt, lần này cũng giống như lần trước, quanh thân của Tiêu Viêm không khí bỗng nhiên nhộn nhạo, từng đạo sấm nổ vang trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Bất quá còn may là lần này lực nổ không khủng bố như lần trước nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được. Hết sức chăm chú điều khiển hai luồng hỏa diễm từ từ dung hợp, Tiêu Viêm cố gắng khiến cho bản thân mình nhớ lại cảm giác huyền diệu khi tiến vào thời khắc cuối cùng như lần trước. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào chỗ mà hỏa diễm đang giao hòa. Nơi đó xanh, tím nhị sắc hỏa diễm giống như một dòng điện bén nhọn, bay nhanh. Xa xa trên trời cao, Hải Ba Đông nhíu mày nhìn năng lượng quanh thân của Tiêu Viêm đang dao động kịch liệt, thấp giọng nói, lần này dao động so với lần trước nhỏ hơn nhiều, xem ra, lần này ngươi có thay đổi một ít, bất quá thứ này một khi khống chế không tốt mà nổ mạnh thì lực phá hoại cũng sẽ không nhỏ. Dù sao thanh sắc hỏa diễm cũng là dị hỏa. Ai? Tên điên cuồng, luôn nghĩ ra những trò quái dị a. Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, bất quá, dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hâm mộ dũng khí của Tiêu Viêm dám tiến hành thí nghiệm. Năm đó, khi còn trẻ, tại Xuất Vân Đế Quốc, hắn đã từng gặp một vị đồng dạng là cường giả có thể thao tác điều khiển dị hỏa, nhưng vị cường giả này thái độ đối với dị hỏa giống như đối với tổ tông mình vậy, không thể tưởng tượng Tiêu Viêm như vậy lại muốn dùng dị hỏa dung hợp với hỏa diễm khác. Đối với rất nhiều cường giả, hành động này cơ hồ là đi tìm chết. Bên trong sân, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao dừng ở chỗ hỏa diễm bị áp súc thành xanh tím. Hỏa diễm giống như một viên cầu, sau một lát, con người đen lấy bỗng trợn trừng, mười ngón tay thon nhẹ không ngừng khu động ở phía đầu. Lần đầu tiên ở trạng thái thanh tĩnh khống chế hỏa đoàn, Tiêu Viêm rốt cục hiểu được, nhìn thì như có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng đột quyết đấu khí tiêu tốn qua thực khủng bố. Mười đầu ngón tay chuyển động có 7-8 lần mà đấu khí bên trong xoáy tụ chỉ còn có một nửa. Cố gắng nhớ lại biến hóa khi Phật nộ hỏa liên hình thành trước kia, trong con mắt đen láy của Tiêu Viêm hai màu xanh, tím hỏa diễm lượn lờ, qua một khắc, bàn tay chợt bất động, linh hồn lực hóa thành một đường chỉ mỏng, công chui vào bên trong hảo diễm cuồng bạo. Sau khi linh hồn lực xâm nhập, bên trong xanh tím hỏa diễm ẩn chứa năng lượng cuồng bạo cũng bắt đầu từ từ biến mất, gần như trong nháy mắt. Những tia lửa như những chiếc gai nhím vốn trước kia không ngừng bắn ra nay hoàn toàn im lặng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào xanh tím hỏa diễm trên bàn tay đã nguyện ý bình tĩnh xuống, Tiêu Viêm trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hai tay nâng hỏa diễm, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng của hỏa diễm. Theo linh hồn lực lượng từ từ khởi động, hỏa diễm giống như một quả bóng bằng cao su, bắt đầu chậm rãi mấp máy, thể tích vốn lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Một lúc sau, một hình thù nguyên bản của nhị sen mơ hồ xuất hiện trong xanh tím hỏa diễm đang không ngừng thay đổi màu sắc. Qua thêm một khoảnh khắc, xanh tím hào quang chậm rãi tiêu tán, một đóa nhị sen xanh tím hình thành, phiêu phù trôi nổi trên bàn tay của Tiêu Viêm. Trên không trung, nhìn xanh tím nhị sen hình thành trên tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, lẩm bẩm, hắn quả nhiên khống chế lực càng ngày càng thuần thục, nếu như lần trước hắn có thể đem Phật nộ hỏa liên khống chế được thành hình dạng như thế này, chỉ sợ Bát Cực Hắc Xà Hoàng phải bị nổ chết tại đương trường. Ngày sau, nếu như hắn lần thứ hai sử dụng hai loại dị hỏa dung hợp, lại có thêm lực khống chế như vậy, ta nghĩ trong tầng lớp đấu hoàng cường giả, trừ một số ít cực kỳ biến thái, còn không thì chắc là không ai có thể trực tiếp chịu đựng sức nổ khủng bố như thế. Nhẹ thở một hơi khí lạnh, Hải Ba Đông sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào mặt Hắc Sam thiếu niên đang đứng trên mặt đất, thấp giọng nói, nơi sân thượng, Tiêu Viêm cầm trong tay nhị sen xanh tím, ngẩng đầu nhìn La Bố đang được bao bọc kín trong lớp sa y đấu khí, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt khẽ điểm một nụ cười, bấm tay bắn khẽ nhị sen. Nhất thời nhị sen hóa thành một đạp lưu quang giống như tia chớp hung hăng bắn vào La Bố. Lẳng lặng nhìn khoảng cách giữa La Bố và Phật nộ hoa liên ngày càng gần, Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay, sau đó nắm chặt lại, quát khẽ một tiếng, bạo. Tiếng quát vừa dứt, nhị sen xanh tím đang bay giữa không trung chợt bành trướng, ầm ầm nổ mạnh, ầm. Quanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ầm ầm,
Trên sân huấn luyện, một cái khe thật lớn xuất hiện tại chỗ vụ nổ xảy ra, rồi nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Hoàng Mỹ thao tác, trên bầu trời, Hải Ba Đông chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút rung động, tim đập mạnh hơn một chút. Trên sân huấn luyện vang lên một tiếng nổ mạnh khiến mọi người không tự chủ được ôm lấy tai. Sau một lúc, mới hồi phục vẻ sợ hãi trong lòng, liếc nhìn nhau, rồi mới đem ánh mắt hướng về phía sân đầy trời tro bụi. Trên sân, Tiêu Viêm chậm rãi, bình ổn, nhưng hô hấp có phần gấp rút. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Lần này, Phật nộ hỏa liên ở sơn trại đối với linh hồn lực lượng và đấu khí yêu cầu có kém hơn lần trước nhiều, nhưng đồng dạng cũng không thể coi thường được. Với yêu cầu như vậy, chỉ sợ cũng chỉ đủ dùng 3 lần là có thể đem đấu khí trong cơ thể tiêu hao sạch. Cảm thụ được đấu khí cùng linh hồn lực lượng giảm mạnh, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Chợt ngẩng đầu nhìn cho bụi lượn lờ bay, tay áo khẽ phất, một cổ kình phong mãnh liệt xuất hiện, thổi bay hết bụi đất. Sau khi tan hết, nhất thời trong mắt mọi người hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Ngay lập tức cặp mắt mọi người trên sân huấn luyện không khỏi mở lớn, hố sâu đạt đến 4, 5 thước. Diện tích cũng không nhỏ chút nào, bên cạnh cái hố có nhiều khe nứt lớn, giống như mạng nhện, không ngừng lan tràn ra, cơ hồ trải rộng khắp quảng trường. Người đâu? Ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của La Bố đâu, ngạc nhiên hỏi. Khụ, ngay khi Tiêu Viêm vừa kinh ngạc hỏi, bỗng nhiên có một tràng ho khan kịch liệt từ hố sâu vọng ra, rồi một bàn tay chậm rãi đưa lên. Cuối cùng một thân người đen cháy chật vật đứng dậy, đi ra. Dựa vào thân thể có thể đoán đó chính là La Bố. Lúc này La Bố không chỉ toàn thân cháy đen, hơn nữa đấu khí áo giáp chắc chắn bảo vệ thân thể mà hắn triệu hồi ra lúc đầu cũng khẽ run run. Đấu khí áo giáp đã đến trạng thái cực hạn, rốt cục phát ra một trang âm thanh răng rắc trầm đục, rất nhỏ, sau đó chậm chậm thoát ly thân thể của La Bố, lộ ra khuôn mặt trắng bệch còn hằn lên nét hoảng sợ. Nhìn bóng dáng toàn thân giống như vừa lăn quang thang đen, Tiêu Viêm thăm dò hỏi, La Bố tiên sinh. Không có việc gì chứ, nghe được Tiêu Viêm hỏi, La Bố chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt, thân thể không nhịn được run bắn lên, khuôn mặt trắng bệch hiện lên nụ cười cực kỳ khó coi, Tiêu Viêm đoàn trưởng. Cái công kích kia của người nếu gần hơn chút nữa, hiện tại ta chỉ sợ là thi cốt vô tồn rồi, nhìn cả người hơi thở trầm thấp của La Bố, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù có đấu khí áo giáp phòng ngự, bất quá hắn không lựa chọn tránh né. Như một cây cọc gỗ đứng yên để tùy ý cho hỏa liên đánh vào, sau đó nổ mạnh ở trước người, hành động quả thật có chút ngu ngốc khiến cho thân thể phải chịu sức nổ mạnh cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cho dù lúc này Tiêu Viêm thực lực mới chỉ lục tinh đấu sư nhưng đã khiến cho La Bố là tứ tinh đại đấu sư vì chịu vụ nổ mà trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Khóe mắt hạ xuống nhìn vào đôi bàn tay đang tươm máu của La Bố, Tiêu Viêm đôi mắt vốn thâm sâu không lường được chợt xuất hiện một tia nhu hòa, chậm rãi tiến đến. Vỗ vai hắn, mỉm cười nói, thật sự có lỗi, lần đầu tiên cải tạo nên xuống tay không cân nặng nhẹ. Ha ha, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề gì đâu, làm đoàn trưởng một dông binh đoàn đã mười mấy năm, La Bố cũng có những mẫn cảm của mình, cảm nhận thấy Tiêu Viêm lộ ra một chút nhu hòa, lập tức trong lòng hắn không khỏi vui mừng, kích động, từ lần trước Sa Chi dông binh đoàn đối đầu với Mặt Thiết dông binh đoàn đã thiếu chút nữa bị họa diệt đoàn. Vị thiếu niên nhìn vẻ hiền lành này đối với mình vẫn có vài phần địch ý, thậm chí là sát ý. Đồng thời La Bố trong lòng còn rõ ràng hơn, nếu không phải Tiêu Viêm muốn trong một thời gian ngắn mở rộng Mặt Thiết dông binh đoàn thì có lẽ Sa Chi dông binh đoàn đã bị họa diệt đoàn. Tận mắt chứng kiến thiếu niên này sắc mặt không chút thay đổi khi biến người khác thành băng, La Bố hoàn toàn không hoài nghi về độ tàn nhẫn trong lòng của vị thiếu niên không lớn tuổi này. Tuy rằng hiện giờ, Sa Chi dông binh đoàn nhập vào Mặt Thiết dông binh đoàn, nhưng La Bố cảm giác được sự hoài nghi của Tiêu Viêm đối với hắn cũng không giảm bớt. La Bố cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Một tháng qua tại Mạc Thiết Dông binh đoàn, hắn càng hiểu rõ bản lĩnh của Tiêu Viêm. Tại đây, ngày càng tiếp xúc thân mật, dưới thực lực khủng bố áp bách, một chút ý nghĩ phản bội vốn có trong lòng La Bố như một đám bụi đã bị đánh tan. Giờ đây, có thể nói La Bố đã dần dần coi mình chính là một thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn chứ không phải đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn. Nhưng mặc dù như vậy Tiêu Viêm đối với hắn vẫn không hề giảm ý định phòng ngừa, đối với điều này La Bố chỉ biết bất đắc dĩ trong lòng, tuy nhiên hắn phi thường hiểu rõ đó chính là chuyện thường tình không thể trách được ai. Nhưng mà hôm nay, khi sự phòng ngừa của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống, khi mà trong ánh mắt của Tiêu Viêm lộ ra một tia nhu hòa thì cũng khiến cho hắn có một chút kích động trong lòng,
Hắn biết hành động mạo hiểm tính mạng làm bia ngắm cho cú đánh vừa rồi đã khiến cho sự giới bị của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống rất nhiều. Đáng giá, rất đáng giá. Trong lòng La Bố không ngừng lên tiếng. Trên khuôn mặt vốn trắng bệch, chợt ửng đỏ hai bên gò má bởi kích động, bàn tay vỗ nhẹ lên vai La Bố, rồi lấy từ trong nạp giới ra một bình cao cấp chữa thương, đưa cho hắn, cười nói, trước tiên đem thương thế trị liệu cho tốt. Sau khi hoàn hảo hãy nói, từ bây giờ ngươi chính là thành viên nòng cốt của Mạc Thiết Dông binh đoàn, với thực lực của ngươi còn phải gánh trách nhiệm không hề nhỏ. Mạc Thiết Dông binh đoàn đang trong thời kỳ phát triển, sau này sẽ phải nhờ đến ngươi nhiều. Tiêu Viêm nói như vậy không thể nghi ngờ là đã có tín nhiệm đối với La Bố, cho nên nghe được những lời này, La Bố tiếp lấy thuốc chữa thương mà cả người run sợ. Người khác tín nhiệm, hắn không quá mức để ý, nhưng với cường giả thì lại khác a. Với thực lực của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông mà tín nhiệm thì La Bố cảm thấy rất vinh hạnh, đoàn trưởng xin yên tâm. Ta sẽ khiến cho đoàn viên Sa Chi Dông binh đoàn chân chính trở thành người của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Gắt gao nắm chặt lấy bình ngọc, thân thể La Bố hơi khom lại, có chút kích động nói, chỉ cần ngươi mang tâm tư để trên Mạc Thiết Dông binh đoàn, tin tưởng ở ta thì sau này ngươi sẽ có được những thứ mà bản thân ngươi cũng không tin được. Nhìn vẻ kích động, trung thành của La Bố Tiêu Viêm cười cười, trong giọng nói có chút tâm ý. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm có vẻ thần bí, La Bố sửng sốt, chợt cung thanh xác nhận, ha ha, ngươi mau chóng đem thương thế bồi dưỡng cho tốt. Ngày mai ta cùng Hải Lão sẽ rời khỏi Thạch Mạc Thành, ngươi ở Mạc Thiết có thực lực cực mạnh, cho nên trong khoảng thời gian ta rời đi, có lẽ cần ngươi chiếu cố nhiều hơn cho Mạc Thiết, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, rời đi. Nghe thấy vậy, La Bố kinh ngạc hỏi, đến Đế Đô, nơi đó có một số việc chờ ta đi làm, Tiêu Viêm tùy ý cười cười. Nhìn bóng dáng trầm ổn của Hắc Sam thiếu niên, La Bố ho khan vài tiếng, bình ổn tâm tình kích động, gật đầu. Ở quảng trường bên cạnh, từng đạo ánh mắt kinh sợ vẫn ngẩn ra. Đi tới bên hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vẫn còn thần sắc sợ hãi thảm hại, cười nói, còn không hoàn hồn. Tiểu tử kia, nguyên bản ngươi chọn La Bố là cố ý chứ không phải là tùy ý, không nghĩ tới ngươi vừa mới đem mối nguy hiểm tiềm tàng phá giải. Tiêu Đỉnh nhìn lướt qua La Bố ở giữa sân, hướng Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không phủ nhận dụng ý của mình, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông đang chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời, nhẹ giọng, không có biện pháp, ngày mai ta cùng Hải Lão phải rời khỏi Thạch Mạc Thành. Không giải quyết đi mầm họa quả thật trong lòng không yên, ngày mai rời đi. Nhanh như vậy sao? Nghe thấy vậy, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ sửng sốt, nhíu mày hỏi, đúng vậy, nguyên bản một tháng trước đã định đến Đế Đô, cũng bởi vì thương thế nên kéo dài lâu như vậy. Hiện tại cũng không thể tiếp tục ở lại, Tiêu Viêm mỉm cười nói, một tháng sau, thực sự định đến Vân Lam Tông. Nhìn Tiêu Viêm đang cười, Tiêu Đỉnh bỗng nhiên thanh âm có chút trầm xuống, hỏi, ân, nơi đó phải đi. Tiêu Viêm nhếch miệng, có chút gật đầu, chậm rãi nói, kiên định không chút dao động, Vân Lam Tông, đó chính là một đại gia hỏa khó đối phó a. Sau khi Mặc gia đại trưởng lão chết trong tay ngươi, tuy rằng lúc đó ngươi ẩn giấu thân phận, bất quá nếu như ngươi xuất hiện tại Vân Lam Tông thì thân phận sẽ bại lộ. Đến lúc đó, cho dù ngươi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên thì chỉ sợ mấy lão bất tử tại Vân Lam Tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Tiêu Đỉnh lo lắng nói, nếu đến lúc đó bọn họ thực sự muốn như vậy, đến cùng cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông nhún vai cười nói, Hải Lão, người nói có đúng không? Đại ca ngươi nói đúng, Vân Lam Tông cũng không dễ đối phó đâu. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Hải Ba Đông cười khổ nói, ai, tùy ngươi đi, một năm bảo tiêu. Ai xem ra ngươi đã sớm tính kế với ta rồi, ha, ha. Đến nhờ đấu hoàng cường giả, nếu tùy ý đưa ra một đề nghị nhỏ, tự hồ ta có tội lớn a. Nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm vùi đùa nói, nghe vậy, Hải Ba Đông cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm đưa tay lấy ra một nhánh cây, hái vài lá cho vào miệng nhai, nhâm nhi mùi vị nhàn nhạt ở trong miệng, quay đầu nhìn về phía phương bắc xa xôi, nơi đó tọa lạc thế lực khổng lồ của đế quốc, Vân Lam Tông, đến lúc đó hãy xem. Nếu bọn họ thực muốn mất người quá đáng, cho dù phải liều mạng lần thứ hai trọng thương cũng muốn ngay tại Vân Lam Tông tạo ra một đóa Phật nộ hỏa liên a. Nghe thanh âm bình thản, thì thào của thiếu niên bên cạnh, Hải Ba Đông khuôn mặt nổi lên một cổ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, thở dài nói, thật sự là kẻ điên. Chọc phải ngươi cho dù là Vân Lam Tông thực lực cũng phải trả giá thật lớn a. Đêm tối dần buông xuống, bóng đêm bao phủ khắp mặt đất,
Phía trên không trung, bầu ngân nguyệt treo cao tỏa ra ánh trăng loãng nhàn nhạt, đem một ít hắc ám còn sót lại, chậm rãi xua tan đi. Trong sân một mảnh tịch mịch, ba huynh đệ trên người đều vận bộ nhuyễn y mềm mại thoải mái, ngẩng đầu nhìn sao trời ở trên cao kia, chợt bưng chén rượu ở bên cạnh lên, cùng nâng lên uống. Cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn hai vị huynh trưởng có chút men say, sau đó chậm rãi đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra hai quyển trục trên mặt bìa có chút phong cách cổ xưa, sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt bên cạnh tiểu bàn làm bằng trúc ở trước mặt hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc kia của bọn họ, hắn mỉm cười nói, đây là hai quyển huyền giai trung cấp công pháp, một lôi, thuộc tính rất phù hợp với hai vị huynh trưởng. Ở bên trong nó còn có nguyên một bộ công pháp huyền giai cao cấp đấu kỹ nổi danh, hai loại gộp lại rất xứng đôi, uy lực không thể lường được. Nghe thấy lời nói ấy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang có men say đột nhiên tỉnh ra, bốn cặp mắt đồng thời sáng hẳn ra rồi đứng lên, nó gần như là một loại huyền giai cao cấp công pháp ở bên trong gia mã đế quốc, đó là thuộc về bảo bối nếu không có nhìn kỹ không thấy được giá trị a, huống chi còn có nguyên bộ đấu kỹ, như vậy tính ra. Giá trị loại công pháp này so với cái cao cấp công pháp là ngang nhau, mặt khác không thể nghi ngờ phải có vẻ trân quý hơn. Tại ở bên chiếc bàn tiểu trúc có hai quyển trục quá hấp dẫn, thật là đồ vật quý hiếm, cho dù lúc này đây Tiêu Đỉnh bình tĩnh, trên khuôn mặt cũng là hiện lên một chút khát vọng, mà một bên Tiêu Lệ, thì tại lúc Tiêu Viêm nháy mắt vừa dứt lời, một tay vội vàng bắt lấy quyển trục màu bạc kia, sau đó yêu thích không buông tay ngắm nghía, lẩm bẩm, hai thứ này, nếu như cầm đi bán đấu giá mà nói, nếu không được giá 300 vạn kim tệ, chỉ sợ thật đúng là hạ thấp thân phận của chủ nhân a. Tiếp nhận lục sắc quyển trục còn lại, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, sự mềm dẻo làm cho người ta không khỏi nảy sinh cái loại cảm giác cực kỳ thoải mái, do thường xuyên tiếp xúc cùng ma thú Tiêu Đỉnh rất rõ ràng, loại chất liệu như gỗ này, ít nhất cũng là da lông của con tứ giai ma thú trở lên, lập tức nhịn không được sợ hãi than nói. Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV cười gật gật đầu, đồng thời xuất ra hai bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp công pháp, loại bút tích này ở bên trong gia mã đế quốc, có thể sở hữu được hẳn là người có thế lực, mà chắc chắn sẽ không đến 10 người. Mà Tiêu Viêm, nếu không bởi vì hắn có được một sư phụ như Dược Lão tựa một cái kho báu sống, cũng căn bản không có lực xuất ra được chúng nó như vậy. Lần trước tính đem công pháp cho các huynh, bất quá bởi vì ra đi vội vàng, cho nên đệ đã quên đi mất. Tiêu Viêm cười nói, ở lần đi tới xà nhân tộc, Tiêu Viêm bắt đầu từ Dược Lão kết quả thu hoạch ra hai loại công pháp này, bất quá bởi vì hành trình hấp thu dị hỏa của hắn đến cực nhanh, bởi vậy đến bây giờ mới có thời gian nhớ lại việc này, tuy rằng công pháp này cực kỳ hy hữu. Bất quá nếu là ngươi lấy ra tặng cho chúng ta đây cũng không làm cái việc dối trá chối từ. Nếu không, ngược lại là làm ngươi mất hứng a. Tiêu Đỉnh hiểu rất rõ tính tình của Tiêu Viêm, sau một thoáng trầm ngâm, vẫn không có cự tuyệt món lễ vật này. Cười cười gật đầu, không nói lời khách sáo nữa, đem quyển trục cẩn thận thu vào trong lòng, nhìn hai người đem thu công pháp vào, Tiêu Viêm mỉm cười, ngửa đầu nhìn sao trời. Nhẹ giọng nói, sự tình đều đã an bài thỏa đáng, để đây ngày mai cũng có thể an tâm mà đi rồi a. Tiêu Đỉnh khẽ gật gật đầu, đem chén rượu ở một bên rót đầy, đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm, cười nói, tiểu tử kia, đại ca cùng với nhị ca, ở tại chỗ này chờ ngươi một tháng sau danh chấn gia mã đế quốc. Cạn, nhìn một cổ hào tình tráng chí của Tiêu Đỉnh đột nhiên trở nên dũng khởi, Tiêu Viêm trong lòng nảy lên một chút lo lắng. Tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Đỉnh, nếu như thật sự có thể đã bại Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, như vậy Tiêu Viêm hắn, chỉ sợ sẽ trong một đêm, banh động cả gia mã đế quốc, đương nhiên. Tiểu Viêm tử, nếu ngươi không có đi tới Vân Lam Tông, ta cùng với đại ca, sẽ không có lập tức báo thù cho ngươi, bất quá chúng ta sẽ ẩn nhẫn, cắn răng gắt gao ẩn nhẫn, tới khi nào nắm giữ đủ thực lực ở trong tay, thì có thể lưu lại cho Vân Lam Tông một vết cắn, mãi đến tận xương cốt mới thôi. Tiêu Lệ vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, tuy trên khuôn mặt mỉm cười, cũng lộ ra một cổ khí thế âm trầm như sấm khiến người ta trong lòng phát lạnh, ở trong sa mạc có một lý lẽ, mãnh thú dương nanh múa vuốt cũng không có đáng sợ. Đáng sợ nhất lại thuộc về loại độc xà ẩn núp ở bên dưới lớp cát vàng kia, chúng nó sẽ không dễ dàng triển lộ răng nanh, nhưng mà một khi thời cơ tới, với mục đích trí mạng, sẽ nháy mắt lao ra cát vàng. Tiêu gia tam huynh đệ. Tiêu Đỉnh thì bình tĩnh cơ trí, Tiêu Lệ lại âm ngoan cay độc, Tiêu Viêm lại thâm bất khả trắc, ba người tính tình không giống nhau,
lại đều là có thể làm cho đối thủ của bọn họ cảm thấy bất an cùng tâm lãnh. Nhìn vẻ mặt âm lệ của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm vứt hết mọi lo lắng ở trong lòng, có chút gật gật đầu tán thưởng, lại cùng một ly uống cạn làm cho yết hầu nóng rát mùi liệt tửu. Ba người nhìn nhau cười to. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông không có kinh động bất luận kẻ nào tại Mặt Thiết Dông binh đoàn, giống như mỗi lần rời đi trước vậy, đều là lặng yên không từ mà biệt. Phía trên không trung xanh thẳm, lưỡng đạo lưu quang bỗng nhiên từ xa chợt đến gần, bám theo sau đó là một cổ cuồng phong. Một lát sau, như thiểm điện lưu minh biến mất tại cuối đường chân trời, chỉ lưu lại khu vực trên đường với rất nhiều thần tình hâm mộ của những người qua đường. Tiêu Viêm, chúng ta trực tiếp bay đi đế đô không phải là nhanh hơn ngồi trên phi hành thú sao? Cái tốc độ kia mà cũng so với chúng ta thì phi hành chậm hơn rất nhiều. Cặp hàng băng song dực sau lưng có chút chấn động, Hải Ba Đông ánh mắt trôi nổi liếc một cái xuống phía dưới, cảnh vật bay nhanh lui về phía sau lão, quay đầu đi, đấu khí hỗn loạn nổi lên một chút sóng âm, nghe thoáng như có chút bất mãn truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Trên đoạn đường dài thiên lý tất cả có chút ảnh hưởng đến sức lực ở bên trong của Tiêu Viêm, nghe được lời này của Hải Ba Đông, trong lòng không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, từ nơi này đến đế đô kia, chính là mấy ngàn dặm lộ trình, trước kia nếu như có lực lượng của Dược Lão trợ giúp, có thể gắng sức còn miễn cưỡng chống đỡ được, hiện tại Dược Lão đã say ngủ, bằng vào lục tinh đấu sư thực lực của ta, làm sao có thể kiên trì mà bay không ngừng nghỉ chút nào ư. Đến lúc đó, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị lão nhìn ra cái sơ hở. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Viêm ngoài miệng tự nhiên cũng không có khả năng như vậy trả lời. Sau lưng Tử Vân Dực rung động, tốc độ hơi giảm, cười nói, ha ha, chính là muốn thừa dịp ở phía trên di chuyển như phi hành thú, ở giữa đoạn đường dài này tiết kiệm được chút ít thời gian rỗi, nghiên cứu một chút dị hỏa mà thôi. Còn nữa, Hải lão không phải cũng muốn tìm kiếm dược liệu để luyện chế tử linh đan kia sao? Ở một ít thành thị lớn dừng lại tìm kiếm một chút, cơ hội sở hữu số dược vật cũng càng nhiều hơn một ít a. Nghe thấy lời nói, Hải Ba Đông sắc mặt lúc này mới hoảng xuống, gật đầu bất đắc dĩ. Nhớ tới chính mình còn thiếu rất nhiều những dược liệu danh tiếng cùng quý hiếm, cũng chỉ còn nước không dám phàn nàn nữa. Nhìn thấy Hải Ba Đông không còn có ý gì nữa với mình, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Sau lưng cặp Tử Vân Dực bỗng nhiên vỗ lên, tốc độ nhất thời tăng vọt, thân hình hóa thành một điểm lưu quang, biến mất ở cuối đường chân trời, đi từ sáng sớm, mãi đến thời khắc buổi chiều tà. Hình dáng của thành thị nơi kia, mới vừa ẩn hiện tại ở trong tầm mắt hai người, bay vòng ở ngoài thành rồi hạ xuống, hai người mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi sau đó đi vào trong thành. Lúc này Tiêu Viêm, đã lần thứ hai đem kiện nhị phẩm luyện dược sư hắc sắc trường bào mặc ở trên người. Tuy rằng huyền trọng xích thật cao lớn ở phía sau lưng kia ước chừng làm cho hắn nhìn thoáng có chút vẻ quái dị, bất quá thành vệ binh sĩ, cũng vẫn chưa có lá gan tiến ra ngăn lại một gã luyện dược sư. Bởi vậy, hai người thật thuận lợi không bị ai ngăn trở mau chóng tiến nhập vào chỗ thành thị có diện tích không nhỏ này. Sau khi đã tiến vào thành, bọn Tiêu Viêm hai người đều là lần lượt nhìn qua một gian dược điếm quy mô không nhỏ, tìm tòi kỹ qua. Hải Ba Đông mục tiêu hẳn là mớ dược liệu có thể luyện chế ra tử linh đan, mà Tiêu Viêm lại là đang âm thầm quan sát có hay không cái loại dược liệu, có thể có công hiệu rất nhanh phục hồi lực lượng linh hồn. Nhưng mà hai người tuy rằng mệt mỏi không ít công sức tìm tòi bên trong gian dược điếm trong thành, đều là cau mày nhìn kỹ, chỉ là hiếm thấy có cái loại dược phẩm cấp bậc như vậy, lập tức, đều chỉ phải thất vọng mà rời đi, lần theo ở bên trong gian dược điếm cuối cùng. Một lúc sau, chưa từ bỏ ý định hai người lại ở giữa phòng đấu giá trong thành dạo qua một vòng nữa. Đáng tiếc, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Đứng ở trên đường cái, hai người ngươi nhìn ta ta lại nhìn ngươi, đều là bất đắc dĩ thờ dài một tiếng, chỉ đành phải buông tha tìm tòi, chạy tới trung tâm phi hành vận chuyển ma thú trong thành. Bằng vào cái thân phận luyện dược sư nổi danh kia, hai người không có xảy ra bất ngờ gì, thuận lợi đi lên hai cổ phi hành ma thú xa hoa chuyên dụng để phục vụ giới luyện dược sư di chuyển. Sau đó một thời gian không lâu bắt đầu di dời đi khỏi thành, phi hành trên đường, quả có chút buồn tẻ. Bất quá cũng may hai người không phải là loại người có tính tình nôn nóng, đều ở trên giường tọa thiền, sau đó tiến nhập trạng thái tu luyện, chậm rãi chờ đến nơi cần tới. Phi hành một lúc, Tiêu Viêm cũng vẫn chưa cùng một gã luyện dược sư đồng hành nào khác tiến hành giao tiếp. Bất quá ở thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, lần trước đó đi đến đế đô luyện dược sư, thậm chí xem bộ dáng của những gã luyện dược sư gia mã đế quốc, nhìn kỹ có một chút kiêu căng hống hách. Đương nhiên,
Ở Tiêu Viêm lúc này làm cho những gã luyện dược sư kinh ngạc bởi nhìn thấy ở hắn tướng mạo còn rất trẻ tuổi, cùng với ở phía trên ngực ảnh huy của chiếc huy chương luyện dược sư nhị giai phẩm, làm cho bọn họ chịu không ít đả kích. Có trải qua một lần kinh nghiệm trước kia phi hành không thoải mái, bởi vậy Tiêu Viêm ở trong lòng có chút bài xích ở phía trên phi hành thú không cùng người khác trao đổi, cho nên dù nhìn thấy những gã luyện dược sư này trò chuyện với nhau không khí rất rôm rã, nhưng hắn lại như cũ không có tham gia vào. Bất quá ở một lần ngẫu nhiên nghe được này một gã luyện dược sư nhắc tới cái luyện dược sư đại hội gì gì đó, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng giật mình nhớ lại lần trước ở Hắc Nham Thành, phân hội trưởng luyện dược sư Áo Thác đại sư phụ đối chính mình có lời mời tham gia. Nguyên lai những gã luyện dược sư này cũng đều là tham gia luyện dược sư đại hội, có chút gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu được, vì sao lần luyện dược sư đại hội quy mô như thế này lại được tổ chức tại ở trong biên giới của Gia Mã Đế Quốc. Nếu là luyện dược sư đại hội, nói như vậy sẽ có rất nhiều luyện dược sư tụ hội, chẳng phải mỗi gã đều nắm ở trong tay rõ rệt là có một ít thiên tài địa bảo sao, trong lòng cứ như vậy nổi lên một trận lo lắng, Tiêu Viêm ánh mắt từ từ sáng lên, nếu như có thể ở trước khi tới Vân Lam Tông, trước tiên đi đến luyện dược sư đại hội kia tìm kiếm lượng kỳ bảo có công hiệu phục hồi linh hồn lực, đem dược lão cứu tỉnh lại, như vậy hành trình lần này đến Vân Lam Tông, Tiêu Viêm cũng là chân chính có thể an tâm. Có ý niệm này trong đầu, Tiêu Viêm tâm tư trở nên khẩn trương lên. Mà ở hắn khẩn trương chờ đợi ở bên trong phi hành thú kia gần 7 ngày thời gian phi hành, thì mới từ xa thấy một tòa thành thị to lớn đế đô Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thánh Thành. Đứng ở trên phi hành thú, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thấy mây mù hiện ra dưới tòa thành to lớn. Chậm rãi thở ra một hơi, 3 năm thời gian, 3 năm khổ luyện, hắn rốt cục cũng đã tới nơi này, theo phi hành thú chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên chợt dời mặt đi hướng về phía phương hướng phía bắc đế đô. Nơi đó, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Gia Mã Đế Quốc đại quái vật. Nơi có Vân Lam Tông tọa trấn, Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên, năm đó phế vật, đúng hẹn đến đây. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về nơi ngọn núi hùng vĩ bị che giấu bởi nhàn nhạt mây mù ở bên trong, Tiêu Viêm thân thể ở giờ khắc này, kịch liệt run rẩy đứng lên, đáng chết, sau này ta sẽ không bao giờ ngồi lên cái đồ vật này nữa, lấy tốc độ chậm rề rề như vậy, thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được, đi ra khỏi dòng người chật chội từ trên phi hành thú vận chuyển xuống, Hải Ba Đông hít thật sâu vài ngụm không khí tươi mát, thấp giọng mắng, nhìn sắc mặt Hải Ba Đông xem ra không được tốt lắm, Tiêu Viêm cười cười. Ngẩng đầu, ánh mắt ở trên tòa đế đô hung vĩ này đảo qua, không nhịn được than thở một tiếng, quy mô khổng lồ như thế, trong các thành thị mà Tiêu Viêm chứng kiến qua, nói về hùng vĩ cùng diện tích, Gia Mã Thánh Thành này đứng ở vị trí đệ nhất, không hổ là đế đô Gia Mã Đế Quốc A, thật sự là khí phách tuyệt luân. Trong miệng phát ra thanh âm tấm tắc than thở, Tiêu Viêm cười nói, Hải Ba Đông không có hứng thú xem kiến trúc nhàm chán này, tầm mắt tại chung quanh đảo qua, đột nhiên hỏi nói, ngươi chừng nào thì đi Vân Lam Tông, sau nửa tháng nữa. Tiêu Viêm trầm ngâm như muốn quên đi thời gian 3 năm chi ước một chút khoảng cách, nói, còn có lâu như vậy. Chúng ta hiện tại đi đâu? Nghe vậy, Hải Ba Đông nhíu mày, chợt bất đắc dĩ nói, u. Đi tới phòng đấu giá của đế đô xem một chút trước, nơi đó vốn là nơi giao dịch lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, hẳn là có một ít thứ gì đó chúng ta muốn, sau đó, lại đi tổng bộ luyện dược sư công hội một chuyến. Tiêu Viêm ve cằm, mỉm cười nói, đại hội luyện dược sư lần này sẽ tổ chức ở nơi nào, ta nghĩ tới xem qua một chút, còn nữa, luyện dược sư thích nhất thu thập các loại dược liệu quý, nói không chừng, ở nơi nào đó, ngươi có thể tìm kiếm được tài liệu của Phục Linh Tử Đan. Luyện dược sư đại hội chính là một hồi đại thịnh hội hiếm có của Gia Mã Đế Quốc. Bỏ lỡ ta cũng đáng tiếc, đối với an bài của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông vẫn chưa có điều gì phản đối, vuốt chòm râu hoa râm. Rất có hứng thú cười nói, bất quá luyện dược sư đại hội này, ngươi chính thật ra rất đáng giá nhìn tới. Đối với một gã luyện dược sư mà nói, bỏ qua một bên việc có thể cùng đồng hành trao đổi ở ngoài, đồng thời cũng có chút ý nghĩa không giống người thường. Chỉ cần ai có thể ở nơi này triển lộ đầu giác, thì tiền đồ thật đúng là khó có thể ước lượng. Mỗi lần luyện dược sư đại hội đều khiến cho rất nhiều thế lực to lớn chú ý, mà luyện dược sư có luyện dược thuật tốt, lại là đối tượng cho các thế lực tranh tiên cướp đoạt hoan nghênh. Đãi ngộ kia, quả thực vốn là xúc động làm cho người ta đỏ mắt, nghe được Hải Ba Đông nói lời nói hơi khoa trương này, Tiêu Viêm cười cười, nhưng là có chút lắc đầu, nói,
luyện dược sư vốn chính là một cái nghề nghiệp đặc thù, đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh, mặc dù có lẽ được các thế lực to lớn thu nạp với được đãi ngộ cực kỳ tốt, nhưng dù sao cũng là có chút hạn chế tự do, không quá có lời, không có lời. Sao có thể? Ngươi có biết Cổ Hà không? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Hải Ba đông đảo cặp mắt trắng giả, biểu môi nói, Đan Vương Cổ Hà, tại gia Mã Đế quốc này sợ rằng thật đúng là không ai không biết. Tiêu Viêm nhún vai. Lãnh đạm cười nói, hắn không chỉ có biết, nhưng lại đã cùng hắn gián tiếp giao thủ. Hắn chính là một ngựa ô điển hình nhất trong lịch sử luyện dược sư đại hội. Tại trước đó, tên Cổ Hà này, cũng không có bao nhiêu người biết, mà từ lúc tại trong đại hội hắn tiệm lộ đầu giác rồi là được Thái Thượng Tông chủ của Vân Lam Tông nhìn trúng, sau đó cho hắn thành trưởng lão Vân Lam Tông. Ngay lúc đó, Cổ Hà chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng sau một vài năm, dưới sự ủng hộ tài lực khổng lồ của Vân Lam Tông, nhưng là tăng lên hai phẩm, hơn nữa danh tiếng cũng là từ năm đó khắp nơi lan truyền, trở thành Đan Vương mỗi người đều kính sợ ngày hôm nay. Hải Ba Đông hắc hắc cười nói, cho nên, nếu không có duyên cớ vốn là Vân Lam Tông, hắn muốn có được thực lực như hôm nay, sợ rằng ít nhất cũng phải mất 20 năm nữa. Tiêu Viêm nhíu mày gạt đi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới Cổ Hà kia, lại có thể cũng là xuất đầu như vậy. Luyện dược sư đích thật là một loại nghề nghiệp hy hữu, bất quá đồng dạng bọn họ cũng là một loại nghề nghiệp cực kỳ đốt tiền, mặc dù luyện dược thuật cực kỳ chú ý thiên phú, nhưng nếu là không có được sự ủng hộ cuồn cuộn không ngừng về dược liệu, thiên phú dù cao tới đâu, cũng khó nhanh chóng tăng lên cấp bậc luyện dược thuật được. Nhưng nếu là sau lưng có được một cái thế lực khổng lồ có thể cung cấp dược liệu cuồn cuộn không ngừng, bọn họ còn lại là có thể tĩnh tâm, không mất thời gian đi chung quanh bôn ba, tìm kiếm dược liệu, dưới sự chuyên tâm như vậy, lấy được thành quả, tự nhiên là so với luyện dược sư tự do phải càng tốt hơn một ít. Bởi vậy, cũng có rất nhiều luyện dược sư, đều là nghĩ muốn ở luyện dược sư đại hội này, tìm được một tài chú có thể cung cấp cho bọn họ. Hai người chậm rãi hành tẩu đến giữa ngã tư đường. Hai tay Hải Ba Đông cắm ở trong túi áo, miễn cưỡng nói, có lẽ, bất quá ta đối với đồ vật kia, không hứng thú gì. Tiêu Viêm nhún vai, có vị sư phụ dược lão kinh nghiệm cực kỳ này ở một bên chỉ đạo, Tiêu Viêm đi đường quanh co, không thể nghi ngờ vốn là cực nhỏ, bởi vậy, hắn mới có thể tại trong 3 năm ngắn ngủn, từ một gã ngay cả dược phẩm cây cỏ cũng không thể nhận biết thành thục, trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư tuổi còn trẻ, mà cũng vì là như thế này. Cho nên hắn cũng không rõ ràng, bình thường luyện dược sư tự do, muốn rất nhanh tăng lên thực lực, có khó khăn ra sao, dù sao, không phải mỗi người đều có may mắn như hắn vậy. Đương nhiên, lấy luyện dược thuật của ngươi, ở gia Mã Đế quốc này, coi như là Vân Lam Tông, cũng không có tư cách đến cam kết ngươi. Hải Ba Đông lắc đầu, cười nói, một gã cao cấp luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, đừng nói là ở gia Mã Đế quốc này, coi như là phóng mắt tới trên cả đấu khí đại lục, cũng là có thể vỗ ngực tự hào. Tiêu Viêm khẽ cười cười, vẫn chưa tiếp nhận lời nói đầu, bài trừ duyên cớ vì dược lão, thân mình cấp bậc của hắn, gần như chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, đương nhiên, trải qua gần một năm tại Đại Mạc khổ tu, hôm nay hắn có được Thanh Liên Tâm Hỏa, mặc dù tự tin nếu là luyện dược thuật, sẽ không kém hơn một gã tam phẩm luyện dược sư, bất quá hắn cũng rõ ràng, cho dù là một gã tam phẩm luyện dược sư chính thức, có thể đối với Hải Ba Đông loại đấu hoàng cường giả này sinh ra lực hấp dẫn, lại vẫn như cũ vốn là cực kỳ bé nhỏ. Hải Ba Đông có thể vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, hơn nữa cam tâm tự hạ thấp thân phận làm bảo tiêu, đó là bởi vì hắn tự cho là Tiêu Viêm có thể luyện chế lục phẩm đan dược, bởi vậy mới có thể tàn nhẫn quyết tâm, đáp ứng từ phía sau hộ vệ hắn an toàn khi tới Vân Lam Tông. Nếu như ngày sau Hải Ba Đông biết sự thật rồi, hơn nữa lúc ấy dược lão lại còn chưa thức tỉnh, phẫn nộ rời đi là nhỏ, nếu là một cái luẩn quẩn trong lòng, nói không chừng còn có thể mạnh mẽ uy hiếp hắn đem tàn đồ thần bí trả lại trở về, dù sao, hợp tác, một mực đều là thành lập tại trên điều kiện tiên quyết là song phương thực lực kém không xa, mà Tiêu Viêm, một gã đấu sư cùng với nhị phẩm luyện dược sư, rõ ràng không có tư cách cùng đấu hoàng cường giả hợp tác, ôi, xem ra việc làm cho sư phụ thức tỉnh phải tận lực đề nhanh a, nếu không một khi Hải Ba Đông kiếm đủ dược liệu, đến lúc đó ta làm như thế nào luyện chế ngũ phẩm đan dược kia? Trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện. Không có dược lão bên người, hiện tại hắn lại bị vây trong giai đoạn yếu ớt, dĩ nhiên là bị quản chế đủ đường. Dù sao, cường giả mà Tiêu Viêm tiếp xúc, thật sự là có chút xa xa cao hơn thực lực thật sự của hắn có khả năng tiếp xúc quá nhiều. Ai có thể tưởng tượng, một gã đấu sư, lại có thể ở trong tầng lớp đấu hoàng cường giả này,
cường hãn được như thế. Nếu là đổi thành thường nhân, bằng vào đấu sư thực lực, muốn làm cho một gã đấu hoàng cường giả xa lạ đi theo bên cạnh làm bảo tiêu, cái này không thể nghi ngờ vốn là một chuyện kẻ khác nghĩ muốn khó hơn lên trời, nhưng mà Tiêu Viêm có được Dược lão tương trợ, chính là có thể khai mở cái điều khó khăn dối trá này, dẫn đầu tiếp xúc đến tới siêu cấp cường giả. Nhưng đúng là bởi vì đối mặt loại siêu cấp cường giả này, Tiêu Viêm không có thực lực chân thật quá mạnh mẽ, đều phải tùy thời cẩn cẩn thận thận, hơn nữa mạnh mẽ giả bộ thông dong ứng phó, không dám lộ ra chút chân tướng nào. Ôi! Thực lực hả? Chỉ cần ta có thể đạt tới cấp độ đấu vương, vậy liền có thể đuổi theo cước bộ của Dược lão, đến lúc đó, cũng không nhất định làm chuyện cáo mượn oai hùng này. Trong lòng nhẹ nhàng nỉ non cười khổ, tiếng cười của Hải Ba Đông, nhưng là đột nhiên đem trầm ngâm của Tiêu Viêm cắt đứt đi. Hắc, tới phòng đấu giá rồi. Nghe vậy, cước bộ Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại cuối ngã tư đường kia, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc, lắc đầu, thở dài nói, không hổ là tổng bộ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc A, quy mô như vậy quả thực không phải phân hội tại Ô Thản Thành có thể so sánh. Hắc hắc, Thước Đặc Nhĩ gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lịch sử đã lâu, tài lực hùng hậu, cho dù là Mặc gia tại Diêm Thành, cùng bọn chúng so với, không thể nghi ngờ chỉ là một cái phú gia mới bộc phát mà thôi. Hải Ba Đông cười nói, trong giọng nói đối với Mặc gia kia muốn xưng bá các tỉnh Đông Bắc của đế quốc, cảm thấy khinh thường, một cái gia tộc, cường giả mạnh nhất chỉ là một gã đấu linh cấp bậc, loại thực lực này, còn muốn mưu toan xưng bá, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Nếu không có là có Vân Lam Tông làm hậu thuẫn, Mặc gia kia, đã sớm bị một ít cường giả xem không vừa mắt âm thầm giải quyết, mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn khối kiến trúc giống như một cái động không đáy kia, như một con quái vật lớn đem dòng người cuồn cuộn không ngừng này cắn nuốt vào, hai tay nhẹ nhàng cắm vào trong tay áo bào, nghiêng đầu đối với Hải Ba Đông nhẹ giọng nói, đi thôi, đi vào nhìn phòng đấu giá đệ nhất của đế quốc, đến tột cùng có cái chỗ hay gì, hy vọng có thể tìm được cái gì đó mà chúng ta muốn. Dứt lời, Tiêu Viêm dẫn đầu hướng tới tảng đá phô nhân tiện mà thành tại cuối ngã tư đường rộng mở chậm rãi bước đi, sau đó, Hải Ba Đông gắt gao theo sau, từ từ đi tới gần phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ khổng lồ kia, sự kinh ngạc trên khuôn mặt Tiêu Viêm, cũng là càng thêm nồng nặc, thân thể giống như người cá thuận lợi tại trong dòng người chật chội xuyên toa mà qua. Mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi tại trong đám người xuyên qua, ngẫu nhiên tay áo bào nhẹ phất, nhất thời, tay áo bào mềm mại. Đó là bị đấu khí hơi mỏng bao trùm, chợt hung hăng ném tới trên bàn tay quỷ dị duỗi tới từ trong đám người kia đối với nạp giới trên ngón tay của mình. Mỗi một lần tay áo bào huy hạ, trên bàn tay này, đều đã trong giây lát thành một mảnh màu đỏ. Thản nhiên liếc nhìn người kia ôm bàn tay đau đến toát mồ hôi lạnh, khóe miệng Tiêu Viêm nổi lên một nụ cười lạnh. Loại kỹ xảo này, lúc đầu tại trong phường thị của mình quản lý tại Ô Thản Thành, hắn đã là nhìn quá quen, chưa từng có để ý tới con ruồi này. Thân hình Tiêu Viêm di động, rốt cục thì đi xuyên qua cánh cửa chật chội kia, tại bên cạnh đại môn dưới ánh mắt giống như ưng thú độc ác của thủ vệ, thông dong đi vào, tiến vào phòng đấu giá, ánh mắt nhu hòa nhẹ xuống, tiếng huyên náo ở ngoại giới, tự hồ cũng là ở thời khắc này bị ngăn cách như nhau, ngắn ngủn vài thước khoảng cách, nhưng là giống như hai cực thiên địa cách xa nhau, chậm rãi dừng lại cước bộ, ánh mắt Tiêu Viêm quét tảo chung quanh, nhất thời miệng khẽ nhếch lên. Vẻ mặt kinh dị nhìn đại sảnh khổng lồ giống như một cái thành thị thủy tinh kia, đi bộ tại trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi, hộ vệ võ trang hạng nặng tùy ý có thể thấy được, trên ngực hộ vệ này cũng đeo huy chương của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, hiển nhiên, bọn họ vốn là lực lượng tinh nhuệ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Lúc Tiêu Viêm tiến vào đại sảnh, hắn rõ ràng cảm giác được, có không hề ít hơn 20 đạo ánh mắt bén nhọn, từ trên từng bộ vị của thân thể mình đảo qua, sau một lúc lâu, các ánh mắt bén nhọn mà độc ác mới chậm rãi thu liễm mà quay về. Không hổ là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, thủ bút này thật đúng là không nhỏ. Cảm thán một tiếng, Tiêu Viêm có chút quay đầu nhìn Hải Ba Đông giống như quỷ mị vẫn một mực theo sát ở sau người, lúc này mới chậm rãi tiến lên vào trung tâm trong đại sảnh. Tại trong đại sảnh, dòng người không ngừng dao động giữa vô số lồng thủy tinh, tại trong lồng dao động bày đặt vô số các loại kỳ vật gây ngạc nhiên. Mà ở dưới các vật phẩm này, còn lại có mã số ghi giá cả mã, bất quá trong mỗi một loại giá cả này, cũng ít nhất là trên 3 tam vạn kim tệ, giá cả sang quý này, đủ để cho rất nhiều người ngưỡng vọng mà ngừng bước. Nơi này chỉ là khu vực bên ngoài, các đồ vật bán ra, cũng không tính là quá mức trân quý. Tại tổng bộ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc,
phòng đấu giá cũng là giống như công pháp cấp bậc một bậc như nhau, bị nghiêm khắc chia làm bốn cái cấp bậc thiên địa huyền hoàng, trong đó thiên là cấp cao nhất, bất quá phòng đấu giá cấp thiên đó, sợ rằng có đôi khi cho dù là một hai năm, cũng khó được mở ra một lần, bất quá một khi nói mở ra, như vậy đại biểu cho, phòng đấu giá thước đặt nhĩ sắp sửa đấu giá vật gì đó, tuyệt đối là cấp cực kỳ quan trọng, khi đó, cơ hồ hơn phân nửa cường giả cùng thủ lĩnh các thế lực của Gia Mã Đế Quốc, đều đã phong cầm mà đến. U, ta nhớ kỹ ta năm đó cũng tham gia qua một lần, lúc ấy phòng đấu giá thước đặt nhĩ đấu giá vật gì đó, tự hồ là một quả trứng của lục giai hỏa lân ngạc giao, nghe nói chỉ cần thành công ấp quả trứng hỏa lân ngạc giao kia đi ra, đó là đấu vương cường giả trời xanh, hơn nữa chỉ cần nuôi dưỡng thích đáng, sớm muộn có thể tiến vào đấu hoàng cấp bậc. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một mặt kinh dị. Một khi ấp trứng đó là thực lực ngũ giai đấu vương. Quả nhiên là kinh khủng, người nào chỉ cần chiếm được đồ vật kia, chẳng phải là liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, có được một vị đủ để cùng thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc chống đỡ sao? Phòng đấu giá địa cấp, cũng rất ít mở ra, huyền bậc dường như phổ biến, hoàng bậc, còn lại là toàn bộ mở ra. Nhìn thấy thân sắc rung động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cười cười, tiếp tục giới thiệu, hiển nhiên trước kia hắn là khách quen của nơi này, cho nên lên tiếng nói về quy củ của nơi này, chính thật ra đạo lý rõ ràng, có chút ý tứ. Phân chia cấp bậc như vậy, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú cười nói, muốn tiến vào phòng đấu giá ba cái cấp bậc thiên địa huyền, liền muốn thân mình có nhận định về giá cả, bỏ một ít ngoài ý muốn, muốn tiến vào phòng đấu giá huyền cấp, ít nhất là muốn có được 100 vạn, ách, được rồi. Trên người ngươi có tiền đủ như vậy không? Làm như nhớ tới cái gì, Hải Ba Đông đột nhiên hỏi nói, ách, tự hồ có 20-30 vạn. Tiêu Viêm xoa xoa đầu, ngượng ngùng cười nói, này tự hồ chỉ có tư cách tiến vào phòng đấu giá hoàng cấp. Hải Ba Đông đảo cặp mắt trắng giả, hắn tưởng rằng tới loại cấp bậc luyện dược sư này như Tiêu Viêm, ít nhất cũng là phải tùy thân mang theo tài sản di động trên 100 vạn. Đối với lời này của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ nhún vai, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên đối với đại sảnh nhất giác dời đi. Nơi này vốn là một địa phương dành cho nhân viên cao tầng bên trong phòng đấu giá thước đặt nhĩ xuất nhập, lúc trước trên nơi này là một mảnh bình tĩnh, xem ra tựa hồ là có cái đại nhân vật gì địa vị không thấp từ nơi này sắp đi ra rồi. Nhìn lên đám người tao động nơi này, Tiêu Viêm nghi hoặc trừng mắt nhìn, lệch đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đầu đám nam nhân đột nhiên trở nên hưng phấn giống như phát tình sắc lang một bực như nhau, sau đó, mơ hồ thấy chút mảnh màu đỏ sáng cùng với thân thể mềm mại uyển chuyển mơ hồ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, dưới ánh mắt đó, Tiêu Viêm nhìn thấy một đôi giày bó màu đỏ, giày bó gót chân thoáng có chút bén nhọn, từng bước gõ lên trên mặt đất lát đá trơn bóng, phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy dễ nghe, giống như một loại âm phù tuyệt vời, ánh mắt thoáng hướng lên một điểm, một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng có chút kích thích ánh mắt xuất hiện ở tại trong tầm mắt, thật không sai. Trong lòng đánh giá như vậy, bất quá định lực của Tiêu Viêm đích, tự nhiên là so với đám nam tử chung quanh đại sảnh có chút vẻ mặt thèm thuồng chính là hơn một ít, trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười bình thản, ánh mắt hơi vài phần thưởng thức, từ từ dời di, cuối cùng xuyên thấu qua khe hở. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người hé ra, lập tức, một vẻ kinh ngạc, chậm rãi hiện lên trên mặt, thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế nào lại là nàng, trong đám người, theo tiếng đặt chân thanh thúy xé gió đến gần, dáng người nữ nhân xinh đẹp mơ hồ kia, rốt cục thì chậm rãi đi ra, thân thể cô gái này mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát người, cẩm bào cao quý do thợ khéo hoa lệ tinh tế làm ra, vừa vặn vốn là đem đường cong hoàng mỹ tuyệt vời của nữ tử kia phô bày ra. Dưới cẩm bào là một đôi chân dài tuyết trắng chói mắt, tại chỗ trong suốt mảnh mai kia có vẻ vô cùng mềm mại, làm cho nội tâm nam nhân dậy lên cổ lửa nóng xúc động. Người đàn bà này, cả người lộ ra quyến rũ xinh đẹp, tại nơi đôi mắt đẹp hẹp dài như hoa đào kia nhìn chăm chú, người có lẽ sẽ ở không tự chủ được, đem kim tệ chủ động móc ra đến mua sắm một ít vật phẩm giá cao mà người căn bản không cần. Nàng đối với rất nhiều nam nhân đến mà nói, đều là một vưu vật, cả người tràn ngập hấp dẫn, câu hồn rất nhiều tâm trí của nam nhân. Tại trong đám người, cô gái mặc thân cẩm bào màu đỏ hoa lệ, cước bộ ưu nhã đi tới trong đại sảnh, trên mặt thoáng cười yếu ớt, vẫn một vẻ xinh đẹp, thân thể mềm mại đầy đặn thành thục, giống như nước mật đào chim mộng, làm cho có chút nam nhân trong đại sảnh, thân thể hạ bộ mơ hồ có xu thế ngẩng đầu lên, lập tức, trong đại sảnh đó là có một ít người sắc mặt xấu hổ, cẩn cẩn thận thận co rút bụng lại. Quan hệ ngoại giao của mỹ nhân xinh đẹp tựa hồ rất tốt,
từ lúc đi ra tới hiện tại, không ngừng có người hướng nàng cười chào hỏi. Có lẽ tiếng bắt chuyện có chút vốn là hướng về phía xinh đẹp của nàng đi, bất quá càng nhiều hơn, rõ ràng là kính sợ thân phận. Nữ nhân vận cẩm bào ưu nhã thông dong ứng phó khách nhân chung quanh, chỉ cười yếu ớt, Đoạn Tuyệt người nhàm chán muốn mạnh mẽ sủa bậy, một đôi mắt đẹp giống như hoa đào vốn là mưa xuân nhưỡng tạo ra, tùy ý tại trong đại sảnh đảo qua, tất cả hễ là sau khi tiếp xúc với con ngươi mơ hồ ẩn chứa quyến rũ hấp dẫn kia, ít hầu đều là không tự chủ được có chút co quắp một chút, ngọn lửa nóng cháy, tại ở chỗ sâu trong đôi mắt thiêu đốt bốc lên, xem ra, những người này khi trở về nhà, chỉ sợ lão bà hoặc là thị nữ của họ, sẽ bị ảo tưởng thành nữ nhân tràn ngập hấp dẫn xinh đẹp kia, mà hung hăng chinh phạt. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, chậm rãi đảo qua đại sảnh, tại lúc vừa muốn thu hồi ánh mắt, tầm mắt mãnh liệt cứng đờ lại. Cước bộ hành tẩu cũng là trở nên dừng lại, ánh mắt chăm chăm trên người thiếu niên vận hắc sam lưng đeo hắc thước thật lớn đứng ở cạnh lồng thủ tinh cách đó không xa. Lập tức, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó có thể tin, làm nhân vật tiêu điểm trong đại sảnh, cử động của cẩm bào nữ nhân, không thể nghi ngờ là làm cho được mọi người đem ánh mắt di động đi theo, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hắc sam thiếu niên thanh tú, đồng dạng vốn là cảm giác ngây người, lại nhìn tâm tình khác thường cực kỳ hiếm thấy của cẩm bào nữ nhân kia, trong lòng cũng không phát hiện thăng xuất chút ghen ghét đối với thiếu niên kia, không thèm nhìn tới ánh mắt chung quanh bén nhọn như đao kiếm, Tiêu Viêm đối với cẩm bào nữ nhân đang nhìn chằm chằm hắn khẽ cười cười, tươi cười nhu hòa, con ngươi đen nhánh, lờ mờ vẫn như là trong suốt như 3 năm trước đây vậy, nhìn vẻ bình tĩnh tươi cười cùng 3 năm trước đây không có sai biệt, cẩm bào nữ nhân rốt cục thì tin tưởng, hắc sam thiếu niên trước mặt kia, đích xác đó là nam hài Tiêu gia lúc đầu trong ô thản thành giả vờ thần bí kia. Tiếng vang đạp chân thanh thúy vang lên, cẩm bào nữ nhân chậm rãi đi hướng Tiêu Viêm, một lát sau, dừng đứng ở trước mặt hắn, hôm nay gần gũi tiếp xúc, nàng mới vừa rồi phát hiện, nam hài lúc đầu chỉ cao tới gần ngực mình kia, giờ dĩ nhiên đã có thể cùng chính mình ngang hàng đối mặt. Tiêu Viêm đệ đệ, 3 năm không gặp, ngay cả ta đều không thể nhanh chóng nhận ra người, cười dài nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, cẩm bào nữ nhân nhẹ hít một hơi, bộ ngực đầy đặn, dưới sự bao bọc của cẩm bào, có vẻ mượt mà cố gắng ngẩn cao, cực kỳ mê người, mặt cười có chút dơ lên, mỉm cười nói, Nhã Phi tỷ cũng là càng ngày càng quyến rũ động lòng người, chỉ là đáng tiếc, ngươi rời đi ô thản thành, không biết có bao nhiêu người bị thương tâm a. Mũi Tiêu Viêm nhẹ hít người mùi thơm của cơ thể mê người từ trước người truyền, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại lần đầu tiên tiến vào phòng đấu giá năm đó, như nhìn thấy lại một loạt len lén hành động xấu xa với nàng lúc cuối cùng, cười khẽ trêu đùa. Vị cẩm bào nữ nhân xinh đẹp trước mặt này, bất ngờ đó là đấu giá sư cấp cao nhất tại phân hội đấu giá thước đặc nhĩ ô thản thành lúc đầu, Nhã Phi, rời khỏi gia tộc đi lịch lãm xong, tự nhiên là muốn trở về tiếp quản một số sự tình, bất quá ta có thể trở về, thật đúng là ít nhiều nhờ ngươi, 3 năm này ngươi vẫn chưa trở về, cho nên ta cũng không cơ hội hướng ngươi cảm tạ, hôm nay ở chỗ này gặp, tỷ tỷ ở chỗ này nói tiếng cảm ơn ngươi. Nhã Phi ngóng nhìn cặp con ngươi đen nhánh trong suốt kia giống như 3 năm trước đây như vậy, vốn nhìn quen hai tròng mắt ngày thường trong mắt cất giấu dục hỏa cùng chiếm đoạt, nàng phát hiện, chính mình tự hồ đối với hai con ngươi trong suốt này lại càng thích, môi cong hồng nhuận, hai tay để ở sau người, thân thể có chút cúi tới trước, đối với Tiêu Viêm cười yếu ớt nói, lấy góc độ của hai người, lễ tiết cử chỉ mang tính chất cảm tạ này của Nhã Phi, nhưng là làm cho được cẩm bào thoáng hạ xuống, nhất thời. Một khoảng tuyết trắng hãm sâu tràn ngập câu tuyến chói mắt làm cho người ta điên cuồng, đó là xuất hiện ở tại trước con ngươi Tiêu Viêm, sắc mặt hắn từ từ có chút hồng nhuận lên. Khi Nhã Phi ngẩng đầu lên thì thoáng thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng có chút hồng, lập tức khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn cười cùng kinh ngạc, lập tức che miệng cười duyên nói, Tiêu Viêm đệ đệ, không nghĩ rằng 3 năm không gặp, ngươi không chỉ có thành thục mà còn là thèn thùng rất nhiều a. 3 năm trước đây ngươi không phải như vậy, chẳng lẽ Tiêu Viêm đệ quên? Lúc trước thời điểm ta nhận thức ngươi thì ngươi rất là thô bạo nha, khuôn mặt Nhã Phi xẹt qua ý cười nhỏ miệng nói, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười duyên của Nhã Phi, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, trải qua 3 năm không gặp lại, mỹ nữ thành thục này tựa hồ càng ngày càng mê người, có lẽ hiện tại do thân phận bất đồng cho nên những sự cẩn thận trước kia cũng từ từ biến mất, ngược lại giống như bạn cũ gặp nhau, quan hệ trở nên có chút thân thiết, ngươi lần này đến Gia Mã Thánh Thành là bởi vì cái ước định lúc trước. Gương mặt chứa ý cười dần dần thu liễm, Nhã Phi đi đến trước mặt Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm cười cười khẽ gật đầu, nói, vì 3 năm ước định, 3 năm này ta đã ăn không ít khổ a. Nhìn khuôn mặt 3 năm trước còn có chút ngây ngô bây giờ lại có mấy phần thành thục, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi,
Tuy Tiêu Viêm không có nói thời gian trải qua 3 năm gần đây, nhưng nàng biết 3 năm này hắn đã chịu không ít khổ cực. Tiêu Viêm đệ đệ, trải qua 3 năm lịch lãm chắc ngươi cũng biết sự mạnh mẽ của Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc chứ? Nhã Phi khẽ nhíu mày thấp giọng nói, ta biết, chỉ cần một ngón tay của họ cũng có thể tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu Viêm bình tĩnh cười nói, ai? Nhìn khuôn mặt không có chút ba động của hắn, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi yên tâm, lấy thân phận và địa vị của Vân Lam Tông cho dù ngươi thắng thì cũng sẽ không đụng đến Tiêu gia, các lão già cao ngạo của Vân Lam Tông cũng sẽ không làm như thế, nếu bọn họ dám động đến Tiêu gia, ta liền mất tích 10 năm. Sau đó đi ra đem mọi người của Vân Lam Tông giết hết. Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười có pha chút lạnh lẽo, bị nụ cười lạnh lẽo cùng sát ý của Tiêu Viêm ảnh hưởng, Nhã Phi không tự chủ được trùng mình một cái, cử động sợ hãi của nàng liền làm cho mọi người muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi yêu thương, thật có lỗi, ta quên tỷ không thích tu luyện. Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Viêm nhìn bộ dạng yếu nhược của Nhã Phi, khẽ nhẹ giọng nói, ai nói ta không thích tu luyện? Ta cũng là một người cấp bậc đấu giả, nhưng ngươi người này trải qua 3 năm lịch lãm hơi thở sát phạt càng ngày càng mạnh, quả thật là có thể so với những người thường giết chóc trên chiến trường. Nghe lời này, Nhã Phi nhất thời liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, bất mãn nói, Di. Quần áo của ngươi, ngươi đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư, ánh mắt di động vào chỗ huy chương luyện dược sư trước ngực Tiêu Viêm, Nhã Phi không khỏi kinh ngạc thất thanh nói, khà, khà. May mắn mà thôi. Tiêu Viêm tùy ý cười nói, may mắn. Ai, người bình thường muốn trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư nếu không có thời gian năm sau năm thì không thể với tới được, mà ngươi 3 năm lại được như thế này sợ rằng không phải chỉ có may mắn duyên cớ a. Nhìn thiếu niên trong 3 năm phát triển làm cho người ta khiếp sợ, Nhã Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu cười, Tiêu Viêm không muốn dây dưa vấn đề này, tầm mắt đảo qua đại sảnh, nhìn mình tựa hồ giống như tiêu điểm tại chỗ này, lập tức thấp giọng nói, tỷ hiện tại đang quản lý phòng đấu giá này, lời này của ngươi thật đúng là đã kích ta. Nghe vậy, Nhã Phi có chút buồn bực hít một hơi cười khổ nói, quyền lợi ở phòng đấu giá này toàn bộ đều là mấy lão già trong gia tộc quản lý, đây chính là mệnh của bọn họ như thế nào lại giao cho ta, ta hiện tại chỉ làm cái chức vụ trưởng lão giám sát thôi. Ngay sau lại đó lại mỉm cười nói, tuy nơi này không phải do ta trưởng quản, nhưng cũng có chút quyền lợi. Ngươi lần này tới chắc tìm thứ gì? Tìm thứ gì vậy, tìm cái địa phương yên lặng nói chuyện. Tiêu Viêm cảm thấy trong đám người có người muốn nghe lén, bất đắc dĩ nói, được, đi theo ta, gật đầu cười, Nhã Phi xoay người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào Hải Ba Đông đang nhàm chán đang đứng ở quầy thủy tinh, chần chờ một chút rồi nói, vị tiên sinh này cùng đi với ngươi phải không, như thế nào? Ta tưởng nói chuyện tình cảm lại đem lão nhân ta quên rồi, thanh âm Nhã Phi tuy cực thấp, chẳng qua lại bị Hải Ba Đông nghe lọt vào trong tai. Xoay người lại hắc hắc cười nói, bị Hải Ba Đông trêu đùa, khuôn mặt của Nhã Phi hiện lên một mặt đỏ ửng, chẳng qua cũng là người từng trải cho nên lập tức ngọt ngào cười nói, lão tiên sinh, chúng ta mở cửa buôn bán tự nhiên là muốn có nhiều sinh ý, mà những chỗ lão tiên sinh ghé qua đều là những thứ tốt nhất, ta lại không phải là nữ nhân ngu xuẩn cho nên không muốn làm phiền lão tiên sinh. Nghe vậy Hải Ba Đông cười rộ lên, Nhã Phi trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng qua gương mặt lại bảo trì mỉm cười tuy không nhìn thấu được thực lực, nhưng cũng không thể đại biểu nhãn lực của nàng không nhìn thấu được chi tiết của Hải Ba Đông, nàng có thể mơ hồ nhận biết lão nhân trước mặt cũng không phải đơn giản là đủ rồi, dọc đường đi lão có chút nhàm chán, đừng để ý đến lão. Tiêu Viêm mỉm cười nói, Nhã Phi cười cười xoay người hướng về phía cầu thanh chỗ đại sảnh đi tới, ánh mắt đảo qua bóng dáng mê người, Tiêu Viêm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng bước theo sau, vị lão tiên sinh kia chắc không phải là vị thần bí lão nhân năm đó phải không? Nhã Phi sánh vai cùng với Tiêu Viêm, khuôn mặt mang theo nét cười ghé đầu nhẹ giọng hỏi, không phải. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu nói, nha. Nghe vậy, Nhã Phi thoáng có chút gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện chậm rãi hướng về phía cửa có mấy tên thủ vệ đang đứng. Nhìn Tiêu Viêm cùng với Hải Ba Đông đi theo phía sau Nhã Phi, mấy tên thủ vệ liền liếc mắt, dựa theo quy củ không phải thành viên tộc nhân thì bình thường không được tiến vào bên trong. Nhưng hôm nay Nhã Phi là trưởng lão giám sát quyền lợi không nhỏ cho nên mấy tên thủ vệ không dám ra mặt cản trở. Đợi đến khi ba người chuẩn bị tiến vào thì một gã thủ vệ liền tiến lên định mở miệng nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhã Phi đã nhàn nhạt cắt ngang lời của tên thủ vệ nói, bọn họ là bằng hữu của ta, có việc gì ta chịu trách nhiệm gánh vác. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.
nhàn nhạt nói một câu, Giả Phi nhanh chóng mang hai người đi đến cầu thang, nhưng tại cầu thanh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân làm cho lông mày nàng khẽ cau lại, trên tầng lâu liền chậm rãi xuất hiện vài thân ảnh. Một vị nam tử nhìn qua thì cùng tuổi với Nhã Phi, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, rõ ràng sắc dục quá nhiều, tuy nhiên thân hình người này lại lộ ra một cổ ẩn tàng hơi thở của một đấu sư cấp bậc. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút khát vọng cùng với tham lam nhìn những đường cong gợi cảm vô cùng hoàn mỹ của Nhã Phi, đột nhiên hơi thở có chút dồn dập. Thanh niên đột nhiên mở miệng hỏi, tầng phía trên là cấm địa của gia tộc, ngoại nhân không thể tiến vào, ngươi thân là trưởng lão giám sát sao lại cố ý không biết? Nhận thấy ánh mắt của thanh niên có chút biến hóa, khuôn mặt đang cười của Nhã Phi thoáng có chút khó coi, cùng với sự chán ghét, thấy ánh mắt chán ghét của Nhã Phi, khuôn mặt thanh niên nhất thời âm trầm đi rất nhiều, lấy thiên phú tu luyện của hắn cũng xem như là một kỳ tài trong thước đặc gia tộc, làm cho các nữ nhân khác đối với hắn rất là hâm mộ, nhưng Nhã Phi thấy hắn như thấy một con vi trùng kinh tởm, điều này làm cho lòng kiêu ngạo của hắn thật sự là một đả kích lớn. Ta nói rồi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Mời ngươi tránh ra, thanh âm Nhã Phi lạnh lùng nói, không cấp cho đối phương một chút mặt mũi, bàn tay cầm chặt lấy tay của Tiêu Viêm sau đó hướng về cầu thang tiến đến. Nhìn Nhã Phi không cấp cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt thanh niên tái nhợt thoáng có chút run rẩy, đặc biệt khi bàn tay Nhã Phi nắm lấy bàn tay của Tiêu Viêm thì một cổ ghen tị không hiểu nổi lên. Nhìn qua khuôn mặt của Nhã Phi đang cười đầy mặt, thanh niên nam tử có một cổ lửa giận, chẳng qua hắn cũng biết, trong lòng Nhã Phi rất bài xích nam nhân, chủ động nắm tay một gã nam tử thì lại càng không có. Hắc, ta nói ngày thường đối với ta lạnh băng, nguyên lai ngươi thích loại ngây ngô thiếu niên a, à, khẩu vị thật là lạ, chẳng qua không biết hắn có hay không thỏa mãn ngươi. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, thanh niên nhịn không được cười nói, khuôn mặt Nhã Phi không có chút thay đổi, tự hồ như không nghe thấy những lời dâm uế của thanh niên, chẳng qua Tiêu Viêm cảm giác được, móng tay của nàng đã bấm sâu vào da thịt của bàn tay hắn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của thanh niên, sắc mặt không có chút cảm xúc nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ánh mắt của Tiêu Viêm làm cho hắn cực kỳ không thích, thanh niên nhất thời giận dữ hét lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm dừng bước chân lại, bàn tay nắm lại, nhưng thấy Nhã Phi có chút lắc đầu, ý bảo hắn không cần để ý, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thấy vậy, Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, cuối cùng không nói gì. Nhã Phi, ngươi tìm nam nhân cũng không cần tìm loại này chứ. Thấy Nhã Phi nhẫn nhịn, thanh niên càng thêm hưng phấn, nhếch miệng ác độc cười nói, bước chân cuối cùng dừng lại, Tiêu Viêm khẽ tách bàn tay Nhã Phi ra, nhìn đường cong thân thể của Nhã Phi nhàn nhạt nói, tỷ còn muốn nhẫn. Thân thể Nhã Phi cứng ngắc, vẫn không trả lời, bóng dáng yếu ớt nhìn qua có chút mệt mỏi, thật có lỗi, ta không thể. Bàn tay Tiêu Viêm nắm lại xoay người hướng về khuôn mặt âm trầm thanh niên đang cười to, cẩn thận, hắn là nhất tinh đấu sư. Cảm nhận được hành động của Tiêu Viêm, Nhã Phi vội vàng xoay người lại, thanh âm còn chưa kịp nói hết thì cầu thang đột nhiên oanh động, làm cho khuôn mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Con mẹ mày đồ tạp chủng, ngươi ăn phân mà lớn lên à? Theo tiếng năng lượng bạo tạc thì thanh âm ác độc của Tiêu Viêm vang lên. Trên hành lang thoáng có chút rộng rãi, Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên kia, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, mang theo cổ kình khí hung hăng đánh mạnh vào người của thanh niên kia. Thân thể người thanh niên tái nhợt tuy không bưu hãn, bất quá thực lực cũng không kém, trong khi Tiêu Viêm phát động tấn công, hắn đã kịp phát hiện, khuôn mặt hiện lên một cổ âm hàn, hai tay giao nhau, đấu khí trong cơ thể hung mãnh bạo phát ra, trong nháy mắt hình thành đấu khí sa y. Mặc dù không kịp phòng ngự, nhưng thanh niên kia đối với thực lực của mình rất là tin, hơn nữa khuôn mặt Tiêu Viêm nhìn còn rất trẻ, hắn tin tưởng rằng lực công kích của đối phương không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù có Nhã Phi che chở ngươi, thì cũng đừng mong ra khỏi phòng đấu giá này. Trong chốc lát đánh giá, trong lòng thanh niên hiện lên một tia sát ý, song ý niệm còn chưa hạ xuống thì nắm tay chứa kình khí áp bức chân thật đánh thẳng vào người. Nhất thời vang lên một tiếng rắc rất nhỏ, người thanh niên sắc mặt cuồng biến, một ngụm máu tươi trong yết hầu không kìm hãm được phun ra, thân hình cũng bị kình khí mạnh mẽ đánh văng vào góc tường, lập tức một ngụm máu nữa lại phun ra, thân thể không ngừng co quắp lại. Tại một khắc thanh niên hộc máu, Nhã Phi vừa xoay người, tiếng kêu cẩn thận vừa thốt lên thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, gương mặt nhất thời bị một mảng kinh ngạc bao trùm. Tới lúc này, mấy tên thủ hạ ở bên cạnh kia thanh niên mới phục hồi lại tinh thần, nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm, khuôn mặt cả kinh chợt giận dữ quay quanh Tiêu Viêm lại, lui ra cho ta. Nhã Phi đang ở trên thang lầu nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa bộc phát ra. Mắt hạnh trừng lên quát,
Nghe được tiếng quát của Nhã Phi, vài tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chừ. Chủ tử bọn họ dám đắc tội Nhã Phi nhưng bọn họ không có cái can đảm này. Các người còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ còn xuất hiện tại phòng đấu giá, mặc dù các ngươi không phải thuộc hạ của ta, bất quá ta nghĩ bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài người cặn bã không phải quá mức khó khăn. Nhã Phi lạnh như băng đảo một cái lộ ra phong thái uy nghiêm, nhìn Nhã Phi mặt cười hàm chứa sát ý, khuôn mặt mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lui xuống, mang theo chủ tử các ngươi lăn trở về. Ngón tay chỉ hướng cửa cầu thang, Nhã Phi lạnh lùng nói, tốt. Nhã Phi, ngươi dĩ nhiên giúp đỡ ngoại nhân, ngươi đợi đấy. Được kẻ dưới nâng dậy, thanh niên bước chân có chút lảo đảo, chùi đi vết máu trên mép, giận dữ nhìn Nhã Phi, chợt ánh mắt âm lãnh gắt gao chuyển hướng sang Tiêu Viêm, hô hấp dồn dập nói, được, được lắm. Tiểu tạp chủng có gan chờ ta xem. Sau khi ngoan độc đe dọa, thanh niên hung hăng tát một phát tên bên cạnh, cả giận nói ngu xuẩn, đi. Đứng tại thang lầu, Tiêu Viêm con mắt khiếp lại quan sát mấy tên hộ vệ nâng đỡ thanh niên ở dưới chậm rãi đi ra, nắm tay trong ống tay áo buông xuống có chút mở ra, ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay bốc lên, đối với người như thế ngươi còn có thể nương tay. Làm thịt luôn không phải tốt hơn sao? Miễn cho từ nay về sau khỏi bị đau đầu nghiêng người dựa vào thang lầu, Hải Ba Đông lãnh đạm cười nói, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác. Tiêu Viêm cười cười. Ngẩng đầu nhìn Nhã Phi, nhún vai nói, thật có lỗi, có chút xúc động, bất quá tâm địa tên kia quả thật rất xấu, lắc lắc đầu, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, ta nghĩ hôm nào đó chúng ta bàn lại sự tình này, tên kia sau khi trở về khẳng định sẽ hướng ông nội hắn khóc lóc tố cáo, đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu kia nhất định sẽ tìm đến ngươi mà gây phiền hà đó, không quan hệ. Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười nói, chúng ta cần một ít đồ vật, bây giờ nói đi. Còn cái phiền toái kia để chúng ta tự mình xử lý, ôi trời, cái tên quật cường, quên đi, đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi, nhưng mà lão gia hỏa kia luôn luôn mục hạ vô nhân, có lẽ ngay cả ta còn bị hắn quát lại không chừng. Nói xong, khẽ gật gật đầu Nhã Phi xoay người bước lên trên lầu, tại chỗ rẽ để lại cho án bóng lưng động lòng người. Cùng Hải Ba Đông hai mắt nhìn nhau, một mạch đi theo Nhã Phi phía trên, một đường đi theo Nhã Phi lên trên mấy lầu, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa lớn. Xem bộ dáng của nàng hiển nhiên đây là nơi thường lui tới. Bên cạnh cánh cửa đứng vài tên thủ vệ, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn hai người Tiêu Viêm đầy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở, y như cọc gỗ đứng đó. Đẩy cửa phòng, lộ ra căn phòng rộng lớn, bên trong dựng đứng từng hàng giá sách chỉnh tề, trên đó để giày đặt đủ loại sách. Nhã Phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc, xoay người lại, mỉm cười nhìn Tiêu Viêm hai người, chỉ vào một bên ghế dựa, nói, ngồi đi. Bây giờ có thể nói rồi, đến tột cùng là có chuyện gì chứ? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm thuận tay lấy một cái ghế ngồi xuống, thoáng trầm ngâm một chút, bỗng nhìn chằm chằm Nhã Phi nói, lúc nãy có phải hay không ta gây cho tỷ phiền toái? Xin lỗi, ta biết ngươi là vì ta mới ra tay, không cần xin lỗi. Khoát tay áo, Nhã Phi khẽ giật giật ngồi xuống, đôi môi đỏ mọng mỉm cười nói, tên kia là Lôi Lạc, cũng là thành viên trong đặc thức gia tộc chúng ta, hơi có chút cường ngạnh. Bình thường ta cũng không muốn đắc tội hắn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn không nhìn không thấy mà thôi. Bất quá tên kia tựa hồ đối với ta có một ít ý niệm ác tâm trong đầu, ta không nhìn hắn ngược lại làm cho hắn thẹn quá hóa giận suốt ngày gây cho ta phiền phức. Ông nội hắn trong gia tộc là một trong các nguyên lão, lời nói có chút trọng lượng, cho nên đối với tên da mặt dày đến cực điểm này ta thật là bất đắc dĩ. Nhã Phi vuốt qua mái tóc xanh trên trán có chút mệt mỏi nói. Xem ra tên thanh niên Lôi Lạc kia đúng là cấp cho nàng rất lớn phiền toái. Tỷ biết đối với người như thế, tỷ càng như vậy hắn càng được thế làm tới. Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói, ha ha, ta tự nhiên là biết, nhưng mà ngươi chẳng qua xem trọng lòng dạ ta quá, ta là một nữ nhân, thế nào lại có được lòng dạ cái loại này, thánh nhân. Ta bây giờ thật ra không muốn đụng tới hắn, nhưng có một ngày ta có cơ hội cầm quyền, người này sẽ là nhóm đầu tiên bị ta đạp ra. Cái loại rác rưởi này đến lúc đó ta trả thù sẽ cho hắn cảm giác được không nên sinh ra trên đời. Ngươi cần phải biết, đàn bà vĩnh viễn là sinh vật mang đầy thù hận, nếu không làm sao có câu tối độc phụ nhân tâm. Nhã Phi thản nhiên cười nói, bây giờ chính nàng mới hiển lộ ra giả tâm cùng cường thế. Nghe được lời này của Nhã Phi, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới một nữ nhân cực kỳ nhu hòa thế nhưng tồn tại như vậy khả năng ẩn nhẫn. Được rồi, đừng nói hắn nữa,
rất mất hứng. Lắc lắc đầu, Nhã Phi gương mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ dịu dàng như nước. Mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, các ngươi cần vật gì? Nói ta nghe một chút, ta giúp các ngươi ra. Tiêu Viêm cười gật đầu, từ trong nhẫn hé ra tờ giấy trắng mặt trên viết dược liệu để luyện chế phục linh đan, sau đó hải ba đông, đưa cho Nhã Phi cười nói, giúp ta nhìn xem, tỷ thu thập được bao nhiêu dược tài ở mặt trên. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt già nua hải ba đông ý cười càng lúc càng đậm, lúc Tiêu Viêm phía xuất ra tờ giấy trắng, hắn bằng vào ánh mắt sắc sảo nhìn quét qua một lần, đây là cùng với dược liệu Tiêu Viêm hứa với hắn đồng dạng, cho hắn thấy Tiêu Viêm vì sự tình của hắn mà ghi tạc trong lòng. Ta chỉ biết, không có việc gì, ngươi tuyệt đối không đến phòng đấu giá loại địa phương này. Tiếp nhận tờ giấy trắng, Nhã Phi lắc lắc đầu, chợt cúi đầu nhìn sơ qua dược liệu trên tờ giấy, trên gương mặt đang cười không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm nói, mấy cái dược liệu này, hình như không phải vật bình thường nha. Trong đó có một ít ngay cả ta cũng chỉ nghe qua tên mà thôi, ừ. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu nói, nơi này có khả năng thu thập mấy cái dược tài này chứ. Nghe vậy, Hải Ba Đông đôi mắt cũng chờ mong nhìn chằm chằm Nhã Phi đang trầm tư, đây chính là sự tình trọng đại có quan hệ đến hắn có hay không hồi phục được đỉnh thực lực. Tay nâng cằm, trầm tư một lát, Nhã Phi lắc đầu, áy náy nói, thật có lỗi, muốn lấy về có lẽ cực kỳ khó khăn, dù sao mấy cái dược liệu này thật sự quá mức quý trọng, cơ hồ mỗi một loại đặt ở trong thành thị chí ít đấu giá ra hơn 20 vạn. Thậm chí là vô giá, Nhã Phi lời này nói ra, Hải Ba Đông nhất thời trầm mặc. Mà Tiêu Viêm ở một bên khẽ thở dài một hơi, trong lòng cũng biết đây là điều tất yếu, chưa hẳn là buồn bã. Đem về quả thật có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một nửa dược tài ở trên hẳn là không có vấn đề. Nhã Phi trầm ngâm nói, một nửa cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn cái gì cũng không có. Tiêu Viêm gật đầu, than thở. Nghe vậy, Nhã Phi khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra nét cười nhu hòa nói, dựa theo ta nhớ. Chúng ta đặt thước phòng đấu giá có thể xuất ra 4 loại dược liệu mà trong đó mỗi một phần giá cả đều từ 25 vạn trở lên. 4 loại dược liệu này sợ rằng tổng số phải trên 100 vạn kim tệ, Tiêu Viêm đệ đệ, nhiêu đó tiền ngươi có thể xuất ra, ách. Con ngươi trừng lên, phe phẩy đầu, tự hồ không thể. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này khuôn mặt Nhã Phi ý cười càng đậm thêm vài phần, các ngón tay thon dài đang chéo nhau, làm như có chút tiếc hận nói, Tiêu Viêm đệ đệ, bây giờ cũng không phải ở Ô Thản Thành. Ở chỗ này tỷ tỷ cho dù có tâm giúp ngươi khả dĩ cũng không đủ lực, đã vượt qua quyền hạn quản lý của ta. Tiêu Viêm khuôn mặt xám xịt đầy biểu cảm, nói, vậy phải làm sao bây giờ? A, 100 vạn kim tệ mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng mà tỷ tỷ thấy ngươi có một chỗ tự tin nha. Vừa lúc phòng đấu giá đặc thức gia tộc chúng ta đang cần thu lãm luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm đệ đệ có hứng thú thì có khả năng trả nợ. Một viên nhị phẩm đan dược là có thể bán ra với giá cả trên trời rồi. Ta nghĩ với bổn sự của Tiêu Viêm đệ đệ chỉ cần xuất ra vài viên là vấn đề này xong rồi. Nhã Phi đôi mắt hoa đào cong lên mang ý cười, y như hồ ly tinh mê người. Ách! Bán thân, nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, liền cười khổ lắc đầu, quay đầu lại, nhìn Hải Ba Đông, than thở nói, ngươi chính mình lo liệu đi, ta chỉ phụ trách luyện đan, chuyện dược tài, chính là ngươi đi quan tâm đi. Thấy thế, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy. Từ trong nạp giới móc ra tạp phiến tím bầm cực kỳ tinh xảo, tùy ý đích đặt ở trên bàn, nói, tiểu nữ hoa, nhanh kiếm các loại dược tài đem đến đây cho ta đi, hơn 100 vạn kim tệ này của ngươi, đã nghĩ đem Tiêu Viêm ở tại chỗ này, vậy chính là quá xem thường giá trị của hắn đó. Ngạc nhiên nhìn trương tạp phiến tím bầm trên mặt bàn, mặt ngoài có 7 đạo sóng gợn màu bạc, trên gương mặt Nhã Phi hiện lên một vẻ khiếp sợ, nàng thường xuyên cùng vô số cường giả giao tiếp, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Loại tạp phiến tím bầm này, ít nhất thì phải có được thực lực cấp bậc đấu vương, mới có tư cách sử dụng, chẳng lẽ, lão giả nhìn như không mở nổi mắt này lại có thể là một gã đấu vương cường giả. Trên mặt ý cười từ từ thu liễm, ánh mắt Nhã Phi phức tạp nhìn Tiêu Viêm ngồi ở trên ghế buồn chán nghịch móng tay kia, tiểu tử này, 3 năm nay tựa hồ bản lĩnh không sai a, dĩ nhiên là có thể cùng loại cường giả này có giao tiếp, phải biết rằng, cường giả cấp bậc đấu vương, cho dù là tới như thước đặc nhĩ gia tộc, cũng tuyệt đối là không dám chậm trễ mời ngồi a. Cẩn thận nắm tạp phiến tím bầm, ngọc thủ của Nhã Phi ở trên mặt trước chậm rãi vuốt ve qua, cảm giác đặc thù giúp nàng nhanh chóng phân biệt thật giả, sau đó tay vỗ nhẹ xuống một cái, một thị nữ bộ dáng xinh xắn nhanh chóng từ ngoài cửa đi đến, đi lo cho ổn thỏa, sau đó mau lại đây, nhanh lên một chút, đem chỉ phiến đưa cho ả thị nữ này. Nhã Phi ngưng trọng phân phó nói,
Vâng. Thị nữ cung kính lên tiếng, sau đó bước nhanh lui đi ra ngoài. Lão tiên sinh, mời ngài chờ chốc lát, dược tài lập tức liền tới tay cầm. Nhìn thị nữ kia lui đi ra ngoài, Giả Phi quay về Hải Ba Đông cung kính nói, có chút gật đầu, Hải Ba Đông đó là lại ngồi trên cái ghế, bưng chén trà, cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng cùng đợi. Đột nhiên phát hiện vị lão nhân mắt không dậy nổi này, lại có thể có thân phận kinh khủng như thế, Nhã Phi cũng không dám tùy ý trêu chọc. Tiêu Viêm tựa hồ cùng người này quan hệ không cạn kia, an tĩnh ngồi ở ghế, không dám tùy ý lên tiếng, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng có chút kỳ dị, lại nhìn qua thiếu niên đang nhàm chán kia. Theo ba người trầm mặc, hào khí trong phòng, đó là từ từ trầm muộn xuống, theo thời gian trôi đi, Tiêu Viêm cuối cùng ó chút nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thị nữ kia đã ở trước cửa có chút bối rối vội vã đi vào, cũng là đem hào khí trầm muộn đánh vỡ. Dược tài đâu? Nghe được tiếng bước chân vội vã, Nhã Phi ngẩng đầu lên. Nhìn hai tay thị nữ trống trơn, lông mi hơi nhíu, trầm giọng nói, Nhã Phi tiểu thư. Dược tài. Dược tài bị Lôi Âu trưởng lão mạnh mẽ gạt đi. Hắn nói dược tài này sớm đã bị người ta mua được rồi, không thể lại chuyển nhượng cho người khác. Trên gương mặt thị nữ kia mang theo chút kinh hoảng, khiếp đảm nói, ba. Vẻ mặt chợt âm trầm xuống. Ngọc thủ nặng nề nện ở trên mặt bàn. Cắn răng nói, lão gia hỏa này, dược tài này đặt ở giữa thương khố đã có mấy tháng có thừa, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua sớm đã bị người mua trước rồi, chuyện gì xảy ra? Nhìn biến cố đột nhiên này, Tiêu Viêm nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, chậm rãi hít một hơi, bộ ngực đầy đặn mượt mà có chút phập phồng. Ngọc thủ của Nhã Phi xoa huyệt thái dương. Cười khổ nói, lão gia hỏa Lôi Âu này, chính là ông nội của tên Lôi Âu bị ngươi lúc trước đánh cho hộc máu. Cũng là một vị trưởng lão có quyền lực không nhỏ trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc, công báo thù riêng. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, thản nhiên cười nói, Hải Ba Đông ở một bên, chậm rãi nhấm nháp nước trà. Lông mày trắng có chút nhíu động, không nói gì, chỉ bất quá, nước trà đang song sánh tại trong chén trà giữa hai tay chính là hàn khí đang chuyển trong nháy mắt, đã bị đông lại thành băng. Ai? Lão già này, lần này đích xác là có chút quá phận, lại có thể làm ra loại chuyện này. Đứng dậy, mặt Nhã Phi thoáng có chút âm trầm, quay về thị nữ nói, dẫn đường, ta tự mình cùng hắn lý luận. Nghe vậy, tên thị nữ kia vân vân dạ dạ gật đầu, vừa mới xoay người, một đạo tiếng nói già nua hừ lạnh, bắt đầu từ ngoài cửa truyền vào, tìm ta lý luận. Hừ, hảo a, ta cũng đang muốn nhìn, là người phương nào, cũng dám ở chỗ này đã thương cháu ta. Nghe được tiếng hừ lạnh này, vẻ băng hàn trên mặt Nhã Phi càng ngày càng đậm, hai tay chống mặt bàn. Lạnh lùng nhìn người từ cửa kia, là một vị lão giả hoa bào trên khuôn mặt thoáng có chút âm ngoan, đứng phía sau hắn, là gã thanh niên có sắc mặt tái nhợt kia cùng với vài tên hộ vệ đi theo, lúc này, gã thanh niên kia, chánh đang lấy ánh mắt quán độc, hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm đang ngồi ở trên ghế, Lôi Âu trưởng lão, ngươi đây là cái ý tứ gì? Mặc dù ngươi là trưởng lão của gia tộc, nhưng ngươi từ khi nào đã có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu giá, còn huống chi, ngươi lại có thể dám chặn lại dược tài mà khách nhân muốn mua, ngươi đây là muốn cho phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ chúng ta mất mặt a? Mặt cười tràn ngập hàn ý, Nhã Phi căm tức hướng lão giả kia chụp mũ quy kết, hung hăng nói xuống tới. Tại đây, dưới không khí nặng nề có chút làm cho người ta khó có thể hít thở bị chụp mũ quy kết, lão giả tên là Lôi Âu kia, khuôn mặt cũng không khỏi có chút biến đổi, bất quá nháy mắt, hắn đã là cười lạnh nói, hắc, quan uy thật lớn a, Nhã Phi. Ngươi đừng nghĩ ngươi hôm nay đã là một trưởng lão chánh thức rồi, lúc nào chờ ngươi đem cái chữ giám sát trong giám sát trưởng lão kia bỏ đi, trở lại mới có thể cùng ta nói như thế. Bất quá ta nghĩ, ngươi có lẽ cũng không có cái loại cơ hội này, ngươi thân là giám sát trưởng lão của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ, nhưng lại tự tiện mang ngoại nhân tiến vào trọng địa gia tộc, hơn nữa còn tự tiện đã thương tộc nhân, vài loại vi phạm tộc quy này đã quá đủ rồi. Hội nghị nguyên lão viện tiếp theo mở ra thì ta sẽ trịnh trọng hướng về phía các đại trưởng lão khác đưa ra yêu cầu bãi miễn chức vị của ngươi. Sau khi đi vào qua cửa, ánh mắt Lôi Âu âm ngoan đảo qua trên người Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông. Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, vẫn chưa làm hắn quá mức chú ý, chỉ là huy chương nhị phẩm luyện dược sư trên ngực, cũng là khiến trong lòng hắn hơi chút kinh hãi. Với thân phận của hắn, tiếp xúc với nhị phẩm luyện dược sư, thật sự là nhiều lắm, cho nên đại bộ phận tầm mắt của hắn vẫn còn dừng lại trên thân thể Hải Ba Đông đang mặc không chút thay đổi kia, bất quá với nhãn lực của hắn, tự nhiên là không có khả năng nhìn ra nông sâu của Hải Ba Đông, lập tức trong lòng không biết đó là biến thành không sợ,
ngược lại ít đi vài phần kiên kỵ. Nếu nói đối phương là đấu linh hoặc là đấu vương cấp bậc, vậy hắn hẳn là có thể nhận thấy được một ít năng lượng ba động, mà bây giờ, trong cảm giác của Lôi Âu, quanh Than Hải Ba Đông quanh thân cũng là không có một chút dấu vết của năng lượng lưu chuyển, có hiện tượng như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân, thứ nhất là đối phương là một gã siêu việt đấu vương tức đấu hoàng cường giả, hai là thực lực đối phương thấp kém đến mức làm cho người ta khó có thể cảm ứng đấu khí tồn tại trong cơ thể. Đấu hoàng cường giả bên trong Gia Mã Đế Quốc, Lôi Âu mặc dù không có tư cách cùng bọn họ kết giao, bất quá cũng còn thấy qua mặt, đáng tiếc, mấy vị đấu hoàng cường giả, đều không phải Hải Ba Đông trước mặt kia, vậy, còn lại, dễ dàng đoán chỉ có một nguyên nhân cuối cùng. Lôi Âu trưởng lão, ngươi có lẽ là quên một ít quy củ tiềm ẩn của phòng đấu giá, có chút khách hàng lớn, là có tư cách tiến vào nơi này, còn chuyện của Lôi Lạc, vậy thuần túy là hắn tự tìm, trách không được người khác ra tay giáo huấn. Nhã Phi với âm thanh lạnh lùng nói, nha đầu mỏ nhọn này, khách hàng lớn. Hắc, hảo, ngươi tới cùng nói cho ta một chút, thân phận hai người này ra sao? Làm cho ta phán đoán một chút, bọn họ đến tột cùng có bao tuổi rồi, có hay không đạt tới tư cách theo như điều kiện ngươi nói. Lôi Âu biểu môi, lãnh thanh nói, nhân mạch của hắn, đang tại Gia Mã Thánh Thành, cũng là có chút không sai, một ít thế lực lớn nhỏ, về phần một ít thế lực bá chủ hùng phách phân tỉnh, thành thị ở ngoài Gia Mã Thánh Thành, hắn đồng dạng là nhận thức không ít, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người Tiêu Viêm. Nghe được lời này của Lôi Âu, Nhã Phi nghẹn lại, hắn chỉ biết là thân phận của Tiêu Viêm, bất quá một Tiêu gia, còn xa lắm không có khả năng khiến cho Lôi Âu ở trong gia tộc nổi danh kiêu ngạo này có điều kiên kỵ, mặt khác Hải Ba Đông, nàng cũng là không biết chi tiết chút nào. Nhìn Nhã Phi không có lời nói, trên khuôn mặt Lôi Âu hiện lên một vẻ đắc ý, âm trầm nói, xem ra chất nữ cũng là không rõ ràng lắm thân phận của người ta a, thế mà dám đem người xa lạ về trong trọng địa của gia tộc như vậy, xem ra ngươi thật là không thích hợp với chức vụ này. Bị Lôi Âu mỉa mai, trên mặt Nhã Phi nhất thời thoáng có chút hắng giọng đứng lên, cắn răng nói, ta không cùng ngươi cãi cọ, dược tài này, là bọn hắn đặt mua trước, hôm nay tiền cũng đã giao, ngươi lại nửa đường ngăn cản, nếu việc này truyền đi ra ngoài, tổn hại danh tiếng của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ, ta xem ngươi như thế nào hướng đại trưởng lão bọn họ ăn nói. Ba chữ đại trưởng lão lọc vào tai, sắc mặt Lôi Âu rõ ràng biến đổi, hiển nhiên tên này đối với hắn là cực kỳ có lực chấn nhiếp. Bất quá khi hắn nghiêng đầu nhìn đứa cháu bảo bối của mình sắc mặt tái nhợt, một cổ tức giận dâng lên, cười lạnh nói, dược tài này, sớm đã bị người đặt mua trước, ta chỉ bất quá là không muốn ngày sau người ta đến, ngươi không có tìm ra đồ vật để ăn nói mà thôi, ngươi. Ngươi thối lắm. Trên mặt giận dữ, bị hắn cưỡng từ đoạt lý, bàn tay Nhã Phi nện mạnh ở trên mặt bàn, dĩ nhiên là bị tức giận đến mức trực tiếp bạo tay, có người dự định mua đại lượng dược liệu như vậy. Ta như thế nào có thể không biết? Lôi Âu trưởng lão, ngươi làm việc như vậy, thật sự là có chút hạ thấp thân phận trưởng lão này của ngươi. Nhã Phi phẫn nộ nói, việc này ta nhất định đi gặp đại trưởng lão tự mình bẩm báo. Nói rồi, Nhã Phi đó là phẫn nộ đứng dậy, nhìn cử chỉ của nàng như vậy, Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, lôi kéo Nhã Phi, sau đó đem nàng lại trên ghế, vỗ vỗ đầu nàng, mỉm cười nói, việc này, rõ ràng là lý nói không thông, để cho ta tới đi, ngươi đừng làm loạn, lão gia này chính là đấu linh cường giả, ngươi có biến thái như thế nào, cũng tuyệt đối đánh không lại hắn. Cử động thang mật của Tiêu Viêm như vậy, làm mặt Nhã Phi có chút ửng đỏ hồng, có chút từ chối dãy dụa một chút, nhưng không có chút phản ứng nào, nhìn chầm chầm khuôn mặt thanh tú mỉm cười, nàng thoáng có chút lo lắng nói, ta đích xác sẽ không ra tay. Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười. Xoay người lại, nhìn Hải Ba Đông trên ghế, thản nhiên nói, Hải lão, giả tỷ là vì sự việc của ngươi mới biến thành như vậy, ngươi cũng dừng giả ngốc ngồi xem nữa, bây giờ nên làm cái gì, ngươi tự lo liệu đi. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Nhã Phi sau đó cũng là đình chỉ từ chối, ánh mắt nhìn chầm chầm vào lão nhân vẫn một mực thưởng ngoạn chén trà kia, nhớ tới trương tạp phiến tím bầm lúc trước, nàng cũng là chậm rãi bình tĩnh, yên lặng xuống. Đối diện, sau khi lời này của Tiêu Viêm ra khỏi miệng, Lôi Âu cũng là đem ánh mắt hướng về Hải Ba Đông, nhìn vẻ mặt đạm mạc của hắn, nhãn đồng hơi co lại, trong lòng thoáng có chút bất an, trầm thấp nói, các hạ, chậm rãi lắc đầu, Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đạm mạc giống như một khối hàng băng ngàn năm, tùy ý liếc qua Lôi Âu, chợt cúi đầu nhìn chén trà đã kết băng, trầm mặc một lát, nói, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, tên phế vật kia bây giờ còn sống không,
Thanh âm bình thản đạm mạc mạc kia, không thể nghi ngờ là một tiếng sấm sét, hung hăng vang lên mãnh liệt bên tai tất cả người đang ở trong phòng, ngoại trừ hai người Tiêu Viêm ra, tất cả bọn họ đều bị chấn kinh đến giống như tượng gỗ bình thường ngốc trệ hồi lâu. Trời ạ, hắn lại có thể nói đại trưởng lão như vậy. Đại trưởng lão chính là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc a, Tiêu Viêm đệ đệ, vị lão tiên sinh này, đến tột cùng là có thân phận gì a? Hé cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ra, Nhã Phi ngây ngốc nhìn chằm chằm Hải Ba Đông ngồi ở ghế kia, đại trưởng lão trong gia tộc được tôn kính như thần minh, tới trong miệng hắn, lại có thể là trực tiếp thành phế vật. Lời này nếu truyền tới trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc, sợ rằng sẽ trực tiếp khiến cho họ bạo nộ đi. Đối diện, Lôi Âu cùng với Lôi Lạc ở bên cạnh, đồng dạng nghe Hải Ba Đông nói câu này xong đều trợn mắt há hốc mồm lên, khóe miệng có chút co quắp, hiển nhiên, những lời này cho bọn hắn sự đã kích thật sự là quá lớn. Cô ngốc trệ hồi lâu, Lôi Âu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, yết hầu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, khi nói chuyện rõ ràng khách khí hơn rất nhiều. Các hạ, ngươi không đủ tư cách xưng hô với ta như vậy. Nhẹ nhàng quay về chén trà bị kết băng khẽ thổi một hơi, con mắt Hải Ba Đông chớp cũng không chớp, thản nhiên nói. Lời nói này có chút khắc bạc, khiến cho Lôi Âu sửng sốt, nét mặt già nua chợt nổi lên một trận nhăn nhúm. Từ sau khi trở thành trưởng lão nhiều năm qua như vậy, còn chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Trong một chung thời gian, dược tài lúc trước nữ hoa tử kia đã phân phó, phải xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta không ngại khiến cho Thước Đặc Nhĩ gia tộc ít đi một trưởng lão. Hải Ba Đông không để ý đến vậy sắc mặt cao có của Lôi Âu, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, đồng thời, không có cấp cho đối phương chút thể diện nào. Ngươi! Khẩu khí ngươi thật cũng quá lớn đi. Ngươi biết ông nội của ta là ai không? Nhìn Lôi Âu bị coi thường như thế. Lôi Lạc ở một bên chưa bao giờ gặp qua có người dám nói với ông nội mình như vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt dâng lên một vẻ tức giận, hơn nữa tức giận lúc trước Hải Ba Đông nói khiến hắn chấn động. Nhịn không được lên tiếng cười lạnh nói, Lôi Lạc vừa mới nói xong. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm đó là hiện lên một nét cười lạnh. Thấp giọng nói, không biết sống chết, trong tay chén trà vốn có chút di chuyển chậm rãi đình trệ, Hải Ba Đông ngẩng đầu. Ánh mắt băng hàn đâm vào sắc mặt một mảnh trắng bệch của Lôi Lạc, dưới sự nhìn chăm chú của mọi người, hắn vừa định ngang ngạnh tiếp tục nói chuyện. Nhưng là đột nhiên phát hiện, thân thể Hải Ba Đông thoáng có chút rung động, cẩn thận. Trong chớp mắt thân thể Hải Ba Đông rung động, con ngươi của Lôi Âu chợt co rụt lại. Một tiếng quát chói tai, thân thể hoành không nhanh chóng chắn ngang trước mặt Lôi Lạc, sau đó đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động. Mênh mông đấu khí, phá thể ra đem thân thể hắn bao phủ trong đó, lúc mà Lôi Âu vừa mới gọi đấu khí ra cũng là lúc, một đạo bóng trắng giống như trong nháy mắt di động đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Cổ tốc độ kinh khủng kia khiến cho con ngươi hắn hơi co lại. Bóng người đứng thẳng, bàn tay nhẹ phiêu uẩn hàm chứa kinh khí lạnh thấu xương như băng giá tùy ý vỗ tại trên ngực Lôi Âu vốn đang bắt đầu khởi động chân khí. Khách khách, nhìn như tùy ý vỗ nhẹ, nhưng là khiến cho sắc mặt Lôi Âu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, một nguồn máu tươi điên cuồng phúng ra, chợt đang ở giữa không trung, đó là bị ngưng tụ thành một khúc băng màu đỏ vang lên thanh thúy khi rơi xuống đất, kình lực hung mãnh, khiến cho thân thể Lôi Âu bắn ngược ra. Nhất thời, hắn cùng với Lôi Lạc đó là nặng nề nện ở trên vách tường, lập tức, hai người đều là phát ra một trận rên rỉ thống khổ. Mấy vị hộ vệ đi theo sau Lôi Âu kia, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn gần nhất chiêu như vậy, đó là khiến cho Lôi Âu trọng thương ngã xuống đất, bàn tay nắm vũ khí sợ hãi run rẩy trứ, dĩ nhiên là quên luôn cả chức trách hộ chủ của bọn họ. Ông nội, ngươi không sao chứ? Bởi vì có Lôi Âu chắn phòng hộ, cho nên Lôi Lạc bị thương cũng không tính là rất nghiêm trọng. Gian nan đứng dậy lại, nhìn thấy sắc mặt Lôi Âu lại có thể so với hắn còn muốn trắng bệch hơn, lập tức cuống quýt kêu lên, đấu. Đấu hoàng cường giả. Hàn khí trong cơ thể, lại có thể khiến cả tóc của Lôi Âu cũng đều là kết ra thành miếng băng mỏng, môi run run, hoảng sợ nhìn vậy Hải Ba Đông phía trước, kinh hãi nói, cường giả mà có thể khiến cho chính mình cả đến bóng người đều nhìn không rõ, một chiêu đánh trọng thương mình, trong lòng Lôi Âu rõ ràng, chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể làm được. Nghe mấy cái chữ này, cả người Lôi Lạc rung lên mãnh liệt một trận run rẩy dữ dội, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Hải Ba Đông, hắn không nghĩ tới, lão nhân mắt nhìn không dậy nổi này, lại có thể là một gã đấu hoàng cường giả. Thời gian một chung đã bắt đầu rồi, ta đã nói thì tuyệt đối sẽ không thu hồi, sau khi hết một chung, dược tài phải xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không,
cho dù là Thước Đặt Nhĩ Đằng Sơn tới, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Đạm Mạc liếc hai người, Hải Ba Đông chậm rãi nói, mau, mau, nhanh đi đem dược tài cho người ta đưa đến đây đi. Nghe vậy, trên mặt Lôi Âu hiện lên một vẻ sợ hãi, vội vàng quay về Lôi Lạc ở bên người giữ hét, vâng, vâng. Đồng dạng là bị dọa kinh hồn, Lôi Lạc vội vàng đứng dậy, sau đó liền cút nhanh thoát ra khỏi phòng, nhìn Lôi Âu chuyển trong nháy mắt đó là trở nên cực kỳ hòa thuận, Nhã Phi cười khổ lắc đầu, lão già này, còn thật sự là tên hèn nhát a. Ai, đấu hoàng cường giả, trời ơi, Tiêu Viêm này, lại có thể nhiên quen biết loại siêu cấp cường giả này, khó trách có gan tới đế đô. Trong lòng thở dài một hơi, Nhã Phi nhìn bóng lưng to lớn trước người kia, càng hiểu được, người này thật sự là càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu. Từ ghế ngồi đứng lên, Nhã Phi cung kính nhìn Hải Ba Đông, khiếp sợ nói, tiên sinh quen biết đại trưởng lão, tên phế vật đó, hắn còn chưa có chết à. Hải Ba Đông chậm rãi ngồi lại trên cái ghế, lại là xuất ra một câu khiến cho thân thể Lôi Âu đang nằm trên mặt đất dâng lên một trận co quắc. Lời nói bưu hãn này của Hải Ba Đông, đồng dạng là khiến cho Nhã Phi có chút xấu hổ, thấp giọng nói, đại trưởng lão hết thảy an hảo, không biết danh húy của lão tiên sinh là gì, nếu gặp phế vật kia, cùng hắn nói một tiếng đi, đã nói Hải Ba Đông ta còn chưa có chết, hắn tự nhiên sẽ biết. Hải Ba Đông thản nhiên nói, vâng. Nghe vậy, Nhã Phi chỉ đành cung kính đáp lời, hai tay giảo động, có chút có vẻ không biết làm sao, khóe mắt đột nhiên liếc qua tạp Fiennes mặt ngoài tím bầm, vội vàng cầm lấy, muốn đem trở lại, dựa theo quy củ của phòng đấu giá, đấu hoàng cường giả, cơ hồ có thể hưởng thụ đến một loại ưu đãi cực kỳ to lớn. Nhìn cử động của Nhã Phi, Tiêu Viêm mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng Hải Ba Đông, nói, là sao, Hải lão, người này, tiểu nữ hoa tử này cũng không phải tình nhân của ngươi, ngay cả điểm ấy cũng muốn thay nàng tính sao. Biểu môi, Hải Ba Đông bất đắc dĩ nói, lời này của Hải Ba Đông vừa ra khỏi miệng, mặt Nhã Phi có chút hồng nhuận một điểm, nắm tạp phiến tím bầm, chần chờ một chút, rồi gọi một vị thị nữ lại, phân phó nàng đem kim tệ trong trương tạp phiến lấy ra, chỉ bất quá, lúc gần đi, đã dặn dò, đem giá hạ đi một nửa, hắc, tiểu nữ hoa tử, ngược lại còn rất biết cách làm người a. Mặc dù thanh âm Nhã Phi phi thường nhỏ, bất quá vẫn như cũ bị Hải Ba Đông thu vào trong tai, lập tức lộ ra một điểm, hiển nhiên đối với cử chỉ này của nàng hơi có chút hảo cảm. Tiêu Viêm cười cười, quay đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Nhã Phi đang chầm chầm nhìn chính mình, đột nhiên hỏi, được rồi, ngươi có thể ra giúp ta, tại trong phòng đấu giá này, có vật gì có thể hồi phục linh hồn lực lượng hay không, hồi phục linh hồn lực lượng. Nghe vậy, Nhã Phi ngừng lại, chợt nhíu mày nói, loại đồ vật này, tuyệt đối là kỳ vật a, để ta tra xem. Nói rồi, nàng xoay người tiến đến một chỗ sau giá sách, sau đó tìm kiếm chỉ trong chốc lát, cuối cùng ôm một bộ nhiều quyển sách rồi đi ra, cẩn thận tra xét một hồi, lắc đầu, tiếc nuối nói, xin lỗi, có thể khôi phục linh hồn lực lượng đó, thật sự là quá mức hiếm thấy, ta tra qua khố tồn phòng đấu giá chúng ta trong một năm nay, cũng không có thu tập được cái loại bảo vật này. Trên khuôn mặt hiện lên một vẻ thất vọng, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, vẻ mặt có chút ưu sầu ngồi lại trên cái ghế. Nhìn bộ dáng thất vọng như vậy của Tiêu Viêm, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đúng lúc sắp hết chung cũng là lúc, cửa chợt mở, cái bóng dáng thảm thương của Lôi Lạc mới vọt tiến đến, liền đem đồ vật trong lòng mấy người kia, là cái hộp ngọc cẩn thận đặt ở trên mặt bàn, run rẩy nói, đại nhân, tất cả dược tài ngài muốn, đều ở chỗ này, không có một chút hư hao. Nhìn hộp ngọc này, trên khuôn mặt Hải Ba Đông xẹt qua một tia hỉ ý, cẩn thận mở ra, sau đó tiếu mị cười đưa cho Tiêu Viêm, vội vàng nói, kiểm tra một chút, nhìn xem có đúng loại dược tài này hay không, đánh giá cẩn thận một phen, sau đó dưới ánh mắt nhìn kỹ khiếp đảm kinh hãi của hai tên Lôi Âu Lôi Lạc, có chút gật đầu, ân, không thành vấn đề, dược tài bảo tồn rất tốt, niên phân cũng rất sung túc, vậy là tốt rồi. Nghe được Tiêu Viêm xác nhận, Hải Ba Đông thở dài một hơi, xoay người quay về Lôi Âu, âm thanh lạnh lùng nói, cút đi, mặt khác, ta xem nữ hoa tử thấy rất thuận mắt, trở về cùng Thước Đặt Nhĩ Đằng Sơn phế vật kia nói một tiếng, một chữ đầu trong kiểm sát trưởng lão, có thể bỏ đi được rồi. Nghe vậy, khóe miệng Lôi Âu hiện lên một trận co quắp, cúi đầu, sau đó cùng Lôi Lạc chật vật chạy trốn đi ra ngoài, đồ vật tới tay rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đem hộp ngọc thu hảo, Hải Ba Đông cười nói, Tiêu Viêm có chút gật đầu, vừa muốn cùng Nhã Phi nói lời từ biệt, một gã thị nữ bước nhanh đi đến, quay về Nhã Phi cung kính nói,
Nhã Phi tiểu thư, Nạp Lan tiểu thư có việc muốn gặp người. Nạp Lan. Nạp Lan Yên Nhiên. Hai chữ này cơ hồ thuộc về cấm từ trong Long Tiêu Viêm, khiến hắn có chút sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt hắc ám xuống. Nghe thị nữ thông báo, Nhã Phi cũng là có chút sửng sốt, chợt quay đầu nhìn sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt âm trầm xuống tới, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng dò hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên, đúng vậy. Thị nữ cung kính trả lời, nàng tìm ta có chuyện gì? Nhã Phi hơi nhíu mày nhẹ giọng nỉ non, thở dài một hơi, nhìn về phía Tiêu Viêm, áy náy nói, xin lỗi, đi thôi, đây là công tác của ngươi, ta không có khả năng trách ngươi. Cười cười, vẻ âm trầm trên khuôn mặt Tiêu Viêm tán đi một ít, xua tay nói, ngươi có lẽ hiện tại cũng không muốn cùng nàng gặp mặt, vậy trước tiên ở nơi này chờ một chút, làm cho ta hỏi rõ ràng nàng đến có chuyện gì, rồi đem các ngươi đi ra ngoài. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi tại trên người Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông lạnh nhạt không nói gì kia đảo qua, thử dò xét nói, cũng tốt. Thoáng trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm có chút gật đầu, hiện tại hắn còn thật là không nghĩ cùng người phụ nữ kia gặp mặt quá sớm, cho nên nhát thời cũng không cự tuyệt đề nghị của Nhã Phi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Nhã Phi thở dài một hơi, nói nhỏ bên tai thị nữ, làm cho nàng biết phải chiếu cố hai người sau đó, rồi bước nhanh đi ra khỏi phòng. Ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên có chút mâu thuẫn. Nhìn bóng lưng biến mất tại phía sau cửa, Hải Ba Đông bưng chén trà đã biến thành băng kia lên, thoáng có chút kinh ngạc nói, u. Tiêu Viêm gật đầu, chậm rãi ngồi ở ghế, sắc mặt cũng không đẹp mắt cho lắm, chẳng lẽ ngươi lần này lên Vân Lam Tông, đó là cùng nàng có liên quan. Liếc thấy sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút khó coi, Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, lần này Tiêu Viêm không có trả lời, bình tĩnh hớp nước trà. Trong con ngươi híp lại, ánh mắt sắc nhọn thoáng lóe ra, nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, đã biết chút ít đáp án Hải Ba Đông cũng không tiếp tục hỏi tới nữa, chậm rãi lắc đầu, xem ra Tiêu Viêm cố ý muốn lên Vân Lam Tông. Hắn là có chút rõ ràng, bất quá sự tình vẫn như cũ làm cho hắn có chút mê hoặc. Người phụ nữ tên là Nạp Lan Yên Nhiên kia, đối với Tiêu Viêm đến tột cùng làm cái gì lại có thể khiến tên có định lực bất phàm như hắn. Thậm chí tình nguyện cùng loại đại quái vật như Vân Lam Tông này sinh ra quan hệ bất hòa. Rõ ràng tại Gia Mã Đế Quốc cùng Vân Lam Tông bất hòa dĩ nhiên vốn là chuyện rất ngu xuẩn. Ồ, được rồi. Ngươi tìm kiếm đồ vật hồi phục linh hồn lực lượng để làm cái gì? Linh hồn bị thương. Không có ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hải Ba Đông đột nhiên nhớ tới vật phẩm Tiêu Viêm lúc trước muốn mua, lập tức có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Lông mày nhọn khe khẽ chớp động rất nhỏ như quyết định lựa chọn cái gì đó, Tiêu Viêm chậm rãi hớp nước trà, trong lòng lại cấp tốc chuyển động một lát sau, bình tĩnh nói, lần trước sau khi Phật Nộ Hỏa Liên xuất ra để lại di chứng, ồ, đồ vật kia quá kinh khủng. Có điểm di chứng về sau chính thật ra cũng là chuyện trong dự đoán. Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Hải Ba Đông không có chút nào hoài nghi, dù sao uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên kia. Thật sự là có chút quá kinh khủng. Ánh mắt tại Tiêu Viêm bên cạnh quét tảo, khẽ cau mày, nói, nghiêm trọng không, cố gắng làm cho được mình như giống như với ngày thường. Tiêu Viêm nghiêng mắt nhìn Hải Ba Đông một cái. Nói, không phải là rất nghiêm trọng. Bất quá cũng không phải là thương thế bình thường, bởi vậy ta mới muốn tìm kiếm kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng. Nếu tìm được thì đối với ta rất nhanh khôi phục, nghe được câu trả lời này của Tiêu Viêm thoáng có chút mơ hồ. Hải Ba Đông nhướng mày. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú nhìn không ra bất cứ tâm tình khác kia. Môi có chút mấp máy một chút, bất quá chính là không nói ra cái gì nữa, có chút gật đầu. Rồi là cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà, trầm mặt xuống tới, nhờ mặt nước của chén trà phản xạ, Tiêu Viêm rõ ràng nhìn thấy phản ứng của Hải Ba Đông, bàn tay nắm chặt chén trà kia có chút thư giãn, chậm rãi nhấp một miệng trà, thấm ướt yết hầu có chút khô khốc, thở ra một hơi thật dài. Trong phòng, theo hai người trầm mặt, hào khí từ từ yên tĩnh xuống tới, thị nữ canh giữ ở một bên kia, cũng là nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng quấy rầy, ngay cả khi cấp cho hai người đổi lại trà, đều là cực kỳ cẩn thận, không dám làm ra nửa điểm tiếng vang. Hào khí an tĩnh giằng co chừng gần nửa giờ, một trận tiếng bước chân dồn dập mà thanh thúy, từ ngoài cửa vang lên, chợt dáng người yểu điệu của Nhã Phi, cũng là xuất hiện ở tại trong tầm mắt của hai người, nàng đi rồi. Chén trà cầm trong tay chậm rãi đặt xuống. Tiêu Viêm thuận miệng hỏi, từ đi vào phòng, Nhã Phi đối với Hải Ba Đông vẫn bưng chén trà kia cung kính gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển tại trên mặt bàn, một lát sau,
mới tại trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, cười nói, Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi thật sự rất muốn cái loại kỳ bảo có thể khôi phục linh hồn lực lượng sao? Ừ, rất muốn. Trong lòng nhảy lên, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhã Phi, nhẹ giọng nói, trong phòng đấu giá có ư, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta có thể nỗ lực cho giá cả các ngươi hài lòng. Kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng, cực kỳ hiếm thấy, quanh quẩn phòng đấu giá thước đặc nhĩ chúng ta đây với lượng trao đổi dù khổng lồ, cũng là cực nhỏ thu thập được cái loại vật phẩm này. Nhã Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy ý tứ của ngươi là? Tiêu Viêm khẽ cau mày, nói, phòng đấu giá thước đặc nhĩ chúng ta, đích xác không có cái loại kỳ vật có thể khôi phục linh hồn lực lượng này, bất quá, theo ta được biết, một gia tộc trong gia mã Thánh Thành, có được một gốc cây thực vật kỳ dị tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, loại rễ cây của thực vật này, có thể đề luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ huyền ảo, mà loại vật chất này, đó là dược vật hồi phục linh hồn lực lượng tốt nhất. Nhã Phi cười khổ nói, ồ, thật sự. Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt nảy lên một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, vội vàng nói, gia tộc nào thế? Trên mặt Nhã Phi hiện lên một vẻ cười khổ, bộ dáng ấp a ấp úng nhìn qua có chút chần chờ. Nghi hoặc nhìn thấy vẻ mặt Nhã Phi như vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt làm như nhớ tới cái gì, lập tức sắc mặt từ từ âm trầm, nói, ngươi sẽ không nói chính là Nạp Lan gia tộc đó chứ? Ừm, đích thật là bọn họ. Nhã Phi bất đắc dĩ gật đầu, cái loại bảo bối này, sợ rằng cho dù người nào đều phải hảo hảo cất kỹ, kể cả bỏ đi duyên cờ ta đối với bọn họ chán ghét, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nạp Lan gia tộc lại đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên kia bán ra cho ta sao? Tiêu Viêm xoa cái trán, thấp giọng nói, chẳng lẽ phải làm cho ta mạnh mẽ cướp đoạt? Bất quá, nếu thật sự là nói bất đắc dĩ, người nào cho phép ngươi cướp đoạt? Nạp Lan gia tộc chính là cùng thước đặc nhĩ gia tộc chúng ta nổi danh là một trong tam đại gia tộc đấy, hơn nữa Nạp Lan gia tộc thật là mấy người tốt, đều là tại quân đội của đế quốc có địa vị rất cao, nói về khoảng trình độ phòng vệ xâm nghiêm, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với thước đặc nhĩ gia tộc chúng ta. Tuy nói ngươi có Hải Ba Đông lão tiên sinh tương trợ, có thể tưởng tượng phải từ trong sự phòng ngự của Nạp Lan gia tộc kia, thuận lợi đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên bắt được tới tay, cũng sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng không còn chút máu của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi sẵn giọng, nếu là cuối cùng một cái không tốt, bọn họ làm thành cá chết trong lưới, đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên làm hỏng, vậy ngươi không phải làm không công sao? Ta lại muốn được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên hoàn hảo. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Viêm khẽ cau mày, nói, lão gia chủ của Nạp Lan gia tộc tại mấy năm trước, từng cùng một đầu ngũ giai ma thú tên là Lạc Thiết Độc Ấn Mãn Kịch Độc vô cùng chiến đấu qua. Mặc dù cuối cùng đem nó đánh chết, bất quá cũng bất hạnh bị một cắn sau lưng đem một loại độc tố kinh hồn tán đảm, lạc độc, tập trung vào trong cơ thể. Ngươi tinh thông luyện dược, nói vậy hẳn là biết sự lợi hại của loại độc tố này. Tại trong ghi chép ghi lại, cũng có không ít lục giai ma thú bị Lạc Thiết Độc Ấn Mãn vượt cấp độc chết, nếu không phải bởi vì số lượng thật sự là rất thưa thớt không cần nói đến, sợ rằng trên đại lục rất nhiều cương giả đều đã ở dưới loại độc tố này, hoảng sợ biến sắc. Nhã Phi cười cười, chính là đột nhiên lên tiếng về chuyện cùng Thất Huyễn Thanh Linh Tiên không hề liên quan đến, loại vật kia, đích xác rất độc. Bất quá cái này tự hồ cùng Thất Huyễn Thanh Linh Tiên không có quan hệ quá lớn a. Nghe được tên của Lạc Thiết Độc Ấn Mãn, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng là có chút biến đổi, chợt phe phẩy đầu nói, ngươi hãy nghe ta nói hết đã được không? Liếc mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Viêm một cái, Nhã Phi tiếp tục nói, mấy năm nay nhờ đấu khí mạnh mẽ, Nạp Lan lão gia tử mặc dù vẫn có thể áp chế độc tố, bất quá theo tuổi ngày càng tăng, độc tố bắn ngược lại càng là càng ngày mạnh mẽ. Tại nửa tháng trước, lạc độc vẫn ẩn núp tại trong cơ thể rốt cục thì hoàn toàn bộc phát, mà ở dưới loại bộc phát này, Nạp Lan lão gia tử có thực lực tại đấu vương cấp bậc, cũng là hoàn toàn ngã xuống. Hiện tại, cả Nạp Lan gia tộc đều là loạn thành một đoàn, chung quanh tìm kiếm luyện dược sư ra tay cứu viện, tìm kiếm luyện dược sư. Lấy quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên, không phải có thể trực tiếp mời Đan Vương Cổ Hà tới đây sao? Lấy luyện đan thuật của hắn, còn có cái độc gì không thể hóa giải? Tiêu Viêm thản nhiên nói, đã mời, nhưng ngay cả Cổ Hà cũng không có biện pháp thanh trừ lạc độc, cái loại độc tố này nhân tiện giống như tên của nó một bực như nhau, ẩn thật sâu tại trong kinh mạch thậm chí cốt tủy của ngươi, bất cứ đan dược gì, cũng khó có thể đem nó thanh trừ. Lắc đầu, Nhã Phi cười khổ nói, ngay cả Cổ Hà cũng không có biện pháp. Nghe vậy,
Tiêu Viêm nhất thời kinh dị nói, ừ, gật đầu, Nhã Phi trầm ngâm nói, bất quá mặc dù Cổ Hà không thanh trừ được độc tố, nhưng lại nói có một biện pháp, đó là khống chế ngọn lửa đi vào thân thể của Nạp Lan lão gia tử sau đó dùng nhiệt độ cao, đem lạc độc trong đó bài trừ, đáng tiếc, việc này có một cái điều kiện tiên quyết trọng yếu đó là ngọn lửa phải là dị hỏa, cho nên hiện tại, Nạp Lan gia tộc cũng là ra giá tiền cực cao, khắp nơi chiêu dụ luyện dược sư có được dị hỏa, bất quá đáng tiếc, không có bất cứ thu hoạch gì, cho dù là bọn hắn đã mở ra phần thưởng khổng lồ làm cho dù là chúng ta Thước Đặc Nhĩ gia tộc cũng phải đỏ mắt, được rồi, tại trong phần thưởng khổng lồ đại giới đó, đó là có gốc thất huyễn thanh linh tiên kia. Nhã Phi than thở, ai có thể đem Nạp Lan lão gia tử chữa cho tốt, liền có thể có được gốc thất huyễn thanh linh tiên kia, gần đây đã có rất nhiều luyện dược sư đi thử, đáng tiếc, đều thất bại không có ngoại lệ, lúc trước Nạp Lan yên nhiên tìm ta, đó là muốn cho phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ chúng ta hỗ trợ tuyên truyền một chút, xem một chút có thể tìm kiếm được luyện dược sư có dị hỏa hay không, có lẽ, ngươi có thể đi thử một chút, dù sao chuyện lúc đầu của ngươi, cùng Nạp Lan lão gia tử cũng không có quan hệ quá lớn, thậm chí ở phía sau, còn lại là nổi giận đem Nạp Lan yên nhiên đuổi ra khỏi cửa vài lần, mặc dù cái này cũng không phải mãi mãi. Nhã Phi dừng ở Tiêu Viêm, nói, nghe vậy, Tiêu Viêm chau mày, ngón tay chậm rãi đánh gõ trên mặt bàn, trầm mặc không nói, nhìn Tiêu Viêm đang lâm vào trầm tư bàn tay chậm rãi gõ nhịp trên mặt bàn, Nhã Phi cũng thoáng có chút khẩn trương. Nạp Lan lão gia tử là người đứng đầu Nạp Lan gia tộc, tại mấy năm nay khi hắn nắm quyền thì quan hệ với Thước Đặc gia tộc có chút tốt đẹp, một khi lão chết đi sợ rằng sự hợp tác với Thước Đặc gia tộc sẽ lâm vào ngưng trệ. Loại tổn thất này chắc chắn là không nhỏ, đương nhiên, Nhã Phi tự nhiên không có khả năng mong đợi năng lực Tiêu Viêm có thể khu trục độc tố trong cơ thể Nạp Lan lão gia tử. Tuy nói hôm nay trải qua lịch lãm Tiêu Viêm đã khác xưa, nhưng dị hỏa hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Nhã Phi không cho rằng Tiêu Viêm có thể nắm trong tay. Hắn như thế để xem phản ứng của Tiêu Viêm, hoặc là muốn ngầm mời vị thần bí sư phụ kia của Tiêu Viêm ra tay. Đã kiến thức qua người kia lúc trước tại Ô Thản Thành hiển lộ ra một chút khủng bố thực lực. Nhã Phi càng cảm giác được người kia thần bí và sâu không lường được. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, Nạp Lan lão gia tử tuy còn chút hơi tàn, nói không chừng có thể cứu trở về, mặc dù ta chưa từng thử qua, nhưng theo biện pháp kia của Cổ Hà. Ta nghĩ hẳn là sự tình rất nguy hiểm, đưa dị hỏa tiến vào cơ thể người khác, chỉ cần dược sư khiển lửa có chút sát ý hay sơ sẩy có lẽ Nạp Lan lão gia kia chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Như vậy, ngươi còn đề nghị ta đi thử, phải biết rằng ta cũng không nắm chắc với tình huống giữa chính mình với Nạp Lan yên nhiên, còn có thể kiềm chế được tâm tình của mình. Tiêu Viêm rốt cuộc chậm rãi nói, Nhã Phi cười khổ gật đầu, nói, đây đích thật là việc nguy hiểm, bất quá Nạp Lan gia tộc cũng không có biện pháp. Nạp Lan lão gia tử có lẽ không xong rồi, ngươi là muốn đi thử xem. Dừng lại trên người Tiêu Viêm, con mắt Nhã Phi thoáng vui mừng, chỉ cần Tiêu Viêm đáp ứng, như vậy vị thần bí lão sư kia cho dù không ra mặt chữa trị chí ít cũng sẽ âm thầm chỉ điểm cho đồ đệ. Việc chữa khỏi cho Nạp Lan lão gia tử cơ hội sẽ lớn hơn nhiều, ta cần phải có nhánh thất huyễn thanh linh tiên kia. Tiêu Viêm chép miệng. Một lát sau khẽ cau mày nhẹ giọng nói, chẳng qua, ngươi ở đây có cái đạo cụ nào có thể thay đổi dung mạo. Ngươi biết ta cùng với Nạp Lan gia tộc có chút không ổn, nếu để cho bọn họ nhận ra thân phận. Chỉ sợ là không có khả năng cho ta làm cái việc cực kỳ nguy hiểm như khu độc với Nạp Lan lão gia tử. Ai, thật sự là phiền toái, nhìn Tiêu Viêm cau mày có vẻ không thể kiên nhẫn, Nhã Phi suy nghĩ rất nhanh, sau đó gật gật đầu, cười nói, đặc thù đạo cụ thay đổi dung mạo tuy hiếm thấy nhưng trường đấu giá chúng ta còn có tồn trữ một cái. Nói xong, phất phất tay vẫy thị nữ, nói nhỏ mấy câu vào tai, nghe được Nhã Phi phân phó, thị nữ cung kính gật đầu cấp tốc đẩy cửa đi ra ngoài. Sau vài phút tay cầm một cái hộp gỗ tinh xảo vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Tiếp nhận hộp gỗ, Tiêu Viêm chậm rãi mở ra, nhất thời lộ ra bên trong đồ vật tựa như da mặt người. Trong thoáng vài phần kỳ dị, ngón tay Tiêu Viêm cẩn thận cầm nó đặt nhẹ lên lòng bàn tay. Một mảnh lạnh cống, bạc như cánh ve, như là không có. Đây là một loại dùng băng tầm ti của băng sơn tuyết tầm chế thành. Trải qua cao cấp tượng nhân cẩn thận điêu khắc tạo hình, tấm da mặt này đã được ướm tác theo bộ mặt người, chỉ cần bao trùm lên mặt là có thể che giấu dung mạo trước kia. Nhã Phi mỉm cười nói tiếp, cái da mặt băng tầm này, ở phòng đấu giá Thước Đặc chúng ta là hàng cao cấp.
Nếu đem đấu giá tuyệt đối giá không dưới 30 vạn, lần này, miễn phí tặng cho ngươi, ngươi cũng đừng vội vàng cự tuyệt. Nếu ngươi có thể chữa cho tốt cho Nạp Lan lão gia tử, thức đặt phòng đấu giá chúng ta cũng đạt được chỗ tốt, hơn xa so với 30 vạn, coi như là chúng ta ngầm đầu tư vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, rồi gật gật đầu không có miệng cự tuyệt. Ngẩng đầu lên, bàn tay mở ra da mặt băng tằm. Sau đó nhẹ nhàng áp dán lên trên mặt, ngay tức khắc một cổ cảm giác lạnh lẽo chậm rãi chạy từ trên mặt truyền vào cơ thể. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm giác được chính mình ngũ quan lúc này có chút nhích động, đứng ở một bên, Nhã Phi nhìn khuôn mặt kia dần trở nên bình thường. Hé miệng cười khẽ lấy ra một gương thủy tinh đặt trước mặt Tiêu Viêm, cười nói, hiệu quả cũng không tệ lắm chứ. Mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt trong gương cùng trước kia gần như là hai người khác hẳn. Khẽ sửng sốt mang theo vài phần kỳ dị, vừa lòng gật đầu. Tuy nói cường giả có thể cảm nhận được khí tức đối phương, chẳng qua ngươi rất ít tiếp xúc với người Nạp Lan gia tộc. Năm đó Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng từ biệt, ba năm sau hẳn cũng không thể nhận ra khí tức của ngươi, cho nên, có da mặt băng tầm này chỉ cần không bị đối phương cẩn thận dò xét, chắc chắn khó mà phát hiện ngươi ngụy trang. Nhã Phi cười cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, bàn tay chậm chậm sờ sờ lớp da băng tầm trên khuôn mặt. Sau một lúc lâu, miễn cưỡng nói, ta thử đến xem sao đã, nếu có thể đem độc tố khu trừ thì thuận tiện, nhưng ta cũng nói rồi, đây là sự tình cực kỳ nguy hiểm, nếu có thời điểm nào đó, ta tâm tình không thuận, bàn tay run lên đem lão gia hỏa kia đốt thành tro tàn, ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì a. Nghe được câu cuối cùng, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta giúp ngươi viết một phong thơ tiến cử. Có nó, khi ngươi tới Nạp Lan gia tộc cũng giảm bớt vài phần thẩm tra gay gắt, ân, phiền toái. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, xoay người lại mặt bàn, rút ra một trang giấy tinh xảo. Bàn tay Nhã Phi cầm ngọn bút, thân thể mê mại không người ép chặt thành đường cong mê người, mặt cười chăm chú tà tà viết lên trang giấy. Sau một lúc lâu, thoải mái thở ra một hơi, cầm phong thư tiến cử đưa cho Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Viêm đệ đệ, đừng để cho tỷ tỷ mất mặt nha, đây là lần đầu tiên ta tiến cử người đó, cứ hy vọng đi. Tiêu Viêm ậm ừ cười cười tiếp nhận phong thư, đáp lời Nhã Phi, phiền toái ngươi rồi, kế tiếp sự tình giao cho ta đi, ân. Phòng đấu giá nhiều người nhiều mắt, vì giữ thân phận bí mật cho ngươi ta không tiễn ngươi đi ra, nếu cần hỗ trợ cái gì, cứ đến thước đặt phòng đấu giá tìm ta, ta sẽ hỗ trợ toàn lực. Nhã Phi mỉm cười nói, cười cười gật đầu, Tiêu Viêm không chần chừ, vừa giơ giơ tay chào vừa quay người bước ra ngoài cửa, tiểu nữ hoa tử. Nếu tên phế tài thước đặt Nhĩ Đằng Sơn hỏi đến ta, người nói chờ ta có thời gian sẽ đi gặp hắn. Hỏi phải khiến hắn như người điên tìm tông tích ta khắp nơi, uể oải đứng dậy, Hải Ba Đông liếc mắt qua Nhã Phi nhàn nhạt nói, vâng. Lão tiên sinh. Nghe vậy, Nhã Phi sửng sốt. Chợt cười khổ gật đầu. Không biết đối phương cùng đại trưởng lão đến tột cùng có quan hệ gì, nàng cũng chỉ có thể nhận lời mà thôi. Nhìn hai bóng dáng biến mất sau cửa, Nhã Phi trầm ngâm một chút. Sau đó tại cánh cửa khác đi ra ngoài, một gã đấu hoàng xuất hiện tại đặt thước phòng đấu giá, loại này đại sự. Phải báo cáo lại cho nội bộ gia tộc. Đương nhiên, trong bản báo cáo tên Lôi Âu gia tôn tự nhiên là không thể thiếu, phải yêu cầu trách cứ một phen. Tại cửa thước đặt phòng đấu giá, Tiêu Viêm đứng ở ngã tư đường nhìn dòng người đi qua đi lại chậm rãi thở ta một hơi. Ngẩng đầu nhìn vị trí trung tâm thành, nơi đây là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, trú địa của Nạp Lan gia tộc. Đi thôi, hai tay thu vào trong tay áo, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Sắc mặt bình tĩnh hướng tới tòa nhà gia tộc khổng lồ trước kia có thể là nhà hắn, chậm rãi bước vào, tọa lạc tại Gia Mã Đế Quốc cùng phụ cận biên cảnh hai đại đế quốc. Học viện thanh danh chấn động từ xưa, lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi này, tản ra tang thương cùng phong cách cổ xưa, tuy vẻ bề ngoài học viện không đến nỗi chấn nhiếp kẻ khác kinh sợ, nhưng thanh danh cùng với thực lực hùng hậu của nó, cho dù là tam đại đế quốc kia cũng phải nhượng ba phần, không dám có chút bất kính. Trong học viện từ xưa đến nay hội tụ đệ tử từ bốn phương tám hướng. Những người này tại gia tộc được cho là thiên phú. Người thường trong miệng gọi là thiên tài, nhưng thiên tài ở trong cái nơi chứa chấp thiên tài. Cho nên ở gia tộc có thể ngạo thị thiên phú, đến nơi may ra miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi. Tại thời gian nhận tân sinh, trong lễ nhập học, vị lão nhân nhìn qua có vẻ mệt mỏi ngái ngủ giống như lão nhân sắp tiến vào quan tài kia, có nói chỉ ngắn ngủn hai câu, mặc kệ các ngươi trước kia là thân phận gì,
tới nơi này các ngươi cũng chỉ là học viên của già nam học viện, thân phận toàn bộ giống nhau, trong học viện đánh nhau hay quyết đấu, chỉ cần không tai nạn chết người, ta sẽ không quan tâm. Nhưng là ai dám mượn lực lượng gia tộc đến đây trả thù, đến bao nhiêu già nam học viện thu bấy nhiêu. Lão nhân kia đột nhiên thấu phát khí thế, chỉ nhắn ngủn mấy câu nói đã khắc sâu vào trong tâm các đệ tử. Nơi này, là rồng, ngươi phải cuồng, là hổ, ngươi phải nằm, trên ngọn núi hẻo lánh, vắng vẻ của học viện. Vách núi dốc đen xì, thân ảnh thiếu nữ quần áo xanh nhạt, ưu nhã đứng đó, nghênh đón từng cơn gió nhẹ, một mảng sợi tóc đen tuyền buông xuống, theo chiều gió chậm rãi phất phới. Hình dáng của thiếu nữ ẩn ẩn lộ ra đường cong hoàng mỹ, thiếu nữ con mắt xa xăm nhìn hướng đông bầu trời, trầm mặc không nói. Giống như một đóa hoa sen không nhiễm bụi trần, trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, làm lòng người có cảm giác kỳ dị như được cuột rửa, ra đi. Theo thanh âm thiếu nữ, một thân ảnh xanh biếc quỷ dị từ phía sau một cây đại thụ bước ra. Cung kính nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía hắn, quỳ gối xuống nói, tiểu thư. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra một bên mặt như ngọc tinh xảo tuyệt luân. Rõ ràng là Huân Nhi đang ở già nam học viện, tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia đã quay lại Gia Mã Đế Đô, phía trên vách núi xanh ngát cây lá. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú lục sắc nhân ảnh đang quỳ gối. Sau một lúc lâu trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên một chút dịu dàng, mỉm cười nhẹ giọng nói, đã hơn một năm rồi. Tiêu Viêm ca ca rốt cục đã đi tới đó à? Nhìn vẻ mặt xinh đẹp dịu dàng của thiếu nữ. Lục sắc nhân ảnh sáng suốt duy trì trầm lặng. Đợi đến sau một lúc lâu, tầm mắt người trước mặt lần thứ hai tập trung nhìn lại, hắn mới chậm rãi đem đại khái khoảng thời gian lịch lãm của Tiêu Viêm kể ra, đứng ở bên bờ vách núi. Huân Nhi lặng lặng nghe từ miệng bóng người kể lại từng chuyện kinh tâm động phách, nghe đến đoạn hắn cùng hai gã đấu hoàng cường giả chiến đấu rồi bị thương nặng, trong con ngươi thu thủy dịu dàng. Chợt xẹt qua một ít yêu thương cùng kinh ngạc, xà linh giả lục mang. Bát dực hắc xà hoàng. Thiên xà phủ địa nhân. Mấy năm nay. Thật đúng là càng ngày càng bá đạo, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ kẹp lấy từ phía trên đỉnh đầu hạ xuống một phiến lá cây, Huân Nhi bình thản nói. Không giấu được có chút ba động trong giọng nói, ẩn chứa một tia lạnh ý, mặc kệ lục mang hai người kia rốt cuộc là bởi vì sao mà động thủ. Nhưng bọn họ thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Viêm trọng thương mà chết. Đây là sự thật, sự tình này. Ngày sau sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nhưng mà, chỉ là vị đấu hoàng cường giả đi theo bên cạnh Tiêu Viêm ca ca. Chi tiết có biết rõ không, chiếc lá cây màu xanh biếc trôi nổi ở lòng bàn tay Huân Nhi. Chậm rãi quay cuồng. Khi thì đảo theo gió, khi thì uốn khúc, nàng khẽ liếc mắt về bóng người quỳ dưới đất. Cao mày nói. Đã điều tra, người nọ tên là Hải Ba Đông, từng là trong thập đại cường giả của Gia Mã Quốc, được gọi là Băng Hoàng. Thực lực ở đấu hoàng cấp bậc, tinh thông băng hệ đấu khí, với lại dường như với thước đặc nhĩ gia tộc có nguồn gốc sâu xa, vài chục năm trước tại đại sa mạc tháp qua nhĩ bị Mỹ đổ toa nữ vương phong ấn. Sau đó ẩn cư ở Mạc Thành, cho đến khi Tiêu Viêm thiếu gia đến khoảng thời gian trước, mới giúp hắn phá giải phong ấn. Sau đó luôn luôn đi theo ở bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia. Động cơ, còn chưa rõ ràng, lục sắc nhân ảnh cung kính nói, động cơ không rõ, mày liễu khẽ nhăn. Thiếu nữ giống như có chút không hài lòng việc trả lời lấy lệ như vậy. Mặc kệ bất luận người kia có ý nghĩ thế nào vẫn làm trong lòng nàng có chút khẩn trương, nàng như lập tức tưởng tượng ra cảnh một con hồ ly đang bảo hộ con bê non. Cực kỳ mẫn cảm khủng hoảng dâng lên, nàng không để cho một nguy hiểm lớn như vậy. Giống như một khối bom ẩn núp ở bên người Tiêu Viêm. Xin lỗi tiểu thư, ngài cũng biết ở trong cơ thể Tiêu Viêm thiếu gia có một linh hồn thần bí cường giả. Đến nay chúng ta không có bất luận tình báo gì, nhưng hắn dường như lại là đối với chúng ta hiểu rất rõ. Trong khoảng thời gian lăng sư đi theo Tiêu Viêm thiếu gia, mặc dù ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ, nhưng dựa theo tin tức lăng sư truyền lại, lúc ở trong tối bảo vệ Tiêu Viêm thiếu gia, vị thần bí cường giả kia hình như đã phát hiện tung tích của hắn. Chỉ là đối phương không có động tĩnh gì mà thôi, nghĩ ra, nhất định là nhìn ra dụng ý của lăng sư. Lục sắc nhân ảnh cười khổ nói, ngay cả tung tích của lăng sư cũng bị người nọ phát hiện. Huân Nhi đôi mắt sáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, người nọ rốt cuộc thân phận ra sao?
lại có thể ngay cả lăng sư. Ôi, nếu không phải Tiêu Viêm ca ca chán ghét người khác điều tra hắn, nhất định phải đem thân phận thần bí nhân kia làm cho rõ ràng. Có thể có thực lực như vậy, nói vậy trước kia cũng không phải hạng người vô danh, mặc dù thần bí nhân kia phát hiện tung tích lăng sư. Nhưng mà, may mắn hắn vẫn chưa đem việc này báo cho Tiêu Viêm thiếu gia. Bởi vậy, Tiêu Viêm thiếu gia cũng không biết từ sau khi hắn rời Ô Thản Thành, tiểu thư đã phái người âm thầm bảo vệ hắn. Nhưng việc này, cũng làm hắn không thể cảm nhận được tiểu thư đối với hắn một mảnh. Lục Sắc Nhân Ảnh cười nói, nhưng lời còn chưa nói xong đã làm Huân Nhi xấu hổ, tức giận đem đám lá cây trong lòng bàn tay bắn ra ngăn trở, nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi có vẻ đỏ hồng. Lục Sắc Nhân Ảnh thức thời không dám nói tiếp, nhớ kỹ. Nhất định không thể để Tiêu Viêm ca ca biết sự tình này. Ta cũng không muốn nói cho hắn biết chúng ta phái người giám thị. Hắn không thích mấy việc này, trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ thẹn thùng hồng hào chậm rãi rút đi. Huân Nhi rất nhanh chính xác nhắc nhở nói, vâng, đối với cách suy nghĩ của nữ tử như Huân Nhi. Lục Sắc Nhân Ảnh đương nhiên là cực kỳ rõ ràng. Lập tức cung kính gật đầu xác nhận. Đồng thời trong lòng có phần cảm thán, đừng xem tiểu thư trên mặt thời khắc nào cũng có nụ cười. Nhưng tính tình của nàng, Lục Sắc Nhân Ảnh lại biết rõ ràng. Loại mỉm cười kín đáo rụt rè này, có đôi khi, so với loại mặt lạnh càng khiến người khác khó có thể đến gần. Đi vào Già Nam học viện đã hơn một năm. Lấy vẻ mặt kiều diễm cùng tu luyện thiên phú của Huân Nhi. Không biết đã khiến cho bao nhiêu nam nhân có thể xưng là xuất chúng mê muội. Nhưng những người này, mặc dù cho dù đặt ở vị trí thiên tài của Già Nam học viện, kể ra cũng có thể được liệt danh vào hàng cường giả. Nhưng mà, không có bất luận một người nào có thể chính thức cùng nàng nói chuyện, ôi! Dường như quên mất một người a. Tên gia hỏa được xưng là thiên tài trong vòng trăm năm nay của Già Nam học viện. Miễn cưỡng mới là nam nhân khiến cho tiểu thư bỏ ngụy trang xuống nói chuyện, nhưng mà dường như cũng vẻn vẹn dừng lại đó mà thôi. Tên gia hỏa đáng thương. Đời này có lẽ không trông đợi được gì, nghĩ đến thanh niên xuất chúng kia ở học viện khiến cho người khác cảm thấy rung động, Lục Sắc Nhân Ảnh trong lòng âm thầm lắc đầu. Có phần thương hại, hắn làm sao thoát khỏi mê muội. Đóa thanh liên thoát trần kia, có lẽ chỉ có thể nở ra với một nam nhân tên Tiêu Viêm, Lục Sắc Nhân Ảnh trong lòng rõ ràng. Chỉ cần một khi ở trước mặt tiểu thư nhắc tới tên Tiêu Viêm. Tính tình thanh nhã gần như có phần lạnh nhạt của Huân Nhi, liền có thể đem nụ cười phòng hộ luôn cự tuyệt người khác rút đi. Chính thức trở thành một nữ nhân ở vào trạng thái yêu đương, dáng vẻ thẹn thùng cực kỳ hiếm thấy. Mà những người kia, tuyệt đối không có may mắn nhìn thấy được. Gã gia hỏa kia thật khiến người ta hâm mộ đến ghen ghét a. Thật sự không biết hắn như thế nào lấy được tâm hồn thiếu nữ của tiểu thư, thật sự khó mà tin tưởng. Tiểu thư tính tình cao ngạo như vậy, để có thể coi trọng một nam nhân nào đó. Than thở lắc lắc đầu, Lục Sắc Nhân Ảnh hơi có phần khó hiểu, nhưng mà nếu như hắn biết gã gia hỏa kia bởi vì khi còn bé đánh bậy đánh bạ chạy vào trong phòng tiểu cô nương Huân Nhi. Lấy lý do vung bồi căn cốt. Đem thân thể tiểu cô nương toàn thân cao thấp không, chút liêm sỉ sờ soạn khắp người lúc đó đã lấy đi tâm hồn của tiểu cô nương ngây thơ không hiểu chuyện. Hắn có lẽ sẽ sốc mà ngất tại chỗ, nữ nhân tên là Vân Chi nàng là. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Mơ hồ khuôn mặt có chút nóng lên, trong lòng đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Huân Nhi liếc mắt nhìn bóng ngươi quỳ dưới đất, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, ôi. Nghe vấn đề này, Lục Sắc Nhân Ảnh thoáng có chút kìm hãm. Căn cứ tình báo, hắn hiển nhiên là biết vị nữ nhân tên là Vân Chi và Tiêu Viêm quan hệ có phần không bình thường. Lập tức cười khổ gật gật đầu, nói, đích thực là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận, mặc dù trong lòng đã có đáp án. Nhưng mà sau khi nghe xác nhận, Huân Nhi vẫn như cũ không khỏi khẽ thở dài một hơi. Trên gương mặt ẩn hiện biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu, khe phẩy đầu cười khổ nói, Tiêu Viêm ca ca thật đúng là hồ đồ. Loại sự tình này, chẳng lẽ còn không đoán được sao? Ngày sau chờ lên Vân Lam Tông, ta nhìn ngươi dự định xử lý mối quan hệ rắc rối này ra sao, tiểu thư, nữ nhân kia dường như đối với Tiêu Viêm. Âm thanh Lục Sắc Nhân Ảnh ấp úng còn chưa nói xong. Hắn phát hiện vẻ mặt thiếu nữ đối diện hơi trầm xuống, lập tức thức thời vội vàng đem những chữ từ trong miệng nuốt xuống, ngươi cảm giác sai rồi.
thiếu nữ âm thanh lạnh nhạt. Lại là mơ hồ có một phần oán hận trong lòng. Vâng. Vâng. Lau mồ hôi lạnh. Lục sắc nhân ảnh vội vàng gật gật đầu. Cũng không dám nhắc tới sự tình này. Mặc dù hắn biết thân phận cô gái đối diện không tầm thường, nhưng cho dù không tầm thường như thế nào đi nữa, nàng cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, chuyện ghen tuông. Đối với nữ nhân mà nói, đó là thiên phú dị bẩm, ngươi truyền tin cho Lăng sư đi. Khiến hắn khi Tiêu Viêm ca ca tới Vân Lam Tông, ngấm ngầm bảo vệ. Mặc gia đại trưởng lão bị giết, những kẻ bảo thủ ở Vân Lam Tông sẽ vì danh tiếng, tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Huân Nhi lông mày cau lại nói, còn cần chú ý đến Hải Ba Đông bên cạnh hắn. Ta cảm thấy tên kia có phần khó có thể suy xét. Nếu như có biến cố gì? Lăng sư. Nói đến chỗ này, Huân Nhi cánh tay nhỏ nhẹ nhàng trước người làm một động tác, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Vâng. Thấy thế, lục sắc nhân ảnh vội vàng cung kính gật gật đầu. Được rồi. Dựa theo lời ngươi, Tiêu Viêm ca ca bên người có Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Hẳn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tay nhỏ khẽ vén mái tóc bay xuống ở trên trán, Huân Nhi nói, ân. Nhưng mà, chỉ là bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dường như linh hồn bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế. Muốn chờ nàng một lần nữa phục hồi, có lẽ còn phải chờ đợi một khoảng thời gian. Có điều, một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương nắm trong tay thân thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, như vậy nàng liền sẽ trở thành đấu tông cường giả. Đến lúc đó, nếu như là nàng nổi lên sát tâm với Tiêu Viêm, vậy có chút phiền phức. Lục sắc nhân ảnh do dự nói, ôi! Không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca bên cạnh ẩn núp toàn những quả bom kinh khủng. Thật sự là đau đầu a. Đành chịu lắc lắc đầu, Huân Nhi xoa cái trán trơn bóng. Suy nghĩ một lúc lâu, nói, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương không thể nắm được thân thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Ít hôm nữa, sau khi Tiêu Viêm ca ca đi tới Già Nam học viện, đến lúc đó, nghĩ biện pháp đem mấy vấn đề này giải quyết hết một loạt. Vâng, tốt lắm. Ngươi trước tiên cứ rời học viện đã. Đừng ở chỗ này lâu, nếu như bị phát hiện, đánh động đến cả lão viện trưởng một lần thôi cũng không êm xuôi rồi. Dặn dò mọi chuyện xong xuôi, sau đó Huân Nhi mới phất tay. Nhắc nhở nói, ha ha. Lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh. Chính diện giao chiến, chỉ sợ là Lăng sư cũng vẫn thua kém một chút, nhưng mà, chỉ là nếu nói đến ẩn nấp, ta ngược lại là có phần tin tưởng. Lục sắc nhân ảnh cười gật đầu. Lần thứ hai hướng về Huân Nhi cung kính không người hành lễ, sau đó thả người vọt đi, biến mất bên một thân cây. Thân cây hơi lắc lư, rất nhanh rơi vào yên lặng, nhìn bóng người tan biến. Huân Nhi chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú dưới dốc núi lượn lờ mây mù. Một lát sau, ôn nhu mỉm cười. Nụ cười tuyệt diễm, Tiêu Viêm ca ca. Một năm thời gian, tiến bộ của ngươi. Cho dù là Huân Nhi cũng cảm thấy kinh ngạc. Đi Vân Lam Tông xong, ngươi liền có thể đến Già Nam học viện rồi. Huân Nhi ở chỗ này rất cô đơn, khi sắp tới Nạp Lan gia tộc, trước một ngã tư đường Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông phân ra. Lúc này mới chậm rãi hướng tới một viện phủ khổng lồ không xa đi tới, đến gần viện phủ khí thế cực kỳ hào hùng. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn thấy, tại trước cửa, không ngờ vây quanh không ít người, hơn nữa những người này tất cả đều là thân mặc luyện dược sư bào phục, trước lồng ngực vài hàng màu bạc gợn sóng sáng chói, biểu hiện kiêu ngạo thân phận cùng cấp bậc của bọn họ, mọi người đang đi trên đường phố. Hễ là người qua đường đi ngang qua chỗ đó, đều là hướng tới ánh mắt kính sợ cùng hâm mộ, đám đông chen nhau xì xào bàn tán về các luyện dược sư, ở trong lòng bọn họ, luyện dược sư là một loại chức nghiệp quý tộc cao quý, mà đối với các luyện dược sư đông đúc kia, Nạp Lan gia tộc rõ ràng cũng không dám dễ dàng chậm trễ, nơi cửa, một ít hạ nhân cung cung kính kính chờ đợi bên ngoài hướng về đám luyện dược sư nói gì đó, đợi đến khi phát hiện đối phương đích thật có thực lực tiến vào trong, mới cho phép đi qua. Mà một vài luyện dược sư thực lực thật sự có chút vấn đề, cũng vẫn đưa ra khuôn mặt tươi cười chỉ là tỏ ý cự tuyệt, mặc dù loại cử chỉ này khiến cho luyện dược sư có chút bất mãn. Bất quá nghĩ tới thế lực của Nạp Lan gia tộc cùng với sự quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông, bọn họ cũng đành mang theo chút không vui, vất tay áo rời đi. Tại nơi cửa,
ánh mắt nhìn chăm chú một hồi. Tiêu Viêm phát hiện, luyện dược sư có thể được phép tiến vào trong đó, tự hồ đều là tam phẩm luyện dược sư, mà luyện dược sư bị cự tuyệt. Chỉ là nhị phẩm, thậm chí còn có một ít nhất phẩm luyện dược sư đến đây góp vui. Cúi đầu liếc mắt một trước lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân hướng đại môn Nạp Lan gia tộc phòng ngự xâm nghiêm đi tới. Chen qua đám người, Tiêu Viêm tiến lên trước một bước, một vị lão nhân nhìn giống thân phận quản gia, vội vã đi lên đón tiếp. Bất quá khi nhìn dung mạo còn trẻ tuổi của Tiêu Viêm cùng với trước lồng ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương, trong đôi mắt già nua đục ngầu thoáng hiện lên vẻ thất vọng khó có thể phát hiện. Mặc dù đối phương tuổi tác làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, bất quá cấp bậc này vẫn là chưa đạt tới yêu cầu. Trong lòng tuy có chút thất vọng, bất quá tại Nạp Lan gia tộc đã mười mấy năm, lão nhân quản gia cũng không ngu ngốc đến nỗi biểu lộ ra khuôn mặt, lập tức thoáng lộ ra vẻ ôn hòa tươi cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, ta là quản gia của Nạp Lan gia tộc. Nói vậy ngươi cũng là tới thử xem có thể điều trị cho Nạp Lan Kiệt lão gia tử phải không? Tiêu Viêm gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Dung mạo tầm thường lộ trên băng tàm da mặt, toát lên vẻ lạnh như băng. Tiêu Viêm biểu tình lạnh lùng làm cho lão nhân hơi ngẩn người. Loại thái độ này, cùng với các luyện dược sư khác có chút bất đồng a. Một lát sau, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, tiểu huynh đệ, chúng ta lần này yêu cầu là cần phải tam phẩm hoặc là từ tam phẩm luyện dược sư trở lên, ngươi tự hồ còn chưa có đạt tới yêu cầu, cấp bậc cũng không đại biểu hết thảy. Thanh âm của Tiêu Viêm bị hắn áp chế tới mức hơi khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh, làm cho lão nhân khẽ cau mày, nhìn được khuôn mặt bất đắc dĩ của lão nhân nọ. Tiêu Viêm lắc đầu, từ nạp giới lấy ra thư tiến cử của Nhã Phi đưa ra, sau đó hai tay lại rụt vài trong tay áo, thấp giọng nói, không nên bởi vì do ngươi mà làm mất đi cơ hội cuối cùng của lão gia tử bọn ngươi. Cấp bậc cũng không đại biểu hết thảy, Đan Vương Cổ Hà cũng không phải đã từng không thể trị liệu được cho lão gia tử bọn ngươi sao? Nghe Tiêu Viêm nói, làm cho lão nhân sắc mặt hơi đổi. Tiếp nhận thư tiến cử, nhìn được tên người tiến cử, không khỏi có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, trầm ngâm một lúc lâu, cắn răng, lắc mình tránh ra. Hướng về thủ vệ nơi cửa quát khẽ nói, tránh ra, tiên sinh, thỉnh ngài qua. Hy vọng ngài thật sự có thể trị liệu cho lão gia tử chúng ta, nếu như là vậy, ngài sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Hơi cúi đầu với Tiêu Viêm, lão nhân trong thanh âm, bởi vì biểu hiện vừa rồi của Tiêu Viêm liền mang theo ngữ khí cung kính, gật đầu. Tiêu Viêm khuôn mặt vẫn y nguyên bộ dạng không chút thay đổi, không có nói nhiều lời vô nghĩa, chậm rãi đi vào đại môn, sau đó biến mất trong tầm mắt ngạc nhiên của mọi người. Tiến vào đại môn, lập tức một thị nữ mỹ lệ vội vã từ một bên đi ra, sau đó hướng tới Tiêu Viêm ôn nhu nói vài câu, liền ở phía trước dẫn đường, không nhanh không chậm theo sát sau thị nữ. Tiêu Viêm ánh mắt ở trong phủ đệ xa hoa đảo qua, tòa nhà cao ngất khí thế, khiến hắn âm thầm khẽ gật đầu. Cái khác không nói, Nạp Lan gia tộc này, đích xác không hổ là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, tài lực như này, Tiêu gia tuyệt đối là theo không kịp. Hành tẩu trên con đường nhỏ màu xanh đá vụn, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên nhíu lại, hắn cảm ứng được, càng vào sâu phía trong Nạp Lan gia tộc, từng đạo ánh mắt không rõ ràng cùng với linh hồn cảm giác lực, bắt đầu từ một vài góc bí ẩn bắn ra, nhất cử nhất động của Tiêu Viêm đều là thu vào trong mắt, giữa lúc lơ đãng ngẩng đầu. Ánh mắt tùy ý quét qua một chỗ trên mái hiên. Nơi đó, một vài bóng dáng đen kịt, ẩn giấu ở trong bóng tối, từng đạo bóng đen, theo ánh mặt trời phản xạ ra những mũi tên sắc bén, chính là đang chậm rãi ở trong phủ đệ di động, bất cứ xuất hiện một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ làm cho bọn họ trong nháy mắt đưa tới công kích, phòng ngự quả nhiên rất xâm nghiêm. Tiêu Viêm nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Dương mắt nhìn tòa đại sảnh xa hoa xuất hiện ở chỗ cuối con đường nhỏ, ánh mắt xuyên thấu đại môn khép hờ, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó tựa hồ đứng không ít người, chậm rãi tiến vào đại sảnh. Trong đó truyền ra một ít âm thanh thấp giọng xì xào bàn tán, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đến, trong đại sảnh thanh âm xì xào đột nhiên ngừng lại, sau đó từng đạo ánh mắt hướng về phía chỗ đại môn, ngay lúc mọi người ánh mắt liếc tới chỗ lồng ngực có gắn nhị phẩm luyện dược sư huy chương của Tiêu Viêm, đều không khỏi sửng sốt. Trong ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ đều cũng có chút kỳ quái. Tại sao một nhị phẩm luyện dược sư
cũng có tư cách tiến vào nơi này. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi đảo qua trong đại sảnh, tại đại sảnh rộng lớn, ngồi tới 10 vị thân bào phục luyện dược sư cùng màu, tại chỗ lồng ngực bọn họ, đều là tam phẩm luyện dược sư huy chương, bất quá tam phẩm luyện dược sư này, phần lớn đều là tại độ tuổi trung niên. Trong đó có hai vị tóc đã hoa râm, không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Viêm chậm rãi di động tầm mắt, dừng lại ở một trung niên nam tử đang ngồi ở vị trí chủ vị, người này không mặc luyện dược sư trường bào, uy vệ ngồi ở trên ghế, mắt hổ hơi khép hờ, hơi có chút khí thế không giận mà uy, tầm mắt dời qua người trung niên nam tử, cuối cùng nhíu mày dừng ở một vị nữ tử xinh đẹp thân thể mềm mại. Nữ nhân này Tiêu Viêm cũng không xa lạ, làm cho hắn tại trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, tại bên cạnh trung niên nam tử. Thân nguyệt bào váy dài Nạp Lan yên nhiên ngồi lẳng lặng, đôi mắt đẹp hướng nhìn Tiêu Viêm đứng nơi cửa. Trên mặt cười đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay lúc ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào vị trung niên nhân. Người này cũng đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Nhìn người trước mặt dung mạo còn trẻ tuổi. Hơi sửng sốt, chợt đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm chắp tay cười nói, vị tiểu huynh đệ này. Tại hạ Nạp Lan gia tộc. Nạp Lan Túc, Nạp Lan Túc. Tên vừa vào tai, Tiêu Viêm hai tay trong tay áo bào khẽ rung lên, khóe mắt không tự chủ được hơi giật giật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trung niên nhân lộ ra hào khí. Người này, dĩ nhiên là phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là người thiếu chút nữa trở thành nhạc phụ của Tiêu Viêm, Nham Kiêu. Tâm tình chậm rãi đè nén. Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn thấp giọng nói, Thước Đặt Nhĩ gia tộc Nhã Phi tiểu thư tiến cử ta lại đây thử xem có thể hay không thay Nạp Lan lão gia tử khu độc, Nga, a a, nguyên lai là Nhã Phi điệp nữ đề cử a, mời ngồi. Nghe vậy, Nạp Lan Túc chợt hiểu gật đầu. Cười lớn nói, khẽ gật đầu, Tiêu Viêm dưới từng đạo kỳ dị ánh mắt đi tới vị trí cuối cùng. Sau đó an tĩnh ngồi xuống, hắn tự nhiên là biết những ánh mắt kỳ dị này đại biểu cho ý gì. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không có thể giải quyết nan đề. Một nhị phẩm luyện dược sư có thể tới làm cái gì? Ngồi ở ghế, Tiêu Viêm lâm vào trầm mặc, bất quá hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên tự hồ dừng ở trên thân mình thời gian không ngắn, lập tức nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, bị nhận ra a. Như thế nào có thể, người này sao cảm giác làm cho ta có chút quen mắt. Đôi mắt đẹp liếc nhìn hắc sam nam tử ngồi ở trong góc. Nạp Lan Yên Nhiên lông mày kẻ đen cau lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói, a a, nói vậy chư vị cũng minh bạch vấn đề của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Gia phụ trước kia trúng phải thứ hung danh hiển hách lạc độc. Hiện giờ độc tính bộc phát. Rốt cuộc thì không thể chống đỡ được, Cổ Hà đại sư đã tới một lần, nhưng vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Mặc dù hắn nói qua cần phải sử dụng dị hỏa, mới có thể độc tố trong cơ thể lão gia tử trục xuất ra, bất quá luyện dược sư có được dị hỏa thật sự là quá mức thưa thớt, muốn tìm kiếm thật sự là quá mức khó khăn. Cho nên chỉ có thể thử xem cách ấy, chư vị cũng là một số luyện dược đại sư trong hàng ngũ của Gia Mã Đế Quốc, riêng mỗi người cũng có bản lãnh đặc biệt, cho nên, tại hạ muốn mời chư vị hỗ trợ thử xem, nhìn xem một chút có thể hay không có biện pháp khác. Nạp Lan Túc nhìn quanh một vòng. Thanh âm có chút trầm thấp cười nói, không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ cần chư vị có thể điều trị tốt cho lão gia tử, về phương diện thù lao. Tuyệt đối sẽ không làm cho các vị thất vọng, bàn tay vung lên, Nạp Lan Túc hướng về một lối cửa, nói, lão gia tử ở bên trong. Vẫn thỉnh chư vị từng người thử xem, nghe vậy, trong đại sảnh hơn 10 vị luyện dược sư nhìn nhau liếc mắt một cái, một lát sau, một vị lão già tóc hoa râm, cười híp mắt đứng dậy. Dẫn đầu tiến vào lối cửa, song sau hơn 10 phần chung, lại lắc đầu đi ra. Ngồi trở lại ghế, hướng tới Nạp Lan Túc cười khổ nói, xin lỗi, Nạp Lan tộc trưởng, lạc độc kia thật sự rất ngoan cố, ta phối chế hơn 10 vị giải độc đan, tất cả đều không có hiệu quả, nghe được lời này của lão già. Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh đều tỏ vẻ thất vọng thở dài một hơi. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Cười khổ lắc đầu, sao lão nhân. 10 vị luyện dược sư đều liên tiếp tiến vào, bất quá hơn 10 phần chung, đều xấu hổ đi ra. Hiển nhiên, đối với cái loại kịch độc mà ngay cả Cổ Hà đều thúc thủ vô sách, bọn họ đương nhiên cũng không có cái loại năng lực này, theo một đám luyện dược sư vẻ mặt xấu hổ đi ra. Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên trên khuôn mặt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm,
Ngay lúc vị luyện dược sư cuối cùng từ đó đi ra, tâm tình rốt cuộc chậm rãi trầm xuống, ở một bên đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã hơi có chút phất hồng. Trong đại sảnh, 10 vị tam phẩm luyện dược sư đã không còn đắc ý cùng kiêu ngạo như lúc trước, mặt già xấu hổ. Vẫn duy trì trầm mặc, theo mọi người trầm mặc, trong đại sảnh bầu không khí cũng từ từ rơi vào tình trạng nặng nề, sau một lúc lâu. Nạp Lan Túc thở dài một hơi, miễn cưỡng cười nói, đa tạ chư vị, xem ra lão gia tử đích xác một kiếp này khó thoát khỏi số mệnh. Mặc dù thất bại, bất quá tại hạ vẫn sẽ sai quản gia cấp chư vị một phần thù lao phong phú, nghe trong lời nói có ý tiễn khách này, mọi người cười khổ lắc đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bầu không khí kiểu này, bọn họ thật sự không còn mặt mũi nhận thù lao, ta thử xem sao, lời nói bình thản, đột nhiên từ trong góc truyền ra. Đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, vị nhị phẩm luyện dược sư tuổi trẻ, sắc mặt lạnh nhạt bước ra, thanh âm bình tĩnh, làm cho mọi người trong đại sảnh hơi nhướng mày. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.